Phong Phi Vân như cũ đang uống rượu của mình, lúc này có người xuất thủ với hắn, một đạo điện mang hướng mi tâm của hắn đánh tới. Phong Phi Vân chẳng qua là tùy ý điểm ra một chỉ, một đạo điện mang kia liền bay ra ngoài, phốc, tu sĩ kia xuất thủ với Phong Phi Vân nhất thời chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay ngang. Đều là tên bán yêu này gây họa, giết hắn đi. Một vũ hóa hiền giả mặc hỏa diễm khôi giáp hướng Phong Phi Vân công kích qua, chiến khí đằng đằng, lửa giận ngập trời. Khóe miệng Phong Phi Vân khẽ cong lên, đem càn khôn trưởng ấn thiên địa oanh xuống, trực tiếp đem tu sĩ vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong này chấn sát, biến thành một đoàn bùn máu nằm trên mặt đất. Những tu sĩ kia của Tây Thiên Cảnh muốn chạy trốn nhưng mà lại bị Phong Phi Vân ngăn cản đường đi. Lục Thế Tử, đây là đi đâu a? Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ sờ mũi. Sắc mặt của Phương Đồng Đạo cùng với những tu sĩ Tây Thiên Cảnh kia đều là biến đổi. Phong Phi Vân, các ngươi giết Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ, ngày chết không xa. Phương Đồng Đạo lạnh giọng mà nói. Phong Phi Vân cười nói. Bản thân ta cảm thấy Bát Thế Tử chết chưa hết tội, lại nói các ngươi thật không biết vị mỹ nữ tu vi cao tuyệt kia là ai, các ngươi sẽ không ngu dốt đến nỗi ngay cả Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều không nhận ra chứ. Cái gì, Thủy Nguyệt Thánh Nữ? Sắc mặt của những tu sĩ Tây Thiên Cảnh trở nên càng thêm trắng bệch. Nữ tử mà Bát Thế Tử đùa giỡn dĩ nhiên là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, trời ạ, đây là làm cái gì chứ? Có câu là, núi cao còn có núi cao hơn, Thần Thiên Tước Phủ mặc dù rất cường thế nhưng mà Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chưa hẳn là sẽ đem nó để vào trong mắt. Bát Thế Tử thế nhưng đùa giỡn Thánh Nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, thật đúng là chết chưa hết tội. Ngươi đây là cố ý tính toán Bát Thế Tử, ngươi cố ý. Phương Đồng Đạo cắn răng thật chặt, cả người đều đang phát run, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa quỳ ở trên mặt đất. Hừ, người cũng không phải cố ý tính toán thất quận chúa sao, bằng không Bát Thế Tử như thế nào lại hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng. Phong Phi Vân lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Thời điểm lần sau tính toán người khác nhớ phải thông minh một chút, không, không có lần sau, hiện tại các ngươi có thể đi làm quỷ minh bạch được rồi. Liều mạng với ngươi. Những tu sĩ kia của Tây Thiên Cảnh đồng thời xuất thủ, các loại linh khí cùng thần thông đều hướng Phong Phi Vân đập tới, một phiến lớn linh mang trùng kích vào, có thể đem một phiến đại địa cũng đánh cho tung bay. Phong Phi Vân dĩ nhiên không sợ hãi, trong thân thể xông ra khí lưu kinh đào hải lãng, triển khai kim tàm Phật vực, đem tất cả tu sĩ đều bao phủ vào trong đó. Phốc! Hắn oanh ra một quyền, đem lồng ngực của một vị thiên kiêu niết bàn ngũ trọng xuyên thủng. Phật khí đem thân thể tinh lọc, biến thành từng điểm sáng biến mất. Huyết nhục cũng không lưu lại một điểm. Oanh! Bàn chân của Phong Phi Vân mạnh mẽ dẫm lên mặt đất một cái, hơn 10 cường giả phóng qua bị oanh bay ra ngoài, tựa như là đánh bay một mảng ruồi lớn. Hắn giống như mãnh sư đang vật lộn với thỏ, nơi đi qua không người nào có thể ngăn cản, xuất thủ tàn nhẫn, tuyệt không lưu người sống. Khí lực của Phong Phi Vân cường đại, sát khí ngang dọc. Quả thực là sở hướng vô địch, mỗi một quyền oanh ra là có thể đánh một vị cường giả mất mạng, cho dù là hiền giả vũ hóa cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão tử liều mạng với ngươi. Một đại hán mọc ra bốn con mắt xông lên đánh giết, da thịt toàn thân tựa như là kim đồng chú luyện, đạt đến cảnh giới niết bàn đệ lục trọng, là vô thượng thiên kiêu của Tây Thiên Cảnh, lực lượng kinh khủng chí cực. Ở trên lực lượng mà nói, trong thế hệ trẻ của Tây Thiên Cảnh, hắn chính là tồn tại vô địch. Hắn đánh ra một quyền giận dữ, có thế đến như thiên băng địa liệt, coi như là vũ hóa hiền giả đều chưa hẳn đỡ được. Thình thịch, Phong Phi Vân khinh thường cười, vươn ra một bàn tay vững vàng đem quyền đầu của hắn bắt lấy. Làm sao có thể? Sắc mặt của đại hán bốn mắt này đại biến, cảm giác quyền đầu của mình giống như oanh kích ở trên tường đồng vách sắt, đối phương thế nhưng một mực không nhúc nhích. Lực lượng của ngươi còn yếu lắm. Phong Phi Vân khẽ mỉm cười. Năm ngón tay vừa dùng lực liền đem cả cánh tay của đại hán bốn mắt này đều chấn vỡ, xương biến thành phấn vụn. A! Đại hán bốn mắt kêu thảm thiết. Thình thịch! Phong Phi Vân phách xuống một trường, vô số thú hồn ở trong lòng bàn tay hiện ra, hóa thành một mức vạn thú đổ quyền đem đại hán bốn mắt đánh đến biến thành một đoàn bùn nhão. Thiên kiêu cảnh giới niết bàn đệ lục trọng cũng như cũ giết không tha. Quá yếu! Phong Phi Vân vỗ vỗ thủ trưởng chảy máu rầm đìa, nhẹ nhàng lắc đầu. Ghê tởm, Phong Phi Vân, người đây là muốn đem cả tu tiên giới của Tây Thiên Cảnh đều đắc tội, người đắc tội được sao,
cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Phương Đồng Đạo trừng mắt, cắn răng thật chặt. Cái này cũng không cần Lục Thế Tử quan tâm. Phong Phi Vân nói chuyện giết người, giống như là một tên ngọc diện tu la, coi như là thiên chi kiêu nữ lớn lên tuyệt mỹ kia tất cả đều bị hắn một quyền chấn sát, không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Âu Dương Vô Đạo, cùng ta liên thủ tế ra Hồng Long Trung chấn áp hắn. Phương Đồng Đạo liên tiếp ném ra bảy đạo vũ hóa phù lục ngăn cản bước chân của Phong Phi Vân, tạo thành bảy đạo sóng công kích khổng lồ, coi như là vũ hóa hiền giả chân chính cũng sẽ bị trọng thương. Ánh mắt của Âu Dương Vô Đạo nghiêm nghị, đem một tòa hồng sắc Phật Trung triệu hoán ra, toàn thân liền là lưu động huyết quang, từng cái Phật tự khắc vào trong Phật Trung, bộc phát ra một cỗ Phật vận khác biệt. Ông! Phật âm chấn động. Đây là một kiện linh khí thập nhất phẩm, uy lực tương đối kinh khủng, từng áp chết không chỉ một vị vũ hóa hiền giả. Âu Dương Vô Đạo chính là đệ nhất cường giả của thế hệ trẻ Tây Tiên Cảnh, tà Phật song tu, thiên tư tuyệt đỉnh, đồng thời bái vào môn hạ của một vị Sở Giang Vương ở âm giới phủ cùng một vị cao tăng ở Thái Cổ Thánh Phật Miếu, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, vô địch một phương. Hắn ở trong thế hệ trẻ của Tây Tiên Cảnh chính là truyền thuyết thần thoại bách chiến bách thắng. Âu Dương Vô Đạo cùng Phương Đồng Đạo liên thủ, đem linh khí toàn thân đều đánh vào trong Hồng Long Trung, Phật tôn bành trướng đến càng ngày càng lớn, giống như là biến thành một tòa hồng sắc cự phong. Thình thịch, thình thịch. Phong Phi Vân đem bảy tấm vũ hóa phù lục oanh toái, đi tới, ánh mắt bế nghế, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vô Đạo cùng Phương Đồng Đạo, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa kim sắc Phật văn thế giới. Càn Khôn Trưởng Ấn Thiên Địa. Một tòa Phật khí thiên địa oanh xuống. Tựa như là cửu thiên sụp đổ, đem lực lượng của linh khí thập nhất phẩm Hồng Long Trung đều trấn áp lại. Oanh long long. Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống, phía sau là một vạn đầu linh thú chiến hồn đang bôn đằng, lần nữa oanh xuống một trưởng mang theo lực lượng vạn thú. Đây là lực lượng của một vạn vị niết bàn đệ thất trọng. Phốc, phốc. Hồng Long Trung bị đánh đến biến hình. Phương Đồng Đạo cùng Âu Dương Vô Đạo đều nằm ở trên mặt đất, cả người đều là máu tươi. Hấp hối, trong lòng không cách nào tin tưởng cỗ lực lượng mới vừa rồi kia là do một tên bán yêu đánh ra, đây quả thực là lực lượng có thể sánh ngang bá chủ thế hệ trước. Phong Phi Vân phiêu nhiên hạ xuống, trên người không nhiễm một tia bụi trần, nói. Hai người các ngươi đều có thể đi địa ngục báo danh rồi. Không, ta chính là người thừa kế cảnh chủ của Tây Tiên Cảnh, người giết ta sẽ gặp phải trả thù của cả Tây Tiên Cảnh. Sư tôn ta chính là Sở Giang Vương của âm phủ giới cùng bát giới thiền sư của Thái Cổ Thánh Phật Miếu, phụ thân ta chính là. Bọn họ đem từng cái chỗ dựa cường đại báo ra, muốn hù dọa Phong Phi Vân, vì mình mà tranh thủ cơ hội sống sót. Phong Phi Vân lắc đầu, ở trong hư không vươn ra một bàn tay, thân thể của Phương Đồng Đạo cùng Âu Dương Vô Đạo trực tiếp trầm xuống, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái thủ trưởng ấn khổng lồ, trong thủ trưởng ấn còn đang chảy máu. Người thừa kế cảnh chủ cùng cường giả đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Tây Tiên Cảnh liền cứ như vậy mà chết đi, chết ở trong tay một tên bán yêu. Nếu như tin tức kia truyền về Tây Tiên Cảnh, khẳng định sẽ không có người nào tin tưởng. Hiện tại Tây Tiên Cảnh liền chỉ còn một tu sĩ cuối cùng. Đây là một thiếu nữ có một đầu tóc đỏ, vóc người tinh tế, da thịt trắng muốt, mặc một bộ áo bào hồng sắc, trong ngón tay mảnh khảnh nắm một thanh kiếm bản to. Thân kiếm so với thân thể của nàng đều phải lớn hơn mấy lần, tương phản vô cùng. Ánh mắt nàng hỏa hồng, đôi môi như hồng mực, hai tròng mắt trong suốt từng điểm, giống như là một vị hỏa chi tiên linh. Phong Phi Vân nhàn nhạt nhìn thiếu nữ này một cái, nàng là một vị thiên chi kiêu nữ, tu vi đạt đến niết bàn đệ lục trọng, một mực đi theo bên người Phương Đồng Đạo, nhưng mà địa vị lại không thấp hơn Phương Đồng Đạo, là một người cầm kiếm ở trong thượng cổ động thiên ngũ kiếm động thiên. Nàng bị Phương Đồng Đạo hiến tặng cho Bát Thế Tử, dùng cái này để đạt được tín nhiệm của Bát Thế Tử, mượn tay của Bát Thế Tử đến đối phó Diệp Hồng Cảnh. Người giết chính là Lục Thế Tử cùng Âu Dương Vô Đạo, thế lực sau lưng bọn họ vô cùng khổng lồ, không phải là ngươi có thể tưởng tượng, ngươi chịu được lửa giận của cường giả ở sau lưng bọn họ sao? Thiếu nữ này lạnh giọng nói, thanh âm thanh thúy lại lãnh lệ. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi chính là người cầm kiếm trong thế hệ trẻ của Ngũ Kiếm Động Thiên đi, nghe nói động chủ của Ngũ Kiếm Động Thiên các ngươi cũng là một vị nữ trung hào kiệt, bá chủ đương thời, nếu như nàng biết được hiện tại ngươi ăn mặc gợi cảm như thế, hơn nữa còn ngã vào trong ngực của một tên bát thế tử xú danh rõ ràng, không biết động chủ của Ngũ Kiếm Động Thiên các ngươi có thể bị sinh sôi mà tức chết hay không.
Lai lịch của thiếu nữ này không nhỏ ở trong thế hệ trẻ Tây Tiên Cảnh tiếng tăm lừng lẫy, là thần nữ được vô số tu sĩ theo đuổi ở tu tiên giới Tây Tiên Cảnh. Lưu Tô Hồng có nói qua lai lịch của người thiếu nữ này cho Phong Phi Vân, cho nên Phong Phi Vân mới biết được rõ ràng như thế. Không cần ngươi quản đến. Thiếu nữ mái tóc hỏa hồng này huy động chiến kiếm, một kiếm bổ tới. Ai, ta tại sao có thể không quản chứ? Phong Phi Vân thở dài một hơi, trên cánh tay ngưng tụ ra hỏa diễm chói mắt, là Phượng Hoàng nhiệt hỏa, ngưng tụ thành Phượng Hoàng chảo ấn, nắm được chiến kiếm trong tay nàng, đem chiến kiếm hòa tan. Thình thịch, chiến kiếm hòa tan đến uốn khúc, rơi trên mặt đất. Phong Phi Vân một tay nắm được cổ của nàng, đem thân thể tinh tế uyển chuyển của nàng nhấc lên, nói. Đã quên nói cho ngươi biết, kỳ thật ta cùng Bát Thế Tử có rất nhiều tiếng nói chung, nếu không phải là hắn chọc ta, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ngươi đang nói cái gì? Thiếu nữ tóc đỏ bị Phong Phi Vân nắm vào trong tay không dãy dụa được. Đơn giản một chút, ta cùng Bát Thế Tử đối với nữ nhân đều có nhu cầu, ngươi vừa mới bị đem cho Bát Thế Tử, hẳn còn là thân trinh tiết đi. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, chung quy cần phải có người đến chịu trách nhiệm, vừa lúc mượn trinh tiết của ngươi dùng một chút. Khóe miệng của Phong Phi Vân nhướng lên, sau đó liền ôm thiếu nữ tóc hỏa hồng đi vào trong một tòa điện vũ. Lúc phi thường cần dùng biện pháp phi thường. Hiên Viên Nhất Nhất như cũ còn lẳng lặng ngồi ở trên ghế, cảm giác được hành động của Phong Phi Vân, lông mày cau lại thật chặt, có chút chán ghét. Nàng lấy tâm ngự kiếm. Lấy lực lượng một người ngăn cản hơn 10 vị vũ hóa hiền giả, không ngừng có người bị nàng trấn áp, đánh bay ra ngoài. Nếu không phải là có hơn 10 vị vũ hóa hiền giả công phạt, nàng nhất định đã đi ngăn cản Phong Phi Vân làm ác. Lúc này nàng mới phát giác, nguyên lai ác nhân là tên bán yêu này, Bát Thế Tử so sánh với hắn cũng chỉ có thể coi như là mảnh vụn nhỏ. Oanh long long, kiếm khí đem 5 vị vũ hóa hiền giả cuốn bay ra ngoài. Nàng kiếm khí lăng vân. Một kiếm nơi tay có khí thế quét ngang thiên hạ. Nhưng mà nàng cũng chỉ là phế đi tu vi của những người này, cũng không có giết bọn họ, lưu lại tính mạng của họ. Nửa cảnh giờ trôi qua. Hơn 10 vị vũ hóa hiền giả kia đều nằm trên mặt đất, tất cả mọi người đang ho ra máu, tu vi của Thủy Nguyệt Thánh Nữ thật sự quá cường đại, đem tu vi của tất cả bọn họ đều phế bỏ. Cả Nguyệt Thượng Tiên Cung đều bị đánh cho tàn phá vô cùng. Tất cả tu sĩ đều bị đại chiến mới vừa rồi khiến cho sợ đến phát run, gục trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Bá! Cổ kiếm bay về trong vỏ kiếm. Hiên Viên Nhất Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, vươn ra hai ngón tay tinh tế trắng muốt, đem chén rượu lúc trước Phong Phi Vân châm cho nàng băng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Ngươi làm gì với nàng? Làm chuyện mà nam nhân với nữ nhân nên làm. Phong Phi Vân đem thiếu nữ mái tóc đỏ hồng kia lôi ra ngoài, quần áo vỡ tan, da thịt tuyết trắng lộ ra tảng lớn bên ngoài, phía trên còn tràn đầy máu ứ đọng, bị ném ra. Ngươi làm đến quá mức phát hỏa rồi. Hiên Viên Nhất Nhất có chút tức giận, cổ kiếm trên lưng đang không ngừng minh hưởng. Phong Phi Vân nói, Lục Thế Tử của Tây Tiên Cảnh, Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ đều đã bị chết ở nơi này, đã chết nhiều thiên tài tuấn kiệt cùng vũ hóa hiền giả như vậy. Chung quy cần cho thế nhân một cái công đạo, chẳng lẽ phải nói là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bị đùa giỡn, dưới cơn tức giận đem những tên đồ đăng tử này giết đi, ha ha, cái này sợ rằng đối với danh tiết của thánh nữ điện hạ cùng thanh danh của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không tốt đi. Cho nên sự thật phải là như thế này, Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ cường bạo một vị thiên chi kiêu nữ của Thần Thiên Tước Phủ, Lục Thế Tử Phương đồng đạo của Tây Tiên Cảnh không sợ hãi cường quyền, dứt khoát đi đến lấy lại công đạo. Nhưng mà lại bị Bát Thế Tử thẹn quá hóa giận chấn sát, Thủy Nguyệt Thánh Nữ vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy chuyện bất bình bực này tự nhiên là muốn ra tay chính nghĩa, đem ác nhân như Bát Thế Tử chém giết, vì dân trừ hại. Đây mới là sự thật chân chính. Sự thật như vậy mới sẽ không gây tổn hại đến danh tiếng của Thánh Nữ Điện Hạ cùng danh dự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tin tưởng sau khi chuyện này truyền ra ngoài, danh vọng của Thánh Nữ Điện Hạ nhất định lần nữa lại tăng lên một tầng. Đến lúc đó những tu sĩ kia của Ngũ Kiếm Động Thiên, Tây Tiên Cảnh còn không cảm động rơi nước mắt đối với Thánh Nữ Điện Hạ sao? Hiên Viên Nhất Nhất chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không lùi bước chút nào, cũng nhìn chằm chằm vào nàng nhất định sẽ lựa chọn cái sự thật ở phía sau kia. Nàng căn bản không có lựa chọn khác. Nơi này chính là Thánh Đình, ngươi cho rằng giấu giếm được người của Thần Thiên Tước Phủ tra ra sự thật sao?
Hiên Viên Nhất Nhất có mái tóc đen như thác đổ, mũi quỳnh cao ngất, đôi môi đỏ mọng trong suốt, tiên nhan tuyệt thế, thánh khiết vô song, cuối cùng là nàng cũng thu hồi kiếm ý, không xuất thủ với Phong Phi Vân. Mặc dù biết rõ cách làm của Phong Phi Vân thực sự quá đáng giận, tựa như là tà ma, nhưng mà lúc này nàng cũng không thể xuất thủ, bởi vì danh dự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đúng là rất trọng yếu. Cho nên, người nơi này đều phải chết, chết không có đối chứng liền không có người biết được. Phong Phi Vân xuất thiên tủy binh đảm ra, ngưng tụ ra hơn 1000 thanh tiểu kiếm, tụ tập thành một con sông kiếm, giống như mà bạch sắc ma tước đầy trời, những tiểu kiếm này tự động bay ra ngoài, kiếm khí sắc bén, phá thiên chảm địa. Oanh long long, cả Nguyệt Thượng Tiên Cung đều bỗng nhiên sụp đổ, biến thành phế tích, biến thành bụi trần. Trừ Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất ra, tất cả mọi người đều chết hết, không lưu lại một người sống. Làm sao ngươi cũng biết tâm ngữ tính tâm kiếm điển? Hiên Viên Nhất Nhất có chút giật mình, thân thể thon thả bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Thánh tính thiên mà ngươi tu luyện đều là do ta truyền cho ngươi, ta làm sao có thể không biết? Phong Phi Vân đem thiên tủy binh đảm cất lại, nhàn nhạt liếc nàng một cái, phất phất ống tay áo liền đi ra khỏi phế tích, cất giọng nói. Hiện tại ta muốn đi tìm người hỗ trợ che giấu thiên cơ, chuyện tiếp đó liền giao cho ngươi, đúng rồi, còn có một việc, nữ tử kia của ngũ kiếm động thiên, ta chỉ là xé toang y phục của nàng mà thôi, người tốt nhất là đem thi thể của nàng hủy diệt một phần, nếu không bị người ta tra ra được nàng còn là thân trong trắng, đến lúc đó khẳng định tất cả mọi người sẽ hoài nghi đến trên đầu thánh nữ điện hạ ngươi. Phong Phi Vân hắng giọng cười một tiếng, thân thể vừa động liền biến thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên mặt trăng này. Ngươi, Hiên Viên Nhất Nhất ngồi ở trên ghế, trong tay cầm chén rượu, chung quanh khắp nơi đều là tử thi, mùi máu tươi trong không khí khiến cho người ta muốn nôn mửa, nàng cảm giác chính mình lại bị Phong Phi Vân tính toán rồi, bị hắn từng bước mang vào trong vực sâu tội ác. Từ lúc hắn truyền thánh tính thiên cho ta, ta cũng đã bước chân vào bẫy của hắn rồi, hắn đây là đang cố ý đối phó với ta, hắn rốt cuộc có sâu xa gì với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, vì sao thông hiểu tâm ngữ tính tâm kiếm điển. Hiên Viên Nhất Nhất nhắm mắt lại thật chặt, cảm giác Phong Phi Vân chính là một tên ma quỷ đang dương lên cái miệng to như chậu máu cười với nàng. Đối thủ mạnh nhất của chính mình xuất hiện rồi. Nàng liên tục do dự, cuối cùng vẫn là đánh ra một chưởng, đem một cỗ nữ thi ở cách đó không xa đánh tan, từ phần âm đo trở xuống biến thành bột máu, chỉ còn lại nửa người trên, y phục xốc xếch, khắp nơi vỡ tan, tựa như trước khi chết bị lăng nhục. Hiên Viên Nhất Nhất thở ra một hơi thật dài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một tòa Nguyệt Thượng Tiên Cung đều rơi xuống rồi. Không lâu lắm, liên tục không dứt có tu sĩ bay đến, đều là cường giả phủ xuống bên ngoài phế tích của Nguyệt Thượng Tiên Cung, bị cảnh tượng trước mắt khiến cho khiếp sợ. Cả Nguyệt Thượng Tiên Cung đều hủy diệt, tất cả mọi người đều chết hết, trong đó còn bao gồm lục thế tử của Tây Tiên Cảnh, bát thế tử của Thần Thiên Tước Phủ, còn có mấy chục vị vũ hóa hiền giả, những nhân vật này đều là người có trọng lượng. Đủ để xưng vương ở một phương thế giới. Đây là do ai làm? Cái này nhất định sẽ dẫn phát một tràng địa chấn. Mà trung ương phế tích kia có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi, bạch quang phồn thịnh, tiên hà bao phủ thân thể, trên lưng mang theo một thanh cổ kiếm, cùng với phế tích giống như tu la tràng kia tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng, tựa như là một gốc tiên hoa mọc trên huyết hải. Phong Phi Vân đến hành quán của chiến địa tước phủ, nhìn thấy thiên toán thư sinh mặc một bộ bạch y. Ngồi ở bên cạnh thiên toán thư sinh còn có mấy người quen, đệ nhất thiên tài Đông Phương Kính Thủy của Ngân Câu Phiệt, Tà Hồng Liên băng lãnh, tất chữ xuất có khuôn mặt so với đáy nổi còn đen hơn. Trừ những người này còn có một người mù hết sức đẹp trai, chính là Vô Hà công tử Tô Quân đã lâu không thấy, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó lộ ra vẻ hết sức yên tĩnh, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Đều là thiên kiêu đứng đầu của thần Tấn Vương Triều, tu vi hôm nay cũng tương đối cường đại. Hiển nhiên bọn họ cũng có cơ duyên bất đồng. Giết bát thế tử của Thần Thiên Tước Phủ, ta kháo, ngươi cũng quá trâu rồi, ngay cả người của Thần Thiên Tước Phủ đều dám động. Tất chữ xuất đem một ngụm linh tử ở trong miệng phun ra, thật đúng là bị lời nói của Phong Phi Vân dọa sợ. Tà Hồng Liên liếc hắn một cái, rất muốn tát cho hắn một cái, nói. Bát thế tử mặc dù chỉ là một vị thế tử được coi là tài nghệ trung đẳng trong các thế tử của Thần Thiên Tước Phủ. Nhưng dù sao cũng là nhân vật được phong làm thế tử, hắn bị giết chết nhất định sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Phong Phi Vân cười cười, nói. Thật ra giết hắn chính là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh,
ta chỉ là một người đứng xem. Cái gì, thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, người có thể giới thiệu cho ta một chút. Hai mắt của Tất Trữ xuất hiện lên tinh quang, đứng dậy, nước bọt trong miệng chảy ròng ròng, nhưng mà thân thể của hắn còn chưa đứng thẳng đã bị Tà Hồng Liên tát cho một cái ngã trên mặt đất, bò cũng không bò dậy được. Lúc này phía ngoài đi vào hai lão nô, dùng băng ca đem Tất Trữ Xuất đã hôn mê mang ra ngoài. Lúc này thanh tĩnh rồi, chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Tà Hồng Liên lại ngồi xuống, giống như mới vừa rồi chỉ là thuận tay đập chết một con ruồi, trên mặt không có bất kỳ chút ba động nào. Trong lòng Phong Phi Vân điên cuồng đổ mồ hôi, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân Tất Trữ Xuất chung quy là đào hôn, nếu như hắn có một vị hôn thê như vậy, đoán chừng sẽ chạy càng nhanh hơn. Thiên Toán thư sinh mặt trắng không râu, rất là thanh tú, nhẹ nhàng vẫy vẫy quạt lông, cười nói. Phong huynh, xác định người giết Bát Thế Tử là Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Xác định. Phong Phi Vân nói. Vậy thai không cần thiết phải che giấu thiên cơ rồi, dù sao thần thiên tước phủ có liều lĩnh như thế nào đi chẳng nữa cũng không dám động đến Thánh Nữ Điện Hạ. Thiên Toán thư sinh cười nói. Phong Phi Vân cười cười, nói. Quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được Thiên Toán thư sinh, được rồi, ta thừa nhận tất cả mọi người trên Nguyệt Thượng Tiên Cung đều là do ta giết chết. Tu sĩ nơi này đều không phải là người ngoài, đều là bằng hữu của thần Tấn Vương Triều, bọn họ đều bị khiếp sợ, hủy diệt một tòa Nguyệt Thượng Tiên Cung, yêu ma chi tử này rốt cuộc đã cường đại đến trình độ nào. Kỳ thật thì với giao tình của chúng ta mà nói, giúp Phong Huynh che giấu những thiên cơ này cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là sau khi làm như vậy chẳng khác nào là đem cả chiến địa tước phủ cùng kéo xuống nước, đưa thân vào phía đối lập với thần thiên tước phủ, vạn nhất ngày nào đó sự việc bại lộ ra. Thiên Toán thư sinh nói đến chỗ này liền dừng lại. Phong Phi Vân nói, ngươi cho là nên làm như thế nào? Trong đôi mắt của Thiên Toán thư sinh tràn đầy cơ trí, nhẹ nhàng sửa lại khăn đội đầu, từ từ mà nói. Trừ phi thần thiên tước ra chết đi. Sau khi nói ra một câu kia, nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt đều thấp xuống vài phần, trong lòng mọi người tại chỗ cũng trở nên trầm trọng. Ngay cả Phong Phi Vân cũng là hơi hơi cứng lại. Thần thiên tước ra là tồn tại kinh khủng bậc nào, ép cho cả đệ lục trung ương vương triều đều không thở nổi, nếu như có thể giết chết hắn, hắn đã sớm chết rồi. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Thiên Toán thư sinh cười nhạt, nói. Kỳ thật thì ở thời điểm Phong Huynh cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ đi tới Nguyệt Thượng Tiên Cung đã bị ta suy tính rồi, đảm lượng của Phong Huynh cùng Thánh Nữ Điện Hạ thật khiến cho ta bội phục, thật ra ở lúc ấy ta cũng đã giúp Phong Huynh che giấu thiên cơ rồi, cho nên chuyện này căn bản không thể nào có người khác biết được. Trong lòng Phong Phi Vân kinh hãi, mình và Hiên Viên Nhất Nhất đều là tu sĩ không bị tính toán, nhưng như cũ là không thể gạt được tuệ nhãn của Thiên Toán thư sinh, người này tu luyện chí sư nhất đạo đến cùng là đạt tới trình độ nào rồi. Khó trách hắn được đánh giá là đệ nhất nhất trong người thừa kế thế hệ trẻ của đệ lục trung ương vương triều. Đây cũng là lần thứ ba ta giúp Phong Huynh rồi, hiện tại Phong Huynh nhưng là thiếu ta ba cái nhân tình. Thiên Toán thư sinh vươn ra ba ngón tay, trên mặt mang theo nụ cười. Phong Phi Vân nói, nhân tình này trả lại chỉ sợ không dễ dàng. Nếu không Phong Huynh lưu lại đến tối nay tham gia tiếp Phong Yến Hội, coi như là Phong Huynh trả một cái nhân tình. Thiên Toán thư sinh cười nói. Phong Phi Vân tự nhiên là lưu lại tham gia tửu yến, ở trên tràng tửu yến này Phong Phi Vân lại gặp được không ít người quen, sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh của Sâm La Điện, Long Thanh Dương Hoa Chi Loạn Chiến, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Yến Tử Vũ của Vạn Tượng Tháp. A-di-đà Phật, một hòa thượng tuổi còn trẻ không biết từ lúc nào đứng ở phía sau Phong Phi Vân, hắn mặc bạch sắc tăng y, mi thanh mục tú, tuấn giật phi phàm. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt lộ ra vẻ cực kỳ bảo tượng thánh khiết. Vô sắc vô tướng. Phong Phi Vân có chút vui mừng. Bạch y hòa thượng này chính là vô sắc vô tướng. Tu vi của vô sắc vô tướng rất là cao thâm, khi hắn xuất hiện ở phía sau Phong Phi Vân mới nhận thấy được, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trong lúc nói chuyện sau đó, Phong Phi Vân mới hiểu rõ vô sắc vô tướng cư nhiên chính là một vị tà hoàng thiếu chủ kia của Sâm La Điện. Một lòng theo đuổi Phật đạo, nhưng mà lại có thân phận truyền nhân của Tà Hoàng, cho nên hắn chỉ có thể chuyển biến liên tục giữa hai thân phận. Thỉnh thoảng làm ác, thỉnh thoảng làm thiện. Thiện thì đại thiện, ác thì đại ác. Điều này làm cho Phong Phi Vân cảm thấy càng thêm kinh ngạc, nhưng mà hai người lại cũng không có nói đến, dù sao Sâm La Điện cũng đã tiêu diệt, tất cả ân cừu cũng đã theo gió tan đi mất,
hiện tại chỉ là một người bạn cũ hắn gặp lại lúc tha hương. Mỗi người đều có bí mật của mình, người không thể nào đem mỗi người đều nhìn thấu. Ở đệ lục trung ương vương triều gặp lại được liền là một loại duyên phận, tương lai không nhất định sẽ còn gặp lại nữa, lúc này tự nhiên là uống ba chén lớn, nhất tiếu quên ân cừu. Phong Phi Vân ngồi ở bên người vô sắc vô tướng, một bên uống từng chén lớn, một bên cười nói. Nguyên lai ban đầu tên khốn kiếp làm lớn bụng của Phật nữ Vu Thanh Hòa cư nhiên là ngươi, vậy ngươi nên ẩn nấp một chút mới tốt, gần đây tính tình của Vu Thanh Hoa không tốt, nếu như nàng biết chuyện này, không đuổi giết ngươi mấy vạn dặm, đem ngươi tháo thành tám khối thì không thể. Uy, ngươi nghe được ta đang nói gì không đó? Phong Phi Vân quay đầu đi, phát hiện vô sắc vô tướng đã say ngã trên mặt đất, đã hô hô mà ngủ. Hắn thật sự là một chén ngã. Phong Phi Vân trầm mặc trong chốc lát, nhìn trăng sáng trên đầu lại nghĩ tới nữ tử yểu điệu khác, nhưng mà cũng chỉ là chợt lóe qua trong đầu rồi biến mất. Người này giống như Vu Thanh Họa ở trong đời hắn sắm vai tuyệt sắc, trong một sát na ôn tình, sau đó liền lại bị rét lạnh thay thế, lại cũng sẽ không xuất hiện. Mùa đông a, thanh đăng cô chản, người sợ là sẽ rất lạnh đi, khanh bản giai nhân, tiếc rằng tu Phật. Hắn chợt cười khổ, sau đó liền lại uống rượu, uống đến cùng. Hôm nay có rượu hôm nay say, thống khoái mà uống cho đến khi đem chính mình uống say. Một đêm này rất nhiều người đều đến tìm Phong Phi Vân uống rượu, Yến Tử Vũ, Tà Hồng Liên, Thiên Toán Thư Sinh, Tô Quân, Đông Phương Kính Thủy, uống đến cuối cùng Phong Phi Vân cũng đã mơ mơ màng màng rồi, tựa hồ có một mỹ nữ tuyệt sắc qua mời rượu hắn, tuyệt sắc mỹ nữ kia thấy hắn say đến bí tỉ, liền đem hắn ôm lấy, ôn nhu ngồi ở trong ngực của hắn, môi đỏ mọng gợi cảm, thu ba gợn sóng, da thịt như tuyết. Tóc dài như thác đổ, một mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc ấy Phong Phi Vân say đến mơ mơ màng màng không nhìn thấy rõ bộ dáng của tuyệt sắc mỹ nữ kia, sau đó tất chữ suốt nói cho hắn biết tuyệt sắc mỹ nữ kia chính là Long Thanh Dương, hai người uống rượu giao bôi hết vài tuần. Từ đó về sau Phong Phi Vân liền rất ít khi uống rượu. Khi Phong Phi Vân tỉnh rượu thì đã là giữa trưa ngày hôm sau, rượu kia không phải là nặng bình thường, lấy tu vi hiện tại của Phong Phi Vân cũng không ngăn được. Rất có thể chính là vũ hóa thần nhưỡng trong truyền thuyết, vũ hóa hiền giả uống xong cũng muốn say. Phong Phi Vân ngồi ậy, phát hiện mình đang nằm ở trên giường của một nữ tử, lụa màu hồng, giường bằng nha mộc, cây cột bằng linh thạch, trong phòng đều tràn ngập mùi thơm nữ tử nhàn nhạt. Đây là mùi thơm của Lưu Tô Hồng, ta thế nhưng đã trở lại chú thiên phủ. Phong Phi Vân vuốt vuốt cái trán, căn bản không nhớ nổi tối hôm qua mình trở về như thế nào. Chỉ nhớ rõ cùng một vị mỹ nhân trẻ chén thật vui. Mễ Nhi bưng một chậu nước nóng đẩy cửa đi vào, trên đầu cột thành hai búi tóc, ôn ôn uyển uyển, thanh thuần xinh đẹp, vui vẻ nói. Cô ra, người rốt cuộc tỉnh rồi. Thiếu nữ này tên là Mễ Nhi, chính là thị nữ của Lưu Tô Hồng, có chút xinh đẹp, môi hồng răng trắng, băng lên nước nóng giúp Phong Phi Vân rửa mặt. Đại quận chủ đâu rồi, ngày hôm qua người nào đưa ta về? Mễ Nhi cau mày lại, giống như là hai con sâu, vẻ mặt có chút cổ quái, thấp giọng mà nói. Cô ra chính là được một cô nương vô cùng xinh đẹp đưa về, nàng ôm ngọc tỳ bà, lụa trắng che mặt, như tiên nữ hạ phàm, rất nhiều tu sĩ cũng nhìn ngây người, nói nàng chính là vợ bé mà ngươi nuôi dưỡng bên ngoài, đại quận chúa. Khụ khụ, nàng là người nào a? Phong Phi Vân khẽ suy tư, sau đó hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm tự nói. Là nàng. Lại là nàng đưa ta trở về. Nữ tử xinh đẹp kia đưa ta trở về hiện giờ đang ở đâu, dẫn ta đi gặp nàng. Phong Phi Vân nói. Đại quận chúa đã đem nàng mời đi uống trà rồi. Mễ Nhi liên tục do dự, sau đó nhỏ giọng nói. Uống trà. Sau khi nàng nói xong, Phong Phi Vân đã biến mất ở trong phòng. Lưu Tô Hồng tuyệt đối là một nữ tử lòng dạ độc ác, không chỉ là nghiêm nghị đối với người khác, đối với mình như cũ cũng là nghiêm nghị. Ở trong mắt của nàng, một nữ nhân chỉ có thể có một người đàn ông, cũng như vậy, một người đàn ông cũng chỉ có thể có một nữ nhân. Mà hiện tại Phong Phi Vân suốt đêm không về, sáng ngày thứ hai lại được một nữ tử cực kỳ xinh đẹp mang về, mà không cách nào dễ dàng tha thứ nhất chính là nữ tử này so sánh với nàng còn phải đẹp hơn, tự nhiên làm cho nàng cảm thấy phẫn uất. Nhưng mà thảm kịch cũng không phát sinh, Phong Phi Vân ở trên đường liền gặp được Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên đi tới, mặc một bộ bạch y. Thanh thuần ôn nhu, làn da như băng cơ, cốt như ngọt, giống như là một vị tiên tử giáng xuống thế gian. Nàng ôm hồng ngọc tỳ bà, lụa trắng che mặt,
mí mâu lấp lánh, lông mi cong dài, đi ở trên hành lang, trong song mâu như có sóng nước, nhìn Phong Phi Vân đi tới trước mặt chợt dừng bước, liền đứng ở trong hàn phong nhìn chằm chằm vào hắn. Phi tuyết mịt mờ, hàn phong phần phật. Trong gió mang theo tuyết, theo gió nhẹ nhàng thổi qua có bông tuyết dính lên mái tóc của nàng, có bông tuyết rơi lên trên giày của nàng, nàng tựa như một gốc kiều hoa ở trong gió lạnh. Dung nhan tuyệt thế được lụa trắng che đi, nhưng mà lại không che được đôi mắt của nàng, tựa như hai khỏa trân châu đen nhánh ở trong ngày đông vẫn xinh đẹp như cũ. Phong Phi Vân nhìn vào nàng thật lâu, đột nhiên cảm giác lại không biết nên nói cái gì cho phải, phát hiện mình vẫn là hết sức quan tâm đến nàng, thậm chí ngay cả hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc mình quan tâm chính là Đông Phương Kính Nguyệt hay là Thủy Nguyệt Đình. Nàng, không làm khó dễ ngươi sao? Phong Phi Vân nói. Đông Phương Kính Nguyệt tựa như một gốc băng liên trong tuyết, không chạm vào nhân gian khói lửa, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói. Nàng rất tốt, mời ta uống trà. Uống trà gì, độc trà? Phong Phi Vân nói. Độc trà cũng là trà. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Vậy ngươi uống. Phong Phi Vân nắm bàn tay thật chặt, cảm thấy Lưu Tô Hồng làm việc có chút quá đáng. Đông Phương Kính Nguyệt dừng một chút, nói. Uống. Tại sao? Nàng nhẹ nhàng cắn đôi môi thanh thuần, nói. Bởi vì nàng là vị hôn thê của ngươi, lại càng là đại quận chúa của Diệp Hồng Cảnh, mà ta. Cái gì cũng không có, chỉ là một nữ hài tử từ địa phương nhỏ đến. Quan hệ gì tới ngươi, quan hệ gì tới ngươi, nàng mời ngươi uống trà ngươi liền uống, ngươi bị ngốc sao, nàng muốn ngươi đi chết thì ngươi có đi hay không? Đó cũng là chuyện không có biện pháp, nàng mạnh hơn so với ta, có thế lực hơn so với ta. Cũng không có ai giúp ta, nàng muốn ta chết, ta cũng chỉ có thể đi tìm chết, ta còn có lựa chọn nào khác sao, thật ra là không có. Ngươi là Đông Phương Kính Nguyệt sao? Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Nàng thản nhiên nói. Là ta. Đông Phương Kính Nguyệt ngu ngốc như ngươi sao, Đông Phương Kính Nguyệt mềm yếu giống như ngươi sao? Nàng khẽ dương mắt lên, nói. Trước kia cũng không ngu ngốc, trước kia cũng không mềm yếu. Cho đến có một ngày ta phát hiện mình đã không phải là đối thủ của ngươi, khi đó ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ta thật ra rất ngu ngốc, thật ra thì ta cũng rất mềm yếu. Ngươi không có thuốc nào cứu được nữa rồi. Đúng vậy, vốn chính là như vậy. Trong lòng bàn tay của Phong Phi Vân ngưng tụ ra một cỗ kim tàm Phật lực đặt ở trên cổ tay mảnh khảnh của nàng, đem kim tàm Phật khí độ vào trong thân thể của nàng chợt liền bị kim sắc Phật mang bao phủ, tựa như biến thành một kim sắc Phật tượng. Nàng xinh đẹp động lòng người, thanh mỹ tuyệt sắc, một đôi mỹ mâu liền cứ bình tĩnh như vậy nhìn chằm chằm vào sắc mặt khẩn trương của Phong Phi Vân, trong lòng không khỏi cao hứng. Nhưng mà rất nhanh Phong Phi Vân liền thu tay về, nói. Ngươi không bị trúng độc. Tự nhiên là không trúng độc, ai nói uống xong độc trà nhất định sẽ trúng độc. Mỹ mâu của Đông Phương Kính Nguyệt nhẹ nhàng nháy một cái. Đây không phải là tác phong của Lưu Tô Hồng, nếu như nàng đã hạ độc vào trong trà. Liền tuyệt đối là độc dược tất sát. Phong Phi Vân nói. Ngươi cũng muốn ta chết. Đông Phương Kính Nguyệt chậm rãi cúi đầu, ôn nhu mà nói. Tự nhiên là không phải. Phong Phi Vân ngừng một chút nói. Đúng đấy, đúng giấy, Phong Đại Phôi Đản liền muốn hành hạ Tiểu Nguyệt Nhi, vị hôn thê đổi từng người lại từng người, ước gì thấy Tiểu Nguyệt Nhi chết, khóc đều khóc chết rồi. Vân Cáp đứng ở trên đầu, không ngừng nói. Giống như là một con anh vũ toàn thân hỏa diễm. Phong Phi Vân đối với con chim ngu ngốc này bất mãn đã lâu rồi, nói. Lão Mao, đi nướng nó cho ta. Mao ô quy từ trong túi áo của Phong Phi Vân bỏ ra, đứng thẳng lên, hai chân ở trên mặt đất, hướng Vân Cáp nhào tới, hét lớn. Con chim ngu ngốc, đem mạng đến đây. Má ơi, ô quy thành tinh rồi, yêu quái a, cứu mạng a. Vân Cáp kêu lên như gặp quỷ. Không ngừng vỗ cánh. Con chim ngu ngốc, hôm nay lão phu không đóng băng rớt hai cái răng cửa của ngươi, ta liền không mang họ Mao. Họ Mao, là ô quy, Mao ô quy, cũng không thấy trên người ngươi mọc lông a. Thao, Mao ô quy bị tức đến hộc máu, bò lên trên cây, sau đó cùng Vân Cáp chiến đấu, vung quyền đầu liên tục lên trên đầu Vân Cáp, đem Vân Cáp đánh cho đầu óc choáng váng. Ta liều am nghi với ngươi. Hỏa diễm trên người Vân Cáp biến thành cực nóng, vũ mao trên người bộc phát ra thải mang, một cái đuôi đem Mao ô quy quét bay ra ngoài, đụng lên trên tường. Một rùa một chim đánh đến nghiêng trời lệch đất, bất diệt nhạc hồ.
Ngươi, thật đã khóc. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nhìn môi đôi ánh mắt đẹp đến khiến người ta thương tiếc, chính là ánh mắt giống như Thủy Nguyệt Đình. Không có. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân nói. Ta ở chung một chỗ với Lưu Tô Hồng là bị tình thế bức bách. Ta biết ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm riêng của ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi làm bất luận cái quyết định gì cũng rất chính xác, nhưng đây là chuyện riêng của ngươi, ngươi có thể không nói cho ta. Đông Phương Kính Nguyệt ôm tỷ bà, khẽ thối lui, kéo ra một chút khoảng cách với Phong Phi Vân, lại nói. Nếu như ngươi muốn nghe tỷ bà khúc, ta tùy thời đều có thể gảy đàn cho ngươi nghe. Phong Phi Vân nhìn vào nàng thật lâu, đôi môi hơi nhếch lên. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đông Phương Kính Nguyệt thản nhiên nói. Đông Phương Kính Nguyệt rời đi. Vân Cáp bị Mao Ô Quy nhổ một bên lông, lông trên đỉnh đầu cũng bị nhổ hết, giống như một con vịt ngốc theo Đông Phương Kính Nguyệt rời đi, lúc rời đi còn để xuống ngoan thoại, nhất định phải lấy lại danh dự. Mao Ô Quy thật ra cũng không chịu nổi, bị Vân Cáp phun ra hỏa diễm thiêu tới cả người nám đen, phát ra một cỗ mùi vị hải sản, trong miệng phun ra một ngụm đen xám. Mẹ kiếp, hỏa diễm của con chim ngốc kia thật lợi hại. Không phải là loại Phượng Hoàng cùng anh Vũ sinh đi, không đúng a, Phượng Hoàng đều là lấy Phượng huyết tự thân ngưng tụ ra thai noãn, không có nghe nói tạp giao với chủng tộc khác, nhất định là giao của Kim Ô cùng anh Vũ, cũng có thể là Hỏa Loan cùng anh Vũ. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó thất thần thật lâu, nhìn phương hướng Đông Phương Kính Nguyệt rời đi. Mao Ô Quy không lại nói nhỏ, nói. Thích thì liền đuổi theo đi a, cô nương này rất không tồi, người đẹp, tâm cũng đẹp. Nhìn ra được là có ý tứ với ngươi. Có một số việc ngươi không hiểu. Phong Phi Vân nói. Chơi thâm trầm, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Mao Ô Quy nói. Phong Phi Vân nói. Nàng nhưng không phải là một nữ tử bình thường. Thật ra ta đã sớm nhìn ra, nữ tử bình thường làm sao có thể nuôi một con chim miệng xấu xa như vậy. Mẹ kiếp, chỉ trách lão gia ta không ở đây, nếu không chúng ta ông cháu liên thủ, nhất định đem nó nướng rồi. Mao Ô Quy có chút tức giận mà nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nàng có thể thản nhiên uống hết độc trà mà Lưu Tô Hồng hạ nhưng không có một tia dấu hiệu trúng độc nào, cái này rất không tầm thường. Đúng vậy, Lưu Tô Hồng hạ độc nhưng là nhất tuyệt, ngay cả ngươi ban đầu cũng trúng độc, nếu như không phải Niết Bàn trọng sinh, sợ là ngươi cũng đã chết rồi, mà nói đến cái này, Đông Phương Kính Nguyệt thật đúng là khả nghi a. Mao Ô Quy nói. Phong Phi Vân nói. Mới vừa rồi ta đem kim tàm Phật khí độ vào trong thân thể nàng, cảm giác trong thân thể nàng cũng có thánh linh khí, mặc dù rất ít ỏi nhưng là tồn tại chân thật. Có vấn đề, có đại vấn đề. Mao Ô Quy nói. Phong Phi Vân khổ tư, lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ trên một cái bạch ngọc cổ thuyền mà nàng lấy được cũng có thánh linh cho cốt, hoặc là nói. Phong Phi Vân bởi vì chuyện này mà đi tìm Lưu Tô Hồng một lần, nhưng mà Lưu Tô Hồng đang cố ý tránh mặt hắn. Nghĩ đến cũng là sợ hắn truy cứu, dù sao tu vi hiện tại của Phong Phi Vân đã đạt đến trình độ khiến cho nàng coi trọng. Phong Phi Vân không tìm được người nên cũng thôi, không chỉ hoãn thời gian nữa, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn tính toán lợi dụng thời gian này thử trùng kích vũ hóa cảnh một lần, xem một chút bán yêu có phải không thể đạt tới cảnh giới vũ hóa thất hay không. Mấy ngày nay cả thánh đình đều sôi lên sùng sục, xảy ra một lần chấn động lớn. Nghe nói không? Bát Thế Tử đã bị chết ở trên Nguyệt Thượng Tiên Cung. Một lão tẩu lung còng nói. Vị Bát Thế Tử nào? Một vị tu sĩ khác có chút kinh ngạc, hiển nhiên còn chưa nghe qua chuyện này. Đương nhiên là vị Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ rồi. Cái gì, Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ, lá gan người nào lớn như vậy lại dám giết hắn, đây chính là Thái Tuế Gia A. Ha ha, người bình thường tự nhiên là không dám giết. Nhưng mà ra tay giết hắn chính là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Giết thật tốt, giết thật hay a. Bát Thế Tử làm nhiều việc ác sớm nên có người đến trấn sát hắn, thật là đại khoái nhân tâm. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không hổ là đệ nhất thánh địa trong thiên hạ hiện tại, thánh nữ điện hạ lại càng công đức vô lượng. Bát Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ, Lục Thế Tử của Tây Thiên Cảnh bỏ mình, chuyện này tạo thành chấn động thật lớn, lúc ấy có vô số cường giả chạy tới phế tích ở Nguyệt Thượng Tiên Cung. Vốn Thần Thiên Tước Phủ đã phái ra 10 vạn thánh đình quân đi tiễu trừ hung thủ, nhưng mà sau khi biết được đối phương chính là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, tướng quân của một chi thánh đình quân kia đã bị hù dọa co quắp trên mặt đất, vội vàng quỳ xuống dập đầu với thánh nữ.
chân tướng của cả sự kiện này liền ở trong thánh đình lan truyền nhanh chóng. Cái chân tướng này nhìn như rất hoang đường nhưng mà lại để cho những tu sĩ kia của thánh đình rất tin tưởng không nghi ngờ gì. Ha ha, Bát Thế Tử thật đúng là xui xẻo, làm ra loại chuyện này lại bị Thủy Nguyệt Thánh Nữ gặp được, không bị Thiên Đao Vạn Quả cũng đã là Thánh Nữ Điện Hạ có tâm nhân hậu rồi. Bát Thế Tử làm việc càng lúc càng không kiêng dè ai cả, thậm chí ngay cả người cầm kiếm của Ngũ Kiếm Động Thiên cũng dám động, chờ xem đi, vị động chủ kia của Ngũ Kiếm Động Thiên nhưng là nổi danh về tính tình nóng nảy, chuyện này sẽ không từ bỏ như vậy đâu. Lục Thế Tử của Tây Tiên Cảnh coi như là có dũng khí, dám đối nghịch với Bát Thế Tử, mặc dù bị Bát Thế Tử hoàn toàn ngược sát, bất quá cũng là một tên hán tử. Chờ xem đi, lão gia hỏa của Tây Tiên Cảnh cũng không phải là một kẻ hiền lành. Nhi tử duy nhất đã bị chết ở Thánh Đình, hắn không đến liều mạng già mới là quái sự. Lúc này thần thiên tước phủ cũng là sứt đầu mẻ chán, ai cũng không ngờ tới thế nhưng lại chọc phải người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Hừ, chết chưa hết tội. Trong thần thiên tước phủ truyền tới một tiếng hừ lạnh, thanh âm vang dội cả Thánh Đình, tất cả ngôi sao đều đang rung động. Lâm các lão, thiên quan đạo nhân, thánh cảnh cảnh chủ đều quỳ ở bên ngoài. Đối với người ở bên trong kia hết sức kính sợ. Trong phủ đệ truyền ra một cỗ khí tức đem một phiến tu sĩ trong phủ đệ ở chung quanh đánh chết, chỉ có ba người bọn họ còn bình yên vô sự. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như truyền tới các trung ương vương triều khác, nói không chừng sẽ bị người hữu tâm vặn loạn sự thật, nếu như chọc giận vị kia của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sợ là đối với tước phủ tương đối bất lợi. Thiên quan đạo nhân nói, trong phủ đệ lần nữa truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Các ngươi thật cho là chuyện này đều là trùng hợp sao, đây là có người đang cố ý tính toán lão Bát, mượn tay của Thủy Nguyệt Thánh Nữ đến diệt trừ hắn, xem ra một thời gian ngắn tiếp theo Thánh Đình sẽ không an phận lại rồi. Sư tôn, Thủy Nguyệt Thánh Nữ bên kia nên xử lý như thế nào? Thánh cảnh cảnh chủ nói, một tiểu nữ oa oa liền dám đi xen vào việc của người khác, thật là không biết chữ chết viết như thế nào, thiên quan, chuyện này giao cho Thánh Đình nhất phẩm thiên của các ngươi đến làm. Tin tưởng ngươi biết nên là như thế nào đi. Thiên quan đạo nhân nhẹ nhàng sửa lại chòm râu, cười nói. Thánh nữ điện hạ chém giết ác đồ, làm tương đối tốt, chúng ta tự nhiên là không thể đắc tội, hẳn là lấy lễ đối đãi, bất quá chắc chắn sẽ có người không ưa cái bộ dạng cao cao tại thượng kia của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tỷ như âm phủ giới, tỷ như Atula Hải, ha ha. Chung quanh đều là một cỗ túc sát chi khí, đông lạnh đến tảng đá đều vỡ vụn ra, thật lâu sau mới tiêu tán. Sau khi đạt tới Niết Bàn đệ tứ trọng luyện ra vực, trên lý luận có thể bắt đầu trùng kích vũ hóa cảnh, mở hạ đan điền, đem linh khí trong tử phủ trung cung chuyển hóa thành vũ hóa chi khí, từ đó phát sinh lột xác về chất. Vũ hóa nơi này chỉ chính là ý tứ lột xác, mà không phải là lông mao dài ra. Đan điền chia làm, thượng đan điền, trung đan điền tử phủ trung cung, hạ đan điền. Ở cảnh giới linh dẫn, mở chính là thượng đan điền. Ở cảnh giới thiên mệnh. Mở chính là trung đan điền. Muốn đạt tới vũ hóa, nhất định phải mở hạ đan điền. Tu sĩ chỉ có đem ba tòa đan điền đều mở ra, hơn nữa thông hiểu đạo lý mới có thể bay vọt về chất, khí trong thân thể mới sẽ phát sinh lột xác. Ở thời kỳ xa xưa nhất, những cổ tu sĩ kia cho đây là dấu hiệu thành tiên, cho là đạt tới một bước này là có thể vũ hóa phi thăng, bạch nhật thành tiên, bất lão bất tử. Nhưng mà sau khi đạt đến mọi người mới phát hiện sau cảnh giới này, thân thể như cũ vẫn bị thời gian làm cho mục nát, vũ hóa tiên khí trong thân thể cũng không thể chân chính ngăn cản lực lượng thời gian, cuối cùng vẫn là chết đi. Nếu không thể trường sinh bất tử, như vậy cảnh giới này tự nhiên cũng không thể mệnh danh là tiên, chỉ có thể xưng là vũ hóa. Phong Phi Vân hiện tại liền muốn thử mở ra hạ đan điền, trùng kích vào vũ hóa cảnh. Hiện tại hắn đã đạt đến Niết Bàn đệ thất trọng, coi như là một cảnh giới không thấp, hoàn toàn có tư cách trùng kích vào cảnh giới vũ hóa. Cho dù không thành công cũng phải tìm đến nguyên nhân mà bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh. Hắn ngồi xếp bằng ở trên một hòn đảo trong thiên quốc, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái kim sắc trường hà, vẩy xuống kim sắc quang vũ, đó là Phật khí tinh hoa, có thể vì hắn mà cung cấp năng lượng để đột phá cảnh giới cần thiết. Phong Phi Vân thu liếm tâm thần, nội thị thân thể, ngưng tụ lực lượng năm tòa vực ở trong thân thể, đồng thời hướng trung đan điền oanh kích xuống, muốn đem cửa hạ đan điền mở ra. Oanh! Hạ đan điền kiên cố, ở dưới lực lượng công kích của năm tòa vực lại không có một vết rách nào, ngược lại là một cỗ lực trùng kích cường đại kia đem thân thể của hắn chấn thương,
lục phủ ngũ tạng đều bị thương tổn trong chấn động kịch liệt. Phong Phi Vân lau một tia máu tươi ở khóe miệng, tự nhủ. Mạnh mẽ đột phá quả nhiên không dùng được, hạ đan điền cứng rắn giống như thần thạch, ngoan cố không lay chuyển, căn bản là không thể nào đánh mở ra. Chẳng lẽ bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh cũng là bởi vì hạ đan điền bị giam cầm? Không, không thể nào đơn giản như vậy, cho dù hạ đan điền bị giam cầm, như cũng có thể dùng một chút phương pháp đặc thù mạnh mẽ đem nó luyện hóa, chung quy sẽ tìm được phương pháp mở ra cửa hạ đan điền. Phong Phi Vân quyết định nếm thử lần nắp, lần này hắn sử dụng Phượng Hoàng Nghiệt Hỏa trong thân thể, muốn dùng lực lượng hỏa diễm đi luyện hóa hạ đan điền, nhưng mà Phượng Hoàng Nghiệt Hỏa mới vừa va chạm với hạ đan điền đã bị hai cỗ lực lượng bất đồng chuyển rời ra, căn bản đều không đụng vào được hạ đan điền. Tại sao có thể như vậy, đó là hai cỗ lực lượng gì? Phong Phi Vân lần nữa điều động Phượng Hoàng Nghiệt Hỏa, nhưng mà như cũng bị hai cỗ lực lượng chuyển rời đi. Đây, Phong Phi Vân vì muốn biết nguyên nhân rõ ràng, đem một đạo thần thức phân ra, bay vào trong đan điền, lần nữa điều động Phượng Hoàng Nghiệt Hỏa hướng đan điền chi hải oanh áp xuống. Thình thịch, Phượng Hoàng Nghiệt Hỏa tự hành tách ra, kéo về hai phương hướng. Đây là hai cỗ lực lượng vô hình đem Phượng Hoàng Nghiệt Hỏa đẩy ra. Căn bản nhìn không thấy được hai cỗ lực lượng kia nhưng mà lại là tồn tại chân thật. Vô dụng, hạ đan điền chính là tàng tinh chi phủ, trong thân thể của ngươi có hai loại tinh, bài xích lẫn nhau, mâu thuẫn lẫn nhau, đan điền chi môn căn bản không thể nào bị mở ra. Một cái thanh âm già nua vang lên. Thần thức của Phong Phi Vân đứng ở đan điền chi hải, hướng bốn phương tìm kiếm, nói. Người nào đang nói chuyện? Ta ở trên thanh đồng cổ thuyền. Thanh âm già nua nói. Thanh đồng cổ thuyền ở trong trung đan điền, đi tới đan điền chi hải. Phong Phi Vân hạ xuống trên thanh đồng cổ thuyền, đến bên cạnh một cỗ lão thi này hủ mục rất nhiều rồi, thần y trên người đều bị phá nát, huyết nhục cũng trở nên khô quát, có nơi còn có thể nhìn thấy được xương trắng. Trong thân thể của hắn tản ra lực lượng khổng lồ, nếu không phải là có thanh đồng cổ thuyền áp chế, sợ rằng một cỗ lực lượng kia có thể đem Phong Phi Vân đè gục xuống. Đế trùng tiền bối còn chưa chết sao? Phong Phi Vân đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, nhìn một cỗ lão thi kia, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Chủ nhân hắn đã hoàn toàn vẫn lạc rồi, thần niệm cũng đã biến mất. Thanh âm là từ trong một khối ngọc bội truyền ra. Một khối ngọc bội này lớn chừng bàn tay, huyền phù ở phía trên thi thể của đế trùng, phát ra thanh sắc quang hoa, giống như là một vầng thanh sắc phiên nguyệt. Bên ngoài ngọc bội có khắc một chữ đế, cứng cáp có lực. Uy nghiêm mà bá đạo, chỉ có một chữ nhưng mà tựa hồ lại muốn khuất phục người trong thiên hạ. Đây là đế thánh bội, nửa kiện thánh linh khí mãnh. Đế trùng đem đế thánh bội giao cho Phong Phi Vân, để cho hắn mang về đế gia, Phong Phi Vân cuối cùng lại đem đế thánh bội đưa đến trên thanh đồng cổ thuyền, cho nó làm bạn với thi thể của đế trùng. Đây là lần đầu tiên đế thánh bội mở miệng nói chuyện. Đây cũng là lão gia hỏa đi theo bên cạnh đế trùng, ít nhất cũng đã sống mấy cái lượng kiếp pháp lực. Mặc dù chỉ là một khí linh nhưng mà như cũ không thể coi thường, kiến thức vốn có liền xa xa không phải là Phong Phi Vân có thể so sánh được. Phong Phi Vân cung kính xá một cái, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Tiền bối, lời vừa mới rồi là nói hạ đan điền chính là tàng tinh chi phủ, tinh ở đây chỉ chính là. Ở trên đạo lý của chủ nhân, đem người chia thành ba bộ phận, tinh, khí, tần, vạn sự vạn vật đều có ba bộ phận này tạo thành. Ba bộ phận này đồng thời đối ứng với ba cái đan điền của con người, thượng đan điền là tàng thần chi phủ, trung đan điền là tàng khí chi phủ, hạ đan điền là tàng tinh chi phủ. Đế thánh bội lại nói, cái gọi là tinh, chỉ chính là vật chất cơ sở của con người cấu thành, tu sĩ bình thường, như người, long, phượng, hổ, báo, thạch, mộc. Mọi việc như thế, đều là vật chung đơn nhất, vật chất tạo thành cũng chỉ thuần túy có một loại, cũng sẽ không đồng thời xuất hiện hai loại tinh. Nhưng mà thân thể của ngươi lại bất đồng, trong thân thể của ngươi có tinh cấu thành người, cũng có tinh cấu thành long, hai loại tinh cùng tồn tại, mâu thuẫn lẫn nhau, bài xích lẫn nhau, dưới tình huống như thế là không thể nào mở ra hạ đan điền. Phong Phi Vân như có điều suy nghĩ, nói. Đây chính là nguyên nhân mà bán yêu không thể bước vào vũ hóa cảnh, vật chất cơ sở cấu thành trong thân thể pha tạp, tinh không tinh khiết, tinh cũng là không tụ, cũng là căn bản không cách nào mở ra hạ đan điền tàng tinh chi phủ. Đế thánh bội nói, đây là một loại áp chế của thiên đạo, nhân yêu khác đường, nhân quỷ khác đường, nhân cùng yêu kết hợp sẽ không có kết quả tốt,
nhân cùng quỷ kết hợp cũng sẽ không có kết quả tốt. Loại áp chế này cũng không vẻn vẹn chỉ xuất hiện ở trên người nhân loại, loại sinh vật bất đồng khác tương hỗ kết hợp cũng sẽ không có kết quả tốt. Tỷ như, ngựa cùng lừa kết hợp sinh hạ ra la, la liền không có năng lực sinh dục sinh sôi nảy nở, sư cùng hổ sinh ra sư hổ thú cũng không có khả năng sinh sản. Chủng sinh vật bất đồng giao tạp với nhau vốn chính là hành động nghịch thiên, sẽ phải chịu trừng phạt của thiên đạo. Bán yêu cho dù có thể sinh ra đời sau, hài tử sinh hạ ra cũng sẽ là một đời yếu hơn một đời, muốn bước lên tu tiên đạo cũng càng khó khăn, muốn đạt tới vũ hóa cảnh, đó càng là chuyện không thể nào, người tu luyện tới một bước hiện tại cũng đã là bước chân vào đỉnh phong của bán yêu, không thể nào lại có tiến bộ. Đế Thánh Bội nói rất vô tình. Ánh mắt của Phong Phi Vân kiên định, lắc đầu nói. Phàm là chuyện thì không có tuyệt đối, hài tử do bán yêu sinh ra cũng không nhất định một đời yếu hơn một đời, thiên đạo chặt đứt con đường, chẳng lẽ sẽ không mở ra một con đường mới, thiên đạo ở trước mặt ta vẽ một con sông, ta có thể xây một cái cầu, thiên đạo ở trước mặt ta xây một bức tường vững chắc, ta có thể tạo ra một cái cầu thang, thiên đạo ở trước mặt ta đặt một vực sâu, ta liền tu luyện ra một đôi cánh. Nếu như trước mặt ngươi là một phiến hải dương, cả đời cũng không xây được nổi cầu vượt biển. Ngươi nên làm cái gì đây? Nếu như trước mặt người là bức tường cao đến cửu thiên, cả đời ngươi cũng không tạo được một cây cầu thang dài như vậy thì làm sao? Nếu dưới chân ngươi là vực sâu mà chim bay khó lọt, cho dù ngươi có một đôi cánh thì lại có ích lợi gì? Đây là vấn đề rất tàn khốc. Đế Thánh Bội nói, lực lượng của thiên đạo vô cùng vô tận, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Phong Phi Vân cũng không nổi giận, nói. Qua biển không nhất định dùng cầu, có thể dùng thuyền, qua tường cũng không nhất định dùng thang, có thể đục vỡ vách tường, qua vực cũng không nhất định phải bay, ta trước tiên dùng dây đi xuống đáy vực, lực lượng thiên đạo vô cùng vô tận lại làm sao có thể chu toàn, tu luyện không phải là chuyện nghịch thiên, còn không phải là có người đạp trên con đường này. Đế Thánh Bội trầm mặc thật lâu, quang hoa nở rộ, chậm rãi xoay tròn, nói. Ngươi có tín niệm kiên định như vậy là chuyện tốt, hy vọng ngươi thật có thể làm được, trên đời này phàm là người có thể cùng trời tương tranh đều là người khó lường. Còn có một việc phải nhắc nhở ngươi, tòa cổ thuyền này tương đối khó lường, thường cảnh một đoạn thời gian ở trong cổ thuyền sẽ tràn ra một luồng khí tức, đó là khí tức thuộc về thái cổ. Tâm thần của Phong Phi Vân vừa động, nói. Tiền bối có thể cảm nhận được trong cổ thuyền có khí tức lưu động ra là đến từ vị trí nào không? Thanh đồng cổ thuyền hoàn toàn phong bế, không có bất kỳ lỗ hổng nào, một cánh cửa duy nhất cũng đã bị mục được dính ở chung một chỗ, căn bản không cách nào mở ra. Nếu như trong cổ thuyền thật sự có khí lưu tràn ra, cũng là chứng minh có lối đi khác có thể tiến vào trong thuyền. Đế Thánh Bội nói, trong Long Mã Hà Đồ ở trên thân thuyền, một tấm thần đồ huyền phù ở mặt trước cổ thuyền. Một đầu long mã toàn thân đều là vết lấm chấm bơi ở trong thiên hà, ngửa mặt lên trời nhìn ra xa. Tựa như đang nhìn trộm tinh không, nhìn tinh hải ở xa, bày ra một bức hình ảnh dao động nhân tâm. Một bức thần đồ này chính là từ trên miểu quỷ ban chỉ bay ra, huyền phù ở đỉnh chóp của cổ thuyền. Phong Phi Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Long Mã Hà Đồ trên bầu trời, thi triển đại diễn thuật suy tính, đi tìm thái cổ khí tức theo lời của Đế Thánh Bội. Chẳng lẽ một bức Long Mã Hà Đồ này hẳn là mấu chốt tiến vào thanh đồng cổ thuyền? Phong Phi Vân tung người bay lên. Bay vào trên thiên hà, chân đạp luân hồi tật tóc, hạ xuống trên lưng đầu long mã kia. Long mã chỉ là một hư ảnh, cũng không phải là thật thể, nhưng mà ở khoảng cách gần tiếp xúc với nó lại phát hiện nó không phải chỉ là một đạo hình bóng, giống như là có sinh mệnh. Trên đời này chẳng lẽ thật tồn tại loại sinh vật long mã này? Phong Phi Vân mới vừa sinh ra ý niệm như vậy đột nhiên cảm giác được một cỗ lực hút khổng lồ, tựa như đưa thân vào trong nước xoáy, hướng lỗ mũi của long mã bay vào. Long mã đang hô hấp. Phong Phi Vân không cố ý đi ngăn cản cỗ lực lượng này, dù sao hiện tại hắn chỉ là một đạo thần thức, cho dù tao ngộ nguy hiểm thì ảnh hưởng đối với bản tôn cũng sẽ không quá lớn. Thình thịch, thần thức của Phong Phi Vân hạ xuống trong không gian một phiến hắc ám, mới vừa gia nhập vào bên trong liền lập tức cảm giác được chung quanh có khí tức hỗn loạn trùng kích đến, giống như là không gian phong bạo có thể xé rách thân thể con người. Phong Phi Vân lợi dụng tốc độ tránh khỏi. Hạ xuống trên một tảng đá huyền phù. Đây là địa phương nào, trong bụng của long mã sao, không, chẳng lẽ là nội bộ của thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân nhìn không gian chung quanh, khắp nơi đều là hư vô lạnh lẽo như băng,
rất giống như Hoàng Tuyền Lộ mà hắn từng đi qua. Nếu không phải hắn chỉ là một đạo thần thức, hắn khẳng định đã rút đi thật nhanh, bởi vì linh giác của hắn cảm giác được chỗ này ẩn giấu hung hiểm đáng sợ, mặc dù hắn đạt đến Niết Bàn đệ thất trọng cũng có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Tảng đá dưới chân hắn hết sức cổ xưa, liền huyền phù ở trên hư không, phát ra khí tức thái cổ, hiển nhiên là từ thái cổ bảo tồn đến hiện tại. Tảng đá dài chừng mấy chục thước, cứng rắn vô cùng, thủ trưởng của Phong Phi Vân cũng rất khó đem nó chấn vỡ, đây quả thực là so với sắt còn cứng rắn hơn. Nơi này tự nhiên cũng không chỉ có một khối đá như vậy, còn có khối đá khác, tựa như là vẫn thạch đang huyền phù ở trên hư không, tĩnh bất động, sắp xếp hết sức hỗn loạn, nhìn không ra bất kỳ quy luật nào. Đột nhiên ở nơi xa có một đoạn cây gỗ khổng lồ chậm rãi trôi đến. Một đoạn cây gỗ này khổng lồ đến quá phận, giống như là thân của một cái cây, đường kính đạt tới 7.000 thước, chiều dài đạt tới 8 vạn thước. Nơi xa nhìn lại tựa như là một cây côn nhỏ, thời điểm khi nó bay đến bên ngoài Phong Phi Vân chừng 10 dặm, Phong Phi Vân cũng đã bị thể tích khổng lồ của nó khiến cho ngơ ngẩn, quả thực giống như là một cái mộc đầu sơn lĩnh khổng lồ, hết sức áp bách người. Trên một đoạn cổ mộc này phát ra khí tức cổ mục hủ bại đặc biệt khó ngửi. Khối gỗ xuất hiện rất nhiều chỗ nứt ra đều giống như là một cái khe sâu, có khe sâu còn đang chảy ra nước suối, đó là mộc dịch ở trong khối gỗ, giống như là dòng suối nhỏ ở trong sơn lĩnh. Trên lưng Phong Phi Vân sinh ra một đôi phượng hoàng vũ rực, khi khối gỗ này bay qua bên cạnh hắn, cánh khẽ vỗ, thân thể liền xuất hiện ở trên cự mộc. Cây lớn như vậy quả thực là thái cổ thiên mộc ở trong thần thoại truyền thuyết. Trong truyền thuyết, thời kỳ thái cổ có một gốc thiên mộc, đỉnh thiên mà lập địa. Cả gốc cây bốc lên hỏa diễm, chính là chỗ ở của Kim Ô Thập Thánh Tổ. Ở thời kỳ kia, Kim Ô nhất tộc đồng thời xuất hiện 10 vị thánh linh, vô địch thiên hạ, tàn sát thương sinh, ngay cả tứ đại yêu tộc cũng không so sánh được. Kim Ô nhất tộc thiếu chút nữa đã đem Phượng Hoàng yêu tộc tàn sát hết, trở thành thành viên mới của tứ đại yêu tộc. Bất quá khí diễm của Kim Ô Thập Thánh Tổ thật sự quá thịnh, rốt cuộc đưa đến một vị cửu tiễn đại thánh trong 3 vị thánh linh cường đại nhất thái cổ. Các tộc đều có truyền thuyết thần thoại truyền thuyết của mỗi một tộc đều có chút cái thế vĩ nhân, tỉ như Bạch Chu Thánh Tổ ở trong thần thoại truyền thuyết của Bạch Chu yêu tộc, Thái Cổ Thần Phượng ở trong truyền thuyết thần thoại của Phượng Hoàng yêu tộc, Thiên Vu Đại Thần, Hiên Viên Đế Sư ở trong truyền thuyết thần thoại của nhân loại. Nhưng mà những người này đều vẻn vẹn chỉ là xưng hùng ở trong một tộc của mình, được tộc nhân của chính mình xem rằng là vô địch từ xưa tới nay, nhưng mà chưa hẳn sẽ được tộc khác chấp nhận. Ở Thái Cổ nhưng là có 3 tồn tại được vạn tộc tu sĩ chấp nhận, thừa nhận bọn họ chính là người mạnh nhất ở trong 3 cái thời kỳ khác nhau ở thời đại Thái Cổ, không có một trong. Mặc dù nhìn như bọn họ đều xuất hiện ở Thái Cổ, nhưng mà thời kỳ bọn họ xuất hiện lại có khoảng cách rất lớn, thậm chí cách mấy chục ức năm, căn bản là không gặp qua nhau. Bọn họ được gọi là Thái Cổ Tam Đại Thánh, áp đảo trên các thánh linh khác, đại biểu cho 3 thời kỳ huy hoàng khác nhau của Thái Cổ. Ở trong 3 tồn tại này có một người chính là Cửu Tiễn Đại Thánh. Cửu Tiễn Đại Thánh từng một ngày liên tục bắn ra 9 mũi tiên, đem 9 vị Kim Ô Thánh Tổ bắn chết, đem Kim Ô yêu tộc như mặt trời ban trưa ở lúc ấy đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cũng gián tiếp cứu vớt Phượng Hoàng yêu tộc lúc ấy thiếu chút nữa bị diệt tộc. Cho nên ở trong thần thoại truyền thuyết của Phượng Hoàng yêu tộc đã đem Cửu Tiễn Đại Thánh trở thành thủ hộ chi thần của Phượng Hoàng yêu tộc, địa vị có thể đánh đồng với Thái Cổ Thần Phượng Phượng Hoàng Thánh Hậu. Thái cổ thiên mộc ở thời đại Thái cổ liền bị một vị thánh linh của Phượng Hoàng yêu tộc dùng bàn man phủ chém nứt, đoạn thái cổ thiên mộc này làm sao lại xuất hiện ở trong thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân hết sức rõ ràng ân oán giữa Kim Ô yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc ở thời đại Thái cổ, thời kỳ bất đồng hai tộc đều có thiên kiêu cấp độ khác nhau quật khỏi, thỉnh thoảng Phượng Hoàng yêu tộc chiếm cứ thượng phong, thỉnh thoảng Kim Ô yêu tộc chiếm cứ thượng phong, nhưng tổng thể mà nói thời gian Phượng Hoàng yêu tộc chiếm cứ thượng phong nhiều hơn. Hơn nữa ở thời kỳ cuối cùng Thái Cổ liền triệt để đem Kim Ô yêu tộc ép xuống, hoàn toàn củng cố địa vị bá chủ của Phượng Hoàng yêu tộc. Thái Cổ Thần Phượng chính là xuất hiện ở thời kỳ đó, là tồn tại kinh diễm nhất ở thời kỳ cuối Thái Cổ, bế nghệ bát phương, quét ngang lục hợp, vô địch một cái thời đại. Phong Phi Vân lúc còn bé liền một mực xem Thái Cổ Thần Phượng là mục tiêu cố gắng của mình, nghe chuyện xưa về Thái Cổ Thần Phượng mà lớn lên, đối với nó sùng bái chí cực. Địa vị của Thái Cổ Thần Phượng ở trong lòng hắn thậm chí cao hơn Thủy Tổ Phượng Hoàng Thánh Hậu của Phượng Hoàng yêu tộc, chính là tồn tại giống như thần, là đệ nhất nhất trong lịch sử của Phượng Hoàng yêu tộc, chiến lực thậm chí không yếu hơn Thái Cổ Tam Đại Thánh.
Thái cổ thiên mộc chính là bị thái cổ thần phượng chặt đứt. Nếu như đây thật đúng là một đoạn thân cây của thái cổ thiên mộc, như vậy ta chẳng phải là đã tiếp xúc với thần phượng đại nhân cách ức vạn năm sao? Trong lòng Phong Phi Vân hết sức kích động, khó có thể kiềm chế được. Tuổi thơ của mỗi một người đều nghe qua thần thoại cố sự, cũng đều đối với nhân vật trong đó tràn đầy sùng bái, Phong Phi Vân cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể chứng minh được một đoạn cây khô này chính là một đoạn thân cây của thái cổ thiên mộc, như vậy cũng là chứng minh được truyền thuyết thần thoại là sự thật, thái cổ thần phượng cũng là tồn tại xác thật. Phong Phi Vân đi lại ở trên đoạn cự mộc này, khối cự mộc giữa nát đến không còn hình dáng, chất gỗ đã xốp, dẫm chân lên sẽ bị trầm xuống. Hô! Trong một cái khe rộng chừng 3 thước trên khối gỗ vươn ra một cái xúc tua đen nhánh, mềm nhũn, giống như là một con bạch tuộc cự đại, quấn quanh mà đến. Hiện tại Phong Phi Vân vẻn vẹn chỉ có một đạo thần thức, lực lượng rất nhỏ yếu, tự nhiên không dám tiếp xúc với cái xúc tu kia, thân thể rút lui, nhưng mà xúc tu kia như ảnh tùy hình, tựa như giỏi bám vào xương, đem Phong Phi Vân quấn chặt lấy. Cái thứ quỷ quái gì lại có thể quấn lấy thần thức vô hình vô chất chứ? Phong Phi Vân cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt, thần thức lại bị một cái xúc tu cắn nuốt hấp thu. Thình thịch, thần thức hoàn toàn biến mất. Cái xúc tu kia lại bay về trong khe hở của khối gỗ. Phốc! Phong Phi Vân ngồi ở trên hải đảo, thân thể kịch liệt lay động một cái, sau đó mở mắt ra, thở ra một hơi thật sâu. Trong thanh đồng cổ thuyền rốt cuộc có vật gì lại có thể cắn nuốt thần thức người khác, còn có một đoạn cự mộc, thật sự là thái cổ thiên mộc. Cái gì? Người nói thái cổ thiên mộc, ở đâu, ở đâu? Mao Ô Quy nhảy ra, đứng ở trên bả vai của Phong Phi Vân. Hướng về phía tai của hắn kêu lên. Phong Phi Vân nói. Ngươi biết thái cổ thiên mộc. Nói nhảm, đây chính là thánh thụ của Kim Ô yêu tộc, được gọi là sống lưng của thiên địa, lấy thân mộc chất thành thánh, chỉ tiếc lại bị một tồn tại nào đó lấy đại thần thông chặt đứt, một khối vật liệu mộc thật tốt lại bị người ta làm thành quan tài, đáng tiếc a, đáng tiếc a. Mao Ô Quy luôn miệng thở dài. Ánh mắt của Phong Phi Vân híp lại. Con hàng này rốt cuộc sống bao nhiêu năm rồi cư nhiên thật sự biết được một đoạn thái cổ di mật, hơn nữa còn biết nhiều hơn so với hắn. Ngươi nói người nào đem thái cổ thiên mộc làm thành quan tài? Phong Phi Vân nói. Mao Ô Quy nhìn lên trên trời, nói. Đó là một vị đại nhân vật kinh khủng, ở thời kỳ cuối thái cổ có thể nói là vô địch, chư thánh lúc đó ở trước mặt hắn đều chỉ có thể nhìn lên, theo không kịp, chỉ tiếc. Phong Phi Vân nhíu nhíu mày. Rất muốn đem đầu Ô Quy này ném vào trong biển, nói. Đáng tiếc cái gì? Mao Ô Quy giả bộ dừng lại một chút, chính là muốn treo lên tính tò mò của Phong Phi Vân, thật lâu sau mới từ từ mà nói. Hắn cũng đã làm quan tài cho mình, nói rõ cường giả cái thế như hắn cũng đã vẫn lạc ở trong dòng sông lịch sử, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói là thấy được thái cổ thiên mộc, ở chỗ nào? Mang ta đi xem một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải đáp vấn đề nan giải. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đầu tiểu Ô Quy này một cái. Ngươi không phải là bị chúng vu thuật, chọn đời là rùa, chỉ bằng tiểu cặn bã như ngươi cũng có thể giúp ta giải đáp nghi nan. Mẹ nó, lão phu nếu như nói danh tự của người thi thuật kia bảo đảm hù dọa đến hai ngươi cũng phải ngã xuống, lão phu đức cao vọng trọng, thủ hạ dưới tay từng có ức vạn binh sĩ, chiến thiên sát địa. Không người nào có thể địch nổi, nhớ năm đó hào hùng sôi nổi, chỉ điểm giang sơn, một cước đá ra, ba tôn thánh linh cũng không địch lại. Nước bọt trong miệng Mao Ô Quy phun ra chung quanh. Trong miệng Mao Ô Quy này rất khó phun ra một lời nào là thật, ngay cả thánh thực quả đều có thể bị nó nói thành tôn tử, Phong Phi Vân nếu như tin tưởng lời của nó đoán chừng sẽ biến thành kẻ ngu. Nó như cũng đang chậm rãi mà nói, thao thao bất tuyệt, Phong Phi Vân thì đem thanh đồng cổ thuyền tế ra. Dừng lại ở trên một phiến hải vực. Bản thể của thanh đồng cổ thuyền dài đến mấy ngàn dặm, toàn thân đều rỉ sét, mang theo một cỗ viễn cổ chi khí, 18 tấm thần buồm kia đã mục nát đến rách dưới, đón gió phấp phới, phát ra thanh âm phốc phốc. Đây là sau khi Phong Phi Vân nhận được thanh đồng cổ thuyền, lần đầu tiên hoàn toàn triển khai tất cả bản thể của nó, trước kia cho dù triển khai cũng có điều giữ lại. Trên thanh đồng cổ thuyền bộc phát ra một cỗ khí tức kia tràn ngập cả thiên quốc. Tất cả tu sĩ đều bị kinh động, nhưng mà Phong Phi Vân đã hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần phạm vi trăm vạn dặm phiến hải vực này, cho nên cũng không có người nào xông qua. Mao Ô Quy chợt ngậm miệng lại, một đôi mắt trợn tròn, sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm vào vật khổng lồ này,
có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cực lớn trùng kích vào trên người. Cái gia hỏa này rốt cuộc là có lai lịch gì, không giống bình thường rồi, không phải là khí mãnh do thánh linh tế luyện sao? Mao Ô Quy hóa thành một đạo bạch quang siêu một tiếng liền bay lên trên thanh đồng cổ quan. Thình thịch, nhưng mà trong nháy mắt nó liền chạy về, bị dọa đến không nhẹ. Mẹ ơi, trên thuyền kia có một cỗ thánh linh cổ thi, may mà lão tử chạy nhanh, nếu như bị thi khi trên người cổ thi kia chạm chúng, sợ là sẽ phải hình thần câu diệt. Thanh đồng cổ thuyền có thể áp chế được thi khí trên người thánh linh cổ thi, người thật cũng không cần hoảng sợ. Phong Phi Vân cười nói. Đúng vậy, ngay cả người cũng dám đem thánh linh cổ thi thu vào trong cơ thể, nói rõ là thi khí đã bị áp chế lại, ta sợ cái lông a, không đúng, người từ nơi nào có được một cỗ thánh linh cổ thi này, khí tức trên người cổ thi này hết sức kinh khủng, tuyệt đối là một vị thái cổ chí cường. Mao Ô Quy nói. Người không phải là kiến thức uyên bác. Chính mình đi đoán đi. Phong Phi Vân bay lên trên thanh đồng cổ thuyền. Lần này hắn tính toán lấy chân thân tiến vào thanh đồng cổ thuyền, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc có đồ vật gì. Mao Ô Quy cũng theo sát phía sau Phong Phi Vân, bay lên thanh đồng cổ thuyền. Nó vừa đi lên boong thuyền liền quát to một tiếng. Nửa kiện thánh linh khí mãnh, ta nhìn thấy trước tiên, người nào nhìn thấy trước liền là của người đó. Nó chạy nhanh qua, muốn đem đế thánh bội lấy đi. Phong Phi Vân nắm lấy cổ của nó kéo lên, sau đó bay đến trên Long Mã Hà Đồ, cười nói. Ngươi không phải là muốn đi xem Thái Cổ Thiên Mộc sao, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi xem. Hoác! Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Vũ Dực, trực tiếp bay vào trong lỗ mũi của Long Mã, xuyên qua một cái thông đạo dài mênh mông, rất nhanh sẽ lại đến cái không gian hư vô mờ mịt kia. Lúc trước là một luồng thần thức của Phong Phi Vân tiến vào nơi này còn không có cảm giác quá lớn. Giờ phút này mới phát hiện trình độ băng lãnh nơi này vượt xa tưởng tượng của mình, nếu không phải trước đó hắn triển khai Phượng Hoàng Hỏa Thần vực chỉ sợ đã bị đông lạnh thành băng rồi. Mẹ nó, đây là địa phương nào, làm sao ta cảm giác như vô biên vô hạn, như là tiến vào tinh không? Mao Ô Quy không dám làm ầm ĩ, nó cũng cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm chỗ nào cũng có, khiến nó cảm thấy bất an. Ta cảm thấy, Thái Cổ Thiên Mộc cũng chỉ là một khối gỗ, không có cái gì cần xem. Chúng ta vẫn là trước tiên rời đi thôi. Câm miệng. Phong Phi Vân thi triển đại diễn thuật, suy tính phương hướng bay đi của Thái Cổ Thiên Mộc, sau đó liền nhảy lên trên một khối cự thạch, hướng về phương hướng chính mình suy tính được mà đuổi theo. Oanh! Trong bóng tối, một khối thần bi khổng lồ khôn cùng từ trong hư không bay qua, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, đem cự thấy chung quanh mấy vạn dặm đều nghiền nát. Trong đó có cự thạch lớn như một viên ngôi sao nhưng là như cũng bị khí tức của thần bi kia nghiền nát, hóa thành phấn vụn. Tốc độ phi hành của thần bi kia cực nhanh, ở trước mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Mẹ ơi, đó không phải là diệt thế thần bi trong truyền thuyết sao? Mao Ô Quy bị dọa sợ đến run run, mặc dù chỉ là nhìn từ xa xa cũng cảm giác rất sợ. Phong Phi Vân cũng bị kinh sợ, thật lâu sau mới hồi thần lại, nói. Hẳn không phải là diệt thế thần bi chân chính, đoán chừng chỉ là một đạo hình bóng của diệt thế thần bi. Vật cấm kỵ giống như diệt thế thần bi trong truyền thuyết, là hung khí diệt thế, mặc dù chỉ là một đạo hình bóng cũng có thể trấn sát chúng ta, nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, chỗ này không tầm thường, nói không chừng có một ít vật bất tường ở Thái Cổ rơi vào chỗ này. Phong Phi Vân lắc đầu, thanh đồng cổ thuyền quan hệ với hắn vì sao trọng sinh, lại vì sao xuất hiện ở hơn một vạn năm sau. Chuyện này hết sức trọng yếu, hắn phải biết nguyên nhân rõ ràng. Nhưng mà vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem Long Lân Phượng Bì Y mặc vào, dù sao nơi này thật rất nguy hiểm, Mao Ô Quy không sợ trời không sợ đất kia cũng bị dọa sợ đến lùi bước. Oanh long long, một mũi tên màu vàng bay ngang qua trời, dài chừng mấy trăm thước, giống như là một viên lưu tinh xẹt qua thương khung. Khí tức trên kim sắc tiến cũng dọa người dị thường, làm cho cả không gian đều đang run rẩy. Nếu Phong Phi Vân không phải là Mạc Long Lân Phường Bì Y, thân thể có thể cũng đã bị tiễn khí xé nát rồi. Đây không phải là vẫn thánh tiễn trong truyền thuyết đi, một tiễn xuất, thánh linh vẫn. Mao Ô Quy nói, vẫn thánh tiễn chính là chiến binh của cửu tiễn đại thánh, từng dùng 9 tiễn bắn chết 9 vị thánh tổ của Kim Ô yêu tộc, danh chấn thái cổ, đời nay như cũng được các đại tộc làm thành truyền thuyết thần thoại. Phong Phi Vân cũng kinh nghi bất định. Đây hẳn là một đạo hình bóng của vẫn thánh tiễn, dù sao sau thái cổ,
9 mũi vẫn thánh tiễn bắn chết Kim Ô Thánh Tổ liền cũng chưa từng xuất hiện qua, sợ là đã bị hủy ở trong một lần đại kiếp thời kỳ cuối thái cổ rồi. Mao Ô Quy nói, ngươi nói chúng ta có thể đã đi tới thái cổ rồi hay không? Trong lòng Phong Phi Vân chấn động, hắn thật đúng là không nghĩ tới cái vấn đề này, bất quá cũng không phải là không tồn tại khả năng như thế, bởi vì linh hồn của hắn bị thanh đồng cổ thuyền đụng một cái liền đến hơn một vạn năm sau, trở lại thái cổ cũng không phải là không có khả năng. Hư ảnh của diệt thế thần bi, vẫn thánh tiễn đều hiện ra ở chỗ này, nói rõ nơi này tuyệt đối không giống bình thường, hơi không chú ý liền sẽ vẫn lạc. Phong Phi Vân rốt cuộc đuổi theo được đoạn cự mộc này, nó như cũ trôi lơ lửng ở trong hư không, giữa nát đến vô cùng, giống như là một tòa hắc sắc sơn lĩnh, khổng lồ đến dọa người. Ta dám đánh cuộc đây tuyệt đối là một đoạn của thái cổ thiên mộc, mẹ ơi, phát tài, nếu như đem một đoạn thái cổ thiên mộc này mang ra, đoán chừng có thể làm cho những lão gia hỏa kia của Kim Ô yêu tộc đều phát cuồng. Mao Ô Quy nhất thời lấy lại tinh thần, ánh mắt hiện ra lục quang, nhưng mà rất nhanh lại bình tĩnh lại, nói. Đây cũng sẽ không phải là một đạo hư ảnh của thái cổ thiên mộc đi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nếu chỉ là một đạo hư ảnh thì cũng sẽ không mục nát đến như thế, ta cũng muốn nhìn một chút trong cự mộc kia rốt cuộc có đồ vật gì lại có thể cắn nuốt thần trí của ta. Phong Phi Vân lần nữa bay đến trên cự mộc khổng lồ, sau đó trực tiếp tiến vào trong một khe hở tương đối khổng lồ trong đó, hướng vào bên trong mà đi tới. Hoa lạp lạp, nơi này có tiếng nước suối chảy, phát ra từng luồng hôi thối, lưu động ở trong cự mộc giống như là suối nhỏ. Đây là thiên mộc thánh tuyền, sau khi uống đối với tu sĩ có ích lợi khổng lồ, ở thái cổ cũng là thánh vật hy hữu. Mao Ô Quy cực kỳ hưng phấn, khẩn cấp nhảy vào trong nước suối. Uống từng ngụm lớn, nhưng mà vừa mới uống được hai ngụm, có người nó liền biến thành đen thui, từ trong nước suối nhảy ra, nằm trên mặt đất. Mẹ nó, thiên mộc thánh tuyền, bị ô nhiễm rồi, Phong Phi Vân, cứu ta. Phong Phi Vân lắc đầu, ngưng tụ ra một quả kim tàm Phật đan đưa cho Mao Ô Quy ăn vào. Sau đó lại đem nó lật lại, ở trên cái bụng trắng toát của nó ép xuống, đem hơn phân nửa nước suối đều ép ra. Mao Ô Quy phun ra vài ngụm máu đen. Da trên người lại khôi phục màu trắng, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Trong nước suối kia có hủ độc, cũng không biết là tên quy tôn tử nào làm, thiếu chút nữa muốn mạng của lão phu rồi. Phong Phi Vân dọc theo vết nứt bằng gỗ đi về phía trước, đi không bao lâu liền có một đạo xúc tua bay tới, giống như là nhân chảo khổng lồ. Phong Phi Vân triển khai phượng hoàng nhiệt hỏa, hóa thành một cái phượng hoàng chảo khổng lồ, đem một đạo xúc tua này bức lui. Thái cổ thiên mộc chính là thánh vật chí dương, làm sao lại biến thành cái bộ dáng hiện tại này, u ám giống như một cái quan tài. Quan tài. Phong Phi Vân cùng Mao Ô Quy cơ hồ đồng thời dừng bước lại, sắc mặt cũng trở nên cổ quái, dĩ nhiên là không dám lại hướng về phía trước đi đến. Yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Thật lâu sau, Mao Ô Quy mới lại nói. Ta cảm thấy, chúng ta nên rời đi. Chỗ này không phải là loại tiểu cặn bã như chúng ta có thể tùy ý xông vào. Tốc tốc, thanh âm kỳ quái vang lên làm cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phong Phi Vân đem năm tòa vực toàn bộ triển khai, gọi ra thiên tủy binh đảm, cảnh giác bốn phía, nói. Sợ là đi không được rồi. Oanh long long, một mảng lớn xúc tua từ bên trong vết nứt cự mộc phun ra, mang theo một cỗ lực lượng âm hàn, giống như là bàn tay tử thần oanh áp tới. Phong Phi Vân khởi động Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, một cái biển lửa từ trong thân thể của hắn bay ra, phản công tới, muốn lợi dụng lực lượng hỏa diễm đốt cháy những xúc tua này. Nhưng mà những xúc tua này lại vô cùng vô tận, hơn nữa phía sau Phong Phi Vân cũng tuôn ra đại lượng xúc tu, đem đường lui phốc kín. Nếu như đứng ở trên hư không xa xa nhìn lại, trên khối gỗ khổng lồ kia, trong mỗi đạo khe hở đều tràn ra vô số xúc tua, tựa như mực nước màu đen chồng chất mà thành. Hướng Phong Phi Vân trùng kích tới. Đường lui hoàn toàn bị phong kín rồi, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, không thể lui về phía sau. Mao Ô Quy đứng ở trên bả vai của Phong Phi Vân, hắng giọng hô to, lộ ra vẻ hăng hái. Vậy ngươi còn không ra tay? Chung quanh thân thể của Phong Phi Vân có 7 đầu phượng hoàng hiện ra, thủ hộ ở 7 cái phương vị, trên cánh tay vạn thú bôn đằng đem vô số xúc tu chặt đứt, chậm rãi hướng chỗ sâu của khối gỗ đi tới. Hắc hắc, lão phu chúng vu thuật, 1000 năm chỉ có thể xuất thủ 2 lần, 2 lần cơ hội trong 1000 năm này đã dùng xong, chỉ có thể đợi thêm 1000 năm nữa thôi.
Mao Ô Quy lúng túng cười, chợt lại nói. Nhưng mà ta đã suy tính ra những xúc tua này là vật gì, rất có thể chính là địa ngục vụ trong truyền thuyết, cái thanh đồng cổ thuyền này sợ là đã đi qua địa ngục trong truyền thuyết. Địa ngục. Trong lòng Phong Phi Vân trầm xuống, hắn không phải là ở trên đường Hoàng Tuyền gặp phải một con thanh đồng cổ thuyền này sao, chẳng lẽ nó thật đã đi qua địa ngục rồi. Mao Ô Quy lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, cười nói. Chỉ có thánh linh huyết mới có thể phá địa ngục vụ, thủ đoạn khác đều chỉ có thể tạm thời ngăn cản, chúng ta nếu như không xông qua, sợ là sẽ bị địa ngục vụ cắn nuốt linh hồn mà chết. Vậy cũng không nhất định, có đồ vật có lẽ có thể thu được địa ngục vụ. Phong Phi Vân một bên chiến đấu, một bên đem thiên nhất quỷ bình lấy ra. Quỷ bình này chính là thánh vật của âm giới, vốn là nắm giữ ở trong tay âm giới chi mẫu Diêu Cát. Nhưng mà bởi vì trong quỷ bình chứa bộ phận tà thi của Diêm Vương, sợ có ngoài ý muốn cho nên cái quỷ bình này vẫn luôn là do Phong Phi Vân trấn áp. Cái quỷ bình này lai lịch không nhỏ, là do một vị nhân vật thần bí lưu lại. Theo như lời của Diêu Cát, nhân vật thần bí kia chính là người thành lập âm giới cùng dương giới. Bất quá âm giới cùng dương giới của thần Tấn Vương Triều tựa hồ liên tiếp với một thiên địa khác càng thêm rộng lớn hơn. Vị nhân vật thần bí kia đã đi vào chỗ sâu của tòa thiên địa đó, lại cũng không trở về. Đối với bí ẩn của thần Tấn Vương Triều, Phong Phi Vân tương lai khẳng định còn muốn đi tra xét. Hắn cảm giác một phiến thiên địa kia thật không đơn giản, nói không chừng cất giấu một cái đại bí mật. Quỷ bình được Phong Phi Vân tế ra, đem vô tận địa ngục vụ thu vào trong bình. Quỷ văn trên quỷ bình loang lổ, ô quang gợn sóng, lại bị địa ngục vụ kích hoạt, tản mát ra quỷ khí càng lúc càng cường thịnh. Đây là một cỗ khí tức kinh khủng so với khí tức của thập phẩm linh khí phải cường đại hơn vô số lần. Trong quỷ bình, thi thể của Diêm Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Địa ngục phụ, Phong Phi Vân, ngươi lại muốn dùng địa ngục phụ luyện hóa ta. Nửa cỗ thi thể của Diêm Vương đều bị lúc nữ ma đọt phá thi biến lần thứ 5 mà luyện hóa hấp thu, hiện tại trong quỷ bình chỉ còn lại một cái đầu cùng với một trái tim, nhưng cũng là hai bộ phận trọng yếu nhất của tà thi. Ngưng tụ hơn phân nửa tinh hoa của tà thi. Luyện hóa chính là ngươi. Phong Phi Vân đem linh khí toàn thân đều đánh vào trong quỷ bình, quang mang quỷ bình trở nên càng thêm cường thịnh, tất cả địa ngục vụ chung quanh đều bị thu vào. Tiếng kêu thảm thiết của Diêm Vương tà thi càng lớn hơn, đang mãnh liệt đụng vào quỷ bình. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở trong khe hở cự mộc, tính toán hoàn toàn trừ đi hậu hoạn, muốn dùng địa ngục vụ đem đầu cùng trái tim của Diêm Vương luyện hóa hoàn toàn. Ngươi không phải là tu luyện đại khôi lỗi thuật sao, vì sao không dùng địa ngục vụ ngưng luyện một tôn địa ngục khôi lỗi, vừa lúc sử dụng đầu cùng trái tim của Diêm Vương mà tố hồn. Mao Ô Quy nói, chủ ý không tệ. Phong Phi Vân triển khai đại khôi lỗi thuật, bắt đầu lấy địa ngục vụ ngưng luyện địa ngục khôi lỗi. Đối với khôi lỗi sư mà nói, muốn ngưng luyện ra khôi lỗi cường đại kỳ thật phải cần tài liệu tốt nhất, rất hiển nhiên địa ngục vụ chính là tài liệu tuyệt hảo, mang theo địa ngục mục khí. Ngưng luyện ra khôi lỗi, không gian trưởng thành thật lớn. Đầu cùng trái tim của Diêm Vương đều sớm bị địa ngục vụ thuần phục, trở nên ngoan ngoãn. Địa ngục vụ trong quỷ bình vô cùng nhiều, vũ khí không ngừng bị đè nén ngưng tụ, thời điểm bị nén đến trong phương viên 10 trượng thì đã biến thành trạng thái dịch, tựa như là mực nước màu đen, mật độ cực cao. Ném một linh khí vào đều sẽ bị mục nát trong nháy mắt. Cũng chỉ có loại khí mãnh như thiên nhất quỷ bình mới có thể chịu tải được địa ngục vụ. Địa ngục vụ đã biến thành địa ngục thủy, có thể so với hoàng tuyền chi thủy, có thể dung luyện thế gian vạn vật. Ha ha, từ xưa tới nay còn chưa có người nào có thể dùng địa ngục vụ ngưng luyện khôi lỗi. Một khi ngưng luyện ra nhất định thôn thiên phệ địa, đến lúc đó ai có thể ngăn được. Mao Ô Quy rất hưng phấn, đối với địa ngục khôi lỗi rất là mong đợi. Đồ vật của địa ngục xuất hiện ở thế gian căn bản là chuyện thiên lý bất dung, thủ đoạn của nhân gian giới rất khó đem nó trấn áp. Ở thời kỳ Trung Cổ ngược lại là một vị nhân vật đại thần thông đi qua địa ngục, cũng từ bên trong mang ra một ít hoàng tuyền cùng quỷ thạch, ngưng luyện ra một tôn địa ngục khôi lỗi. Sau khi một đầu địa ngục khôi lỗi này trưởng thành liền dám khiêu chiến với cả thánh linh, đưa tới một tràng đại họa, cuối cùng dẫn đến các đại tộc vây giết, trải qua thời gian mấy trăm năm mới đem nó trấn áp. Bất quá vị nhân vật đại thần thông kia tu luyện chính là đạo khôi lỗi thuật, lấy cao thấp của khôi lỗi thuật đến phân, người tu luyện đại khôi lỗi thuật so sánh với đạo khôi lỗi thuật phải cao hơn một cái cấp bậc, độ cao mà địa ngục khôi lỗi trong tương lai có thể đạt tới cũng là cao hơn. Phong Phi Vân đang tiếp tục ngưng luyện địa ngục thủy,
đem địa ngục thủy phương viên 10 trượng không ngừng áp xúc, biến thành 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Cuối cùng địa ngục thủy ngưng luyện đến còn 3 lít, so với than còn phải đen hơn, băng hàn thấu xương, chí âm chí hàn. Phong Phi Vân đem đầu cùng trái tim của Diêm Vương dung luyện vào bên trong đó, địa ngục thủy vốn là còn thuộc về trạng thái dịch liền bắt đầu ngưng cố lại. Lúc này động tác của Phong Phi Vân trở nên vô cùng nhanh, càng lúc càng nhanh, liên tiếp đánh ra 460 cái ấn ký vào trong địa ngục thủy, đối ứng với 360 tòa mệnh huyệt của thân thể con người. Ngưng! Lấy đầu cùng trái tim của Diêm Vương làm trụ cột, địa ngục thủy bắt đầu ngưng tụ thành hình người, ánh mắt, lỗ mũi, đôi môi, cánh tay, lồng ngực, chân. Cuối cùng ngưng tụ thành một tôn đại hán cao 5 thước, 3 đầu 6 tay, cả người đen nhánh, thê hàn vô cùng, tà khí lẫm nhiên, giống như là một tôn tà thần hàng lâm. Địa ngục khôi lỗi ngưng tụ thành hình. Hắn đã rất lâu không tiêu hao linh khí như hiện tại, cảm giác cả người đều bị rút đến không còn. Phong Phi Vân thở dài ra một hơi, đem hai viên trùng động linh thạch bóp nát vào trong tay, nhanh chóng khôi phục linh khí bị tiêu hao, sau một hồi lâu mới lại khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Bản thân ta muốn nhìn địa ngục khôi lỗi mạnh như thế nào. Phong Phi Vân đem quỷ bình thu vào trong tay, đem địa ngục khôi lỗi từ bên trong lấy ra. Oanh! Địa ngục khôi lỗi chợt rơi xuống mặt đất, trên người hàn khí bức nhân, đem khối gỗ xung quanh đóng băng lại, kết thành một tầng hàn băng. Một đạo tà khí từ trong thân thể của nó vọt ra, tịch quyển thiên địa, lực trùng kích vô cùng khổng lồ, có khí thế quét ngang bát phương. Nó thân cao 5 thước, hai chân như hắc sắc đồng trụ, hổ thể lưu động hắc sắc quang hoa mọc ra 6 cánh tay, mỗi một cánh tay so với bắp đùi của thường nhân còn phải thô to hơn. Mọc ra 3 cái đầu. Dữ tợn mà quỷ dị, một cái đầu trong đó như Phật, mi tâm ấn một cái Phật văn lưu động kim quang, trừng mắt ra vẻ giận dữ, giống như một tôn tà Phật đáng sợ. Cái đầu thứ hai giống như đầu rồng, mọc ra răng, long giác, long tu, lân phiến giống như rồng, hiển lộ ra càng thêm quỷ dị, vừa nhìn giống như là ác long. Cái đầu thứ ba như phượng, đỉnh đầu mọc ra một cái hồng sắc phượng quan, miệng dài mà sắc bén, đầu bị hắc sắc vũ mao bao trùm. Hai mắt như hàn đàm, há miệng có thể phun lửa. Ba cái đầu, từng cái so với người bình thường đều lớn hơn mất lần, tương đối dữ tợn kinh khủng. Phong Phi Vân đứng ở phía dưới địa ngục khôi lỗi, chỉ có thể đứng tới phần eo của nó, thân thể Phong Phi Vân còn không to bằng bắp đùi của nó. Mao Ô Quy cũng sớm đã trợn tròn mắt, sửng sốt hồi lâu, nói. Ta làm sao cảm thấy có cái gì không đúng a? Đây là đồ chơi gì, địa ngục ác thần linh. Ta làm sao cảm giác như là địa ngục chi vương từ trong địa ngục bò ra. Phong Phi Vân cũng cảm giác có chút quái dị, sờ sờ cằm nói. Ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng, bất quá tâm niệm của ta ngay lúc đó chính là như vậy, liền ngưng tụ ra cái bộ dáng này một cách tự nhiên, ba đầu sáu tay, thần thông vô địch. Lúc này đại ngục khôi lỗi chính là lấy đầu tà Phật đối diện với Phong Phi Vân, cảm giác cho hắn giống như là một vị tà Phật mang theo ác long cùng tà phượng. Thật sự là quá dao động nhân tâm. Mao Ô Quy điên cuồng nuốt nước miếng một cái, nói. Ta dám đánh cuộc gia hỏa này trong tương lai nhất định sẽ chấn động thiên hạ, trở thành tà vật mà người gặp người sợ, bất quá hiện tại mới ra đời, chiến lực chắc cũng không quá biến thái. Oanh! Địa ngục khôi lỗi đánh ra một quyền, ở trên cự mộc đánh ra một cái hố to, hủ mộc bay ra tứ tung, cả thiên địa phảng phất đều lắc lư, trong miệng phát ra nộ hống chấn thiên. Mao Ô Quy lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, lần nữa há hốc mồm nói. Lời vừa mới rồi làm như ta chưa từng nói. Địa ngục khôi lỗi hết sức cuồng mãnh, tà khí lẫm liệt, khiếp sợ nhân tâm, một quyền oanh ra cứng rắn như thái cổ thiên mộc cũng bị đánh mở, mảnh vụn tứ tung. Phong Phi Vân nói. Ta cảm thấy nên chuẩn bị cho hắn một kiện chiến binh tiện tay, như vậy chiến lực của nó mới có thể phát huy ra trình độ lớn nhất. Chu Thiên Hám Tiên Truy ngược lại là không tệ, nghe nói có thể một truy hủy diệt một góc đại lục, bất quá kiện thượng cổ thần binh này đã thất lạc, hơn vạn năm trước cũng là có tin đồn về chuôi chiến truy này, lời đồn là đã lưu truyền đến yêu tộc trí tuế giới, muốn tìm được sợ rằng là muôn vàn khó khăn. Ánh mắt của Mao Ô Quy sáng lên, nói. Ta cảm thấy nửa tôn thiên tôn vô lượng tháp trong tay nữ ma đầu cũng rất tốt, thuộc về đạo gia thánh linh khí mãnh, ở thời đại trung cổ uy chấn thiên hạ. Từng có tiên tử của đạo môn cầm tháp xuất thế, bình định thiên hạ. Người muốn từ trong tay nàng cướp đoạt bảo vật, người không bị nàng đoạt đi đã là tốt rồi. Phong Phi Vân lắc đầu.
Mao Ô Quy nghĩ đến đây liền nghiến răng nghiến lợi một trận, tinh hồng quỷ thuyền chính là bị nữ ma cướp đi, thánh thực quả cũng bị nàng truy sát, nữ ma đầu này không dễ chọc a. Oanh! Oanh! Địa ngục khôi lỗi chạy đến bên bờ mộc chất tuyền thủy, chân đạp mặt đất, chấn động cự mộc. Ba cái đầu của nó cũng bắt đầu uống nước suối đen nhánh kia, quang hoa trên người rực rỡ, tà khí trở nên càng thêm cường thịnh, không khí hủ thực đều đang vặn vẹo. Nước suối kia vốn chính là thiên mộc thánh tuyền, nhưng mà lại bị không biết thứ gì ô nhiễm, ngay cả sau khi Mao Ô Quy uống xong cũng thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà địa ngục khôi lỗi lại có thể uống được nước suối nơi này, hấp thu thần hoa bên trong, trở nên càng lúc càng mạnh, tà khí càng lúc càng thịnh, khôi lỗi thân càng lúc càng kinh khủng. Đây nhưng là thiên mộc thánh tuyền, ngay cả thiên kiêu của Kim Ô tộc ở thời đại thái cổ muốn nhận được một chút cũng tương đối khó khăn. Giờ phút này địa ngục khôi lỗi lại đang uống đến sướng khoái. Phong Phi Vân cùng Mao Ô Quy đều trợn tròn mắt, cũng cảm thấy trong tương lai không xa địa ngục khôi lỗi nhất định sẽ trở thành cường giả kinh sợ một cái thời đại, chư hiền cũng phải run rẩy vì nó. Nếu như ngươi chính là do đầu cùng trái tim của Diêm Vương tạo hồn, vậy sau này gọi ngươi là địa ngục Diêm La đi. Phong Phi Vân nói, ba cái đầu của địa ngục Diêm La đồng thời phát ra ba tiếng thét dài, đấm lên trên ngực. Biểu hiện vui sướng ở trong lòng. Trong cơ thể của nó mặc dù như cũ còn có ý thức của Diêm Vương, nhưng mà lại đã tương đối mơ hồ, bị Phong Phi Vân đánh ký ức ấn ký vào trong thân thể nó mà thay thế, trở thành chiến nô của Phong Phi Vân. Địa ngục Diêm La mở đường, đi ở phía trước Phong Phi Vân đi ở phía sau, từng bước hướng bên trong cự mộc đi tới. Càng là hướng bên trong đi tới, một cỗ khí tức âm hàn kia liền càng thịnh. Nếu như người có tu vi hơi yếu đi vào sẽ bị đông cứng linh hồn. Oanh! Địa ngục Diêm La dừng bước lại, bỗng nhiên hướng phía trước oanh ra một quyền, trong không khí xuất hiện một tầng xích hồng sắc trận văn, có một chút tương tự với văn lộ của Vũ Mao xuất hiện ở trên trận pháp, giống như là một thiên hỏa diễm phù hào huyền phù ở trên hư không. Đây là Ly Hỏa Khuy Dương trận, chính là một tòa cấm trận của Phượng Hoàng yêu tộc, nếu như có 18 vị Phượng Hoàng trưởng thành bày trận thì có thể quét ngang thế giới. Phong Phi Vân lộ ra vẻ kinh dị. Ly Hỏa Khuy Dương trận ở Phượng Hoàng yêu tộc chỉ có nhân vật cấp bậc yêu hậu mới có thể tu luyện, nghiên cứu tinh yếu của trận pháp, thuộc về tuyệt mật. Bởi vì, lực phá hoại của một tòa trận pháp này thực sự quá lớn, sẽ thương đến thiên hòa, từng một lần từ trên Phượng Hoàng Thiên Thư xóa bỏ, ở thời kỳ Trung Cổ mới được liệt vào Phượng Hoàng Thiên Thư. Phong Phi Vân rất kinh ngạc, lại có thể ở chỗ này thấy cấm trận của Phượng Hoàng yêu tộc bố trí thành công. Đây thật sự quá không tầm thường. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Oanh! Oanh! Địa ngục Diêm La đang không ngừng công phạt, liên tiếp oanh ra 17 quyền, Ly Hỏa Khuy Dương trận ầm ầm vỡ tan, hóa thành từng đoàn hỏa diễm tinh hoa, sau đó bị hàn khí nơi này dập tắt. Vô số phá hư chi lực ở trong này dù đã bị Phong Phi Vân áp chế xuống. Một tòa Ly Hỏa Khuy Dương trận này đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Hủy diệt chi lực ở phía trên đã sớm ở trong dòng sông thời gian mà trôi qua, trăm không còn một, nếu không phải như thế thì không thể nào phá mở nó dễ dàng như vậy. Mao Ô Quy đứng ở đầu vai của Phong Phi Vân, đột nhiên siêu một tiếng bay ra ngoài, nhảy đến trên một tòa thạch thai đem một cái bảo lô ôm vào trong ngực, kích động đến run rẩy. Tam vị chân hỏa lô, trong truyền thuyết đây chính là cổ binh của Phượng Hoàng yêu tộc, có thể chuyển hóa tinh khí thế gian thành tam vị chân hỏa. Ngay cả một vị vũ hóa hiền giả bị nhập vào trong lô cũng có thể luyện hóa thành vũ hóa huyết đan. Đây là một cái xích hồng bảo lô, cao gần 9 thước, trong suốt long lanh, phát ra hỏa quang chói mắt, hỏa diễm trong lô trường tồn không tắt. Chính diện của bảo lô có lạc ấn một cái phượng hoàng đồ trông rất sống động, tựa như là thần phượng dương cánh. Ánh mắt của Phong Phi Vân co rụt lại, kích động hưng phấn lên. Quả nhiên là tam vị chân hỏa lô. Đồn rằng năm đó Thái Cổ Thần Phượng vì tế luyện bàn man phủ, tổng cộng dùng 99 tòa tam vị chân hỏa lô, ngưng tụ hỏa lực của 9 phương thiên địa mới ngưng tụ ra thánh linh khí mãnh mạnh nhất trong lịch sử Phượng Hoàng yêu tộc, bàn man phủ. Đây nhưng là ta lấy được trước, người đừng đoạt của ta. Mao Ô Quy đem tam vị chân hỏa lô ôm lấy. Cho dù giao cho ngươi, ngươi cũng không thu phục được nó, đây nhưng là thần lô do Thần Phượng Đại Nhân từng luyện chế. Cho dù không phải là thánh linh khí mãnh cũng là linh khí vượt xa bình thường. Phong Phi Vân lấy ra một kiện cửu phẩm linh khí ném vào trong tam vị chân hỏa lô, kiện cửu phẩm linh khí này trong nháy mắt liền tan thành thiết cầu, sau đó biến thành không khí. Cửu phẩm linh khí cũng bị dung luyện thành không khí.
Mao Ô Quy cũng nhìn đến trợn tinf mắt, hỏa diễm trong lô này cũng quá dọa người rồi, nhưng mà nó lại không cam lòng, lấy ra một quả giới linh thạch, nhưng mà giới linh thạch mới vừa vặn tới gần tam vị chân hỏa lô liền bị bạo liệt ra, căn bản không cách nào chứa đựng loại bảo vật này. Mẹ kiếp, lão phu còn không tin tà. Thân thể của Mao Ô Quy càng lúc càng lớn, mở miệng ra đem tam vị chân hỏa lô ngậm vào, nhưng mà nó còn chưa nuốt vào bụng liền lại lập tức đem hỏa lô phun ra. Bỏng chết ta, bỏng chết ta. Mao Ô Quy miệng đầy bọt máu, lăn lộn trên mặt đất. Phong Phi Vân sững sờ, Ô Quy này cũng quá hiếm thấy rồi, thế nhưng lại muốn đem tam vị chân hỏa lô nuốt vào trong bụng, cái này còn là từ xưa đến nay chưa có người nào làm. Phong Phi Vân đối với tam vị chân hỏa lô cũng không xa lạ gì, Phượng Hoàng yêu tộc liền có 7 tòa, chia ra nắm giữ ở trong tay 7 vị yêu hậu, từ xưa đến nay vì Phượng Hoàng yêu tộc mà tế luyện ra vô số linh khí chiến binh cường đại. 99 tòa tam vị chân hỏa lô hiện chỉ còn có 7 tòa, những tòa tam vị chân hỏa khác có tổn hại, có biến mất, dù sao từ thái cổ đến nay quá xa xưa, còn có 7 tòa bảo lưu lại cũng đã tương đối không dễ dàng. Mà ở trong này lại xuất hiện tòa thứ 8. Phong Phi Vân tự nhiên là muốn nhận được. Phong Phi Vân thi triển trấn áp của Phượng Hoàng yêu tộc, đem tam vị chân hỏa lô bao phủ lại một tầng, tổng cộng bao phủ 18 tầng trận pháp mới đem hỏa lực của tam vị chân hỏa lô áp chế xuống, thu vào trong giới linh thạch. Phong Phi Vân, tam vị chân hỏa lô kia là của ta, tạm thời gửi ở chỗ của ngươi. Mao Ô Quy như cũ không cam lòng. Thiên tài địa bảo người có đức thì được, người thu không được. Nói rõ ngươi vô duyên với tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân tìm được một cái bình ngọc, trên bình ngọc hà quang vạn trượng, bị từng tầng hỏa diễm bao phủ. Nhưng mà ngón tay của Phong Phi Vân vừa đụng vào nhẹ nhàng, bình ngọc liền biến thành từng hạt cho bụi rơi trên mặt đất. Thời gian quá xa xưa, loại bảo vật này cũng bị mục nát rồi. Phong Phi Vân chỉ có thể thở dài một tiếng. Mao Ô Kỳ tìm được một gốc bảo dược, trồng ở trong một tòa thất thải trì. Mọc ra 7 phiến lá màu sắc bất đồng, giống như là một cây trúc thấp bé có rất nhiều mắt trúc. Trời ạ, thải hồng hương trúc, đây nhưng là cổ dược thế gian hiếm thấy, một giọt trúc dịch bên trong có thể làm cho bạch cốt sinh cơ, khởi tử hồi sinh, tu sĩ ăn vào có thể gia tăng tuổi thọ vạn năm, ngay cả thánh linh đều kiếm nó tứ xứ, dùng nó kéo dài sinh mệnh. Mao Ô Quy trực tiếp nhảy vào trong trì, nhưng mà lại không phát hiện ra thanh âm rơi xuống nước. Giống như là một quả cân rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trầm muộn. Một cái thất thải chỉ kia biến mất không thấy, thải hồng hương trúc cũng biến mất, hóa thành từng điểm sáng, trên mặt đất chỉ có một cái hố chỉ khô héo. Mẹ nó, nơi này rốt cuộc bị phong bế bao lâu, thậm chí ngay cả cổ dược được gọi là bất tử đều chết hết, nước ao cũng khô cạn rồi. Mao Ô Quy không cam lòng vung móng vuốt không ngừng trong không khí, nhưng mà thải hồng hương trúc đã biến mất tích, nó cái gì cũng không bắt được. Thải hồng hương trúc cũng sớm đã chết rồi, đây vẻn vẹn chỉ là một đạo hình ảnh mà nó lưu lại, chứng minh nó đã từng sinh trưởng qua nơi này. Mao Ô Quy nghiến răng nghiến lợi, huy động móng vuốt ở trong trì không ngừng đào, ước chừng đào sâu 3 thước thì nó đào ra một đoạn rễ trúc màu xanh, cũng đã giữ nát đến không còn hình dáng, nhưng mà như cũ còn dài được 2 thốn, phái trên mang theo dược hương. Ha ha, một cái rễ trúc của thải hồng hương trúc, nếu như có thể tìm được thải hồng thất sắc tuyền trong truyền thuyết. Có lẽ có thể làm cho nó lần nữa phát ra sinh cơ, sinh trưởng ra một gốc hương trúc cổ dược. Mao Ô Quy sợ Phong Phi Vân tranh đoạt với nó, liền tranh thủ đem một đoạn rễ trúc này thả vào trong mai rùa. Phong Phi Vân đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mặc dù hỗn loạn một mảnh nhưng cũng có rất nhiều bảo vật xuất hiện ở chỗ này, giống như là một tòa bảo khố cự đại, nhưng mà tuyệt đại đa số bảo vật đều đã biến thành tro bụi, chỉ còn lại một chút hình ảnh, nhẹ nhàng đụng vào liền phá thành mảnh nhỏ. Gì? 42 khối phượng cốt trong thân thể Phong Phi Vân bắt đầu lấp lánh, nhận được một loại xúc động mãnh liệt cùng hấp lực nào đó. Chẳng lẽ nơi này có Phượng Hoàng di bảo? Phong Phi Vân đi theo linh giác của mình thẳng về phía trước, tìm được một khối đá khổng lồ, cao chừng một người, sợ là phải nặng mấy vạn cân. Thình thịch! Phong Phi Vân dùng một chưởng đem tảng đá đánh vỡ, bên trong phát ra xích hồng quang mang chói mắt. Một khối phượng cốt lớn nhỏ cỡ nắm tay ở TANG tảng đá bay ra, ánh lửa rực rỡ, khí tức thập phần khổng lồ, kinh sợ lòng người. Một khối phượng cốt này không phải là chuyện đùa, phái trên có từng đạo văn lộ giống như là vũ văn, chỉ có đem bất tử phượng hoàng thân tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể khiến cho phượng cốt sinh ra vũ văn.
vẻn vẹn chỉ là năng lượng cùng đạo tắc ẩn chứa trong một khối phượng cốt này liền có thể so sánh với tất cả phượng cốt trong thân thể Phong Phi Vân cộng lại, thậm chí còn phải nhiều hơn. Năng lượng của một khối phượng cốt vượt qua 42 khối phượng cốt. Đây không phải là cốt của một vị thánh linh phượng hoàng yêu tộc đi. Trong lòng Phong Phi Vân rung động. Một khối phượng cốt này nhưng không phải là phượng hoàng bình thường có thể tu luyện ra, chấn động đến Phong Phi Vân rất lớn, giống như là thấy một vị tiên hiền đứng ở trước mặt mình. Phượng cốt chấn động kịch liệt giống như là muốn sống lại, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ vô cùng, giống như là một vầng mặt trời nhô lên cao, làm cho mắt của người ta không mở ra được. Phong Phi Vân hai tay kết ấn, dẫn ra phượng hoàng chi khí trong thân thể, đem một khối phượng cốt này thu lại. Năng lượng dựng dục trong khối phượng cốt này kinh người, giống như là một ngôi sao đang run rẩy ở trong tay Phong Phi Vân, chấn đến ngón tay của Phong Phi Vân cũng muốn mở ra. Oanh! Oanh! Phong Phi Vân cùng khối phượng cốt này tranh đấu, tựa như đang thuần phục một đầu liệt mã, thân thể thỉnh thoảng hướng về phía đông đụng một cái, thỉnh thoảng hướng về phía tây đụng một cái, phát ra thanh âm chói tai. Thánh vực, Kim Tàm Phật vực, Phượng Hoàng Hỏa Thần vực, Đại Diễn vực, Vạn Thú Chiến vực. Phong Phi Vân liên tục điều động lực lượng của năm vực mới đem khối phượng cốt này tạm thời áp chế lại. Đây không giống như là một khối xương, giống như là một vị thánh giả lúc còn trẻ tuổi, nếu không phải Phong Phi Vân tu luyện bất diệt phượng hoàng thân, đồng nguyên với khí tức trên khối xương, đổi lại là bá chủ vũ hóa cảnh khác đến sợ là cũng bị lực lượng trên phượng cốt đánh chết. Phong Phi Vân trấn áp phượng cốt, từ giữa không trung hạ xuống. Đem phượng cốt nắm ở trong tay, sau đó đem địa ngục Diêm La triệu hoán đến, thủ hộ ở bên cạnh mình. Phong Phi Vân tính toán đem một khối phượng cốt này luyện hóa vào trong thân thể mình, tăng cường thực lực chính mình. 3333. Khối phượng cốt kia cảm thụ được khí tức phượng cốt ở trong thân thể Phong Phi Vân liền tự động hướng bên trong thân thể của hắn trầm xuống, chậm rãi dung nhập vào huyết nhục, sau đó tiến nhập cốt tủy. Xương cốt toàn thân Phong Phi Vân liền giống như là bị đập nát ra, một cỗ đau đớn kịch liệt xông lên trên đầu. Năng lượng dựng dục trong khối phượng cốt này thật sự quá kinh khủng, quả thực vượt qua tất cả năng lượng tự thân Phong Phi Vân cộng lại, đây vẻn vẹn chỉ là một khối xương thôi, nếu như là vị phượng hoàng đó còn sống không biết sẽ kinh khủng đến tình cảnh nào. Dĩ nhiên nếu Phong Phi Vân có thể đem được một khối phượng cốt này dung luyện, như vậy thể chất cùng tu vi của hắn cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, đây là chuyện không thể nghi ngờ. 3. Thân thể Phong Phi Vân không chịu nổi năng lượng trong một khối phượng cốt này, xuất hiện một tiếng vỡ ra, chảy máu, thân thể đều giống như muốn bị xé nứt. Kiên trì. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, điều động thánh linh chi khí thưa thớt trong thần thể đi ma hợp với khối phượng cốt này, đồng thời những thánh linh cho cốt kia cũng liên tục hướng phượng cốt tụ tập lại, đem phượng cốt bao phủ. Ca ca. Trong thân thể Phong Phi Vân trừ 42 khối phượng cốt, những xương cốt khác đều gãy lìa, sau đó hóa thành phấn vụn. Kim Tàm Phật khí du tẩu ở trong thân thể của Phong Phi Vân đang không ngừng chữa trị xương cốt nứt vỡ của hắn, đem xương cốt lần nữa ngưng tụ lại. Ngưng động lại cho ta. Một đạo phượng hoàng chi khí ở trong thân thể Phong Phi Vân điên cuồng vận chuyển, liên tiếp 42 khối phượng cốt với nhau, sau đó tiến vào khối vũ văn phượng cốt kia. Oanh! Một tiếng vang lên thất lớn, Phong Phi Vân thiếu chút nữa bị cỗ lực lượng kia chấn đến hôn mê bất tỉnh. 43 khối phượng cốt rốt cuộc liền thành một cái chu thiên, phượng hoàng chi khí lưu động ở giữa phượng cốt, tạo thành một cái luân hồi. 33. Xương cốt trong thân thể Phong Phi Vân phát sinh ra rung động kịch liệt, 7 khối xương cốt tương đối gần với vũ văn phượng cốt lần lượt biến thành phượng cốt. 50 khối phượng cốt. Đây là một lần đại đột phá. Kiếp trước của Phong Phi Vân cũng là ngưng luyện ra 234 khối phượng cốt mà thôi, mà hiện tại hắn mới là Niết Bàn đệ thất trọng liền đã ngưng luyện ra 50 khối phượng cốt, điều này nói rõ tiềm lực hiện tại của hắn so với kiếp trước còn lớn hơn. Phong Phi Vân đem khối vũ văn phượng cốt này luyện hóa vào thân thể, tu vi lại tăng thêm gấp đôi, đạt đến Niết Bàn đệ thất trọng đỉnh phong tuyệt đối, chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với phượng hoàng thân ở kiếp trước khi đạt tới Niết Bàn đệ thất trọng. Nói cách khác thể chất hiện tại của Phong Phi Vân đã có thể cùng thiên kiêu của Long, Phượng so sánh rồi. Ở trong con mắt của những thiên tài nhân loại kia, đây là độ cao không thể tưởng tượng được. Ta làm sao lại cảm giác khí thức của tử kiếp càng lúc càng rõ ràng, chẳng lẽ ta còn có thể trùng kích vào lần Niết Bàn thứ 8, lấy thân thể bán yêu đi trùng kích lần Niết Bàn thứ 8. Phong Phi Vân không tùy tiện đi trùng kích vào cảnh giới này,
ở trong lịch sử của bán yêu minh cũng là xuất hiện qua bán yêu niết bàn đệ thất trọng, nhưng mà có thể trùng kích thành công đệ bát trọng đã ít lại càng ít. Bán yêu không thể đột phá vũ hóa, ngược lại để cho bọn họ càng thêm liều lĩnh đi trùng kích cảnh giới niết bàn càng cao hơn, mặc dù rất nhiều bán yêu đều vẫn lạc trong lúc niết bàn nhưng mà như cũ cũng có bán yêu thành công đạt tới niết bàn đệ thất trọng. Nhân loại tu sĩ có con đường khác có thể đi, cho nên tuyệt đại đa số người cũng không dám mạo hiểm, trực tiếp đột phá vũ hóa cảnh. Nhưng mà bán yêu không có con đường nào khác, cuối cùng cả đời đều trùng kích niết bàn cảnh, cho nên đôi khi bán yêu đạt tới niết bàn đệ thất trọng ngược lại so với tu sĩ nhân loại còn nhiều hơn. Phong Phi Vân đứng lên, cả người đều là hỏa mang, có từng luồng hỏa diễm bay chung quanh thân thể. Phong Phi Vân, người đã tỉnh rồi, mau đi theo ta dẫn người đi một chỗ. Mao Ô Quy chạy nhanh đến, nhưng mà lại không dám đi tới gần Phong Phi Vân, bởi vì nhiệt độ trên người Phong Phi Vân quá cao. Mới vừa rồi ta tu luyện mất bao lâu thời gian? Phong Phi Vân nói. Đại khái 7-8 ngày đi. Mao Ô Quy nói. Lần này ngươi đụng tới đại cơ duyên, thế nhưng đem một khối thánh linh phượng cốt luyện vào thân thể, chỗ tốt lấy được khẳng định không chỉ là một điểm như hiện tại, tương lai đốt với ngươi đột phá niết bàn đệ bát trọng có trợ giúp lớn, thậm chí có thể trùng kích vào niết bàn đệ cửu trọng trong truyền thuyết. Làm sao ngươi biết đó là một khối thánh linh phượng cốt? Phong Phi Vân nói. Đi thôi, dẫn ngươi đi một chỗ thì ngươi sẽ biết, ta nhưng là hao tổn mấy ngày mới tìm được chỗ đó. Mao Ô Quy hết sức mừng rỡ, vẻ mặt rất hưng phấn, hiển nhiên mấy ngày qua nó khẳng định lại thu được không ít bảo vật. Nó mang theo Phong Phi Vân đi lại trong cự mộc, cũng không biết đi bao lâu liền đi tới một hạp cốc hôn ám, phía dưới hỏa diễm cuồn cuộn, ngay cả vũ hóa hiền giả đến đây nói không chừng cũng bị nướng chín. Mao Ô Quy cũng không dám lại đi về phía trước, dừng bước, nói. Người đối với Phượng Hoàng yêu tộc rất quen thuộc, biết phía dưới là vật gì không? Phượng Hoàng huyết tụ tập thành con sông. Phong Phi Vân cũng hít thở không thông, cả người đều đang đổ mồ hôi, đây cũng không phải là bị dọa sợ mà là bị nhiệt độ kia nướng. Cách xa nhau vài trăm thước cũng đã sắp đem Phong Phi Vân dung hóa, có thể thấy được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong Phượng Hoàng huyết kia, nếu như dính vào một giọt, Phong Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một con sông sinh mệnh không cách nào vượt qua. Phượng Hoàng huyết đạt tới cảnh giới thánh linh, chẳng lẽ nơi này từng vẫn lạc một vị Phượng Hoàng thánh giả? Tâm của Phong Phi Vân chợt trở nên kính sợ, hướng về phía con sông kia xá một cái thật sâu. Biết tại sao ta nói đó là một khối thánh linh phượng cốt rồi đi, mẹ nó, nơi này dĩ nhiên là mộ của một vị thánh linh, mộ thánh linh của Phượng Hoàng yêu tộc. Mao Ô Quy lùi về phía sau hai bước. Cảm thấy nhiệt độ của huyết hà phía dưới đang không ngừng tăng lên, chỉ sợ coi như là đại hiền giả đến, nếu không cẩn thận mà rơi vào dòng sông cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn trường hà huyết vũ lất phất, đột nhiên ở trên bờ sông có vách đá dựng đứng thấy được một hàng chữ, đó là thánh văn, từng chữ muôn đời bất diệt, có thánh uy kinh sợ tâm linh. Cũng chỉ có Phong Phi Vân mới có thể xem hiểu chữ ở phía trên, bởi vì kiếp trước Phong Phi Vân đạt tới vũ hóa đệ cửu trọng. Lại biết rõ Phượng Hoàng cổ văn. Thần Phượng táng thiên mộc, Phượng bộc thủ lăng mộ. Trong lòng Phong Phi Vân vô cùng chấn động, cả người đều trở nên run rẩy, lần nữa khom người mà bái, trên mặt tràn đầy thần sắc sùng kính. Ngươi nhìn thấy gì? Mao Ô Quy hỏi. Đây là mộ của Thái Cổ Thần Phượng. Phong Phi Vân nói. Cái gì, cường nhân kinh khủng nhất trong lịch sử của Phượng Hoàng yêu tộc, xưng bá thời đại cuối Thái Cổ, uy chấn mấy chục vạn năm. Vạn tộc khuất phục, không người nào là không sợ hãi. Mao Ô Quy cũng bị dọa đến hàm răng run lên. Đồn rằng Thái Cổ Thần Phượng sống được 33 vạn năm, được gọi là tồn tại sống lâu nhất trong lịch sử, cũng vì Phượng Hoàng yêu tộc sáng tạo ra danh hiệu bất tử Phượng Hoàng. Ngay cả Thái Cổ Tam Đại Thánh cũng không sống đến 33 vạn năm. Mặc dù tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đạt tới Đại Thừa cũng có thể sống đến 9 vạn năm, nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là công pháp. Đối với người có thể thành thánh mà nói, từng người đều có đạo thuộc về riêng mình, đại thần thông giả có thể mở ra đạo của bản thân là có thể vì mình kéo dài sinh mệnh. Thánh linh bình thường coi như là mở ra đạo của mình cũng chỉ có thể gia tăng rất ít tuổi thọ. Nhưng mà Thái Cổ Thần Phượng lại bất đồng, chính là một trong những tồn tại mạnh nhất từ xưa tới nay, đạo lĩnh ngộ được cũng cao xa hơn người khác, tổng cộng sống 33 vạn năm, được xưng là bất tử, là cổ kim chi nhất, không người nào có thể vượt qua. Bạch Chu Thánh Tổ mặc dù sáng chế ra vạn kiếp bất tử công,
thần công đại thừa có thể sống 12 vạn năm, cũng thuộc về một trong những cường nhân thái cổ. Nhưng mà như cũ lại không bằng thái cổ thần phượng, bởi vì ở sau khi thần công của hắn đại thừa lại không đi được xa như thái cổ thần phượng. Mao Ô Quy nói, ta hiểu được, ban đầu thái cổ thần phượng dùng bàn man phủ chặt đứt thiên mộc của Kim Ô yêu tộc, dùng một đoạn trong thiên mộc làm ra quan tài chôn cất chính mình. Nhưng mà ta nhớ rằng thái cổ thần phượng trong truyền thuyết là muốn dùng thái cổ thiên mộc kéo dài tính mạng cho mình, chẳng lẽ đã thất bại? Phong Phi Vân cau mày thật chặt, đánh gái bốn phía, nói. Ta càng hiếu kỳ thần phượng đại nhân cùng thái cổ thiên mộc làm sao lại xuất hiện ở trong thanh đồng cổ thuyền, chẳng là chủ nhân của chiếc cổ thuyền này chính là thần phượng đại nhân. Có cái gì không đúng, có cái gì không đúng? Phong Phi Vân nói. Ngươi cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Không phải, trong truyền thuyết thái cổ thần phượng chính là chí cường trong thánh linh, cổ kim khó gặp đối thủ, chút ít vãn bối kia của phượng hoàng yêu tộc kính nàng như thần minh, cảm thấy nàng có thể được gọi là thái cổ đệ tứ đại thánh, nhân vật như thế chỉ sợ là nhỏ ra một giọt máu cũng giống như mặt trời chói chang, dễ dàng có thể áp chết chúng ta, nhưng mà máu nơi này mặc dù mạnh, chúng ta vẫn như cũ có thể chống đỡ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ngươi căn bản là không rõ ràng lịch sử của Phượng Hoàng yêu tộc ta, thần Phượng Đại Nhân là tồn tại siêu nhiên bậc nào, ở lúc nàng trẻ tuổi cũng đã không có người nào đỡ được một chiêu của nàng, ở thời kỳ cuối của nàng, ngay cả nô bộc đi theo bên cạnh nàng cũng đạt đến thánh linh cảnh, tên là Phượng Bộc. Phượng Bộc chính là người thủ mộ nơi này, máu ở dưới này hẳn là máu của Phượng Bộc. Lại trải qua năm tháng từ thái cổ đến hiện tại, năng lượng của thánh linh Phượng Hoàng huyết nhất định sẽ trôi đi. Cho nên hiện tại chúng ta mới có thể đứng ở chỗ này, nếu không chúng ta đã sớm hôi phi yên diệt. Mao Ô Quy trợn tròn mắt. Ngay cả nô bộc cũng đạt tới thánh linh cảnh, mẹ kiếp, quá biến thái. Phong Phi Vân đột nhiên nói. Nói nhảm, người không nhìn xem một chút thần phượng đại nhân cường đại cỡ nào, mặc dù chỉ là nô bộc của nàng lúc ấy cũng là thuộc về tồn tại vô địch, có thể coi như thiên hạ đệ nhị. Phong Phi Vân lần nữa nhìn 10 chữ thánh văn ở trên vách đá bờ bên kia. Kim quang chói lọi, vô cùng uy nghiêm, tựa như là triển văn của thần linh. Thần Phượng táng thiên mộc, Phượng Bộc thủ lăng mộ. Chẳng lẽ thần Phượng đại nhân liền được chôn cất ở bờ bên kia cái huyết hà này? Trong lòng Phong Phi Vân tràn đầy hướng tới, cảm xúc dâng trào, rất muốn tận mắt đi tế bái thần tượng trong lòng. Ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng đi, hoành ngang ở phía trước chính là thánh linh huyết, ngươi dính vào một chút nhất định sẽ bị hòa tan. Mao Ô Quy nhắc nhở. Nếu như có thể lấy tới một giọt thánh linh phượng huyết, có lẽ ta có thể trùng kích niết bàn đệ bát trọng. Hai mắt Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào con sông đang sôi trào phía dưới, vô số hỏa diễm tràn ngập, bất kỳ vật gì rơi xuống đó đều bị hóa thành khí trong nháy mắt, đến cả cặn cũng sẽ không còn dư lại. Mao Ô Quy mặc dù nói thánh linh huyết rất kinh khủng, không thể chạm vào, nhưng mà nó đang đánh mưu ma trước quỷ, đây nhưng là côi bảo có thể so với cổ dược, nhận được một giọt đều hưởng thụ vô cùng. Ánh mắt của nó chuyển động xoay tròn, đối với Phượng Hoàng Thánh Huyết ở phía dưới tràn đầy khát vọng. Cũng chỉ có ở trong thiên mộc, những Phượng Hoàng Thánh Huyết này mới có thể bảo tồn được, nếu như đặt ở chỗ khác sợ rằng Phượng Hoàng Thánh Huyết đã sớm khô héo rồi. Đúng rồi, có thể dùng tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân đem bảo lô triệu hồi ra, giải khai 18 đạo trận pháp, sau đó đem bảo lô tế ra, rơi vào trong huyết hà, đi chứa Phượng Huyết. Thánh linh phượng huyết trầm trọng vô cùng, cho dù chỉ là một giọt đều nặng hơn trăm vạn cân. Phong Phi Vân tổng cộng chỉ chứa được một cái vũng nhỏ, liền không dám lại chứa nhiều hơn nữa, sợ không chịu nổi sức nặng. Nếu như tam vị chân hỏa lô chìm vào đáy sông, vậy thì được không bù nổi mất. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một cái vũng nhỏ, nhưng mà như cũ ẩn chứa lực lượng kinh khủng tuyệt luân, Phong Phi Vân dùng hết sức chín châu hai hổ mới đưa tam vị chân hỏa lô thu hồi được. Mao Ô Quy thấy Phong Phi Vân đắc thủ cũng không cam chịu yếu thế, đem mai rùa của mình tháo xuống, do dự thật lâu. Cùng lắm thì sau này không mang xác rùa nữa. Nó đem mai rùa tế ra, thu hồi được 3 giọt thánh linh phượng huyết. Nó cực kỳ hưng phấn, mai rùa không bị thánh huyết luyện hóa. Thánh linh phượng huyết từ trong huyết hà lấy ra như cũ mang theo nhiệt độ nóng cháy, Phong Phi Vân cùng Mao Ô Quy căn bản không dám chạm tới gần. Một người tế ra bảo lô. Một gia hỏa tế ra mai rùa, nhanh chóng rút đi, sau đó đem tam vị chân hỏa lô cùng mai rùa đều bỏ vào trong thiên mộc tuyền thủy. Xích! Nước suối kia vô cùng băng hàn,
ba giọt thánh linh phượng huyết trong mai rùa bắt đầu dần dần ngưng kết lại, cuối cùng biến thành ba viên tinh thạch đỏ như máu. Nhưng mà phượng hoàng huyết trong tam vị chân hỏa lô lại nóng cháy, không có ý tứ ngưng tụ. Mao Ô Quy đem mai rùa mặc lại trên người, đang cầm ba viên phượng hoàng huyết tinh, cười to nói. Ha ha, hỏa diễm trong tam vị chân hỏa lô sẽ không dập tắt, phượng hoàng huyết liền sẽ không đóng băng lại, Phong Phi Vân, lần này ngươi tính sai rồi. Phong Phi Vân cười nói. Ta vốn không tính toán đem những phượng hoàng huyết kia đông lại, đem nó đặt ở trong suối nước cũng bất quá chỉ là để cho nhiệt độ của phượng hoàng huyết hạ xuống một chút. Ta muốn dùng huyết dịch của Phượng Hoàng hoàn thành lần niết bàn thứ 8. Ngươi không phải là muốn tiến vào trong lô để luyện chính mình chứ? Ánh mắt của Mao Ô Quy biến thành xanh lè rồi. Phong Phi Vân nói. Thời điểm ta ở cảnh giới niết bàn đệ lục trọng liền dùng tam vị chân hỏa luyện qua chính mình, tam vị chân hỏa cũng không luyện chết được ta, hiện tại nên khiêu chiến với thánh linh phượng huyết rồi. Phong Phi Vân trực tiếp nhảy vào trong tam vị chân hỏa lô. Mao Ô Quy hét lớn. Điên rồi, đây cũng không phải là tam vị chân hỏa bình thường, mà là từng luyện qua thánh linh khí mãnh bàn man phủ, ặc, bất quá khi đó hội tụ tinh hỏa của cửu phương thiên địa, hiện tại có chỉ là lực lượng tự thân của tam vị chân hỏa lô, hẳn là không có biến thái như vậy, không, như cũ vẫn rất biến thái. Cả người Mao Ô Quy run run một chút, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt giống như tặc, đem ba viên phượng hoàng hỏa tinh thu hồi lại. Sau đó lại cắm đầu cắm cổ chạy đến phương hướng Phượng Hoàng huyết hà. Nếu như đã chiếm được ngon ngọt, tự nhiên phải nghĩ biện pháp lại di chuẩn bị vài giọt Phượng Hoàng huyết, đây nhưng là thần dược gia tăng huyết khí, ngay cả những nhân vật cấp bậc cảnh chủ kia đều sẽ thèm thuồng. Người bình thường tự nhiên không dám tiến vào trong tam vị chân hỏa, càng thêm không dám đụng vào Phượng Hoàng huyết dịch, vũ hóa hiền giả bình thường đụng vào một chút đều sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng mà trong thân thể của Phong Phi Vân có thánh linh cho cốt, hiện tại lại luyện hóa một khối xương cốt của thánh linh Phượng Hoàng vào thân thể, trời sinh phù hợp với Phượng Hoàng huyết dịch đối với hắn sẽ không có bài xích quá lớn. Trong tam vị chân hỏa lô tổng cộng có một vũng nhỏ Phượng Hoàng huyết dịch, ước chừng vài chục giọt, nhiệt độ cực kỳ cao, giống như là một vầng hằng tinh ngoài vũ trụ, có thể đem một ngôi sao đều đốt cháy. 50 khối phượng cốt trong thân thể Phong Phi Vân đang lóe lên. Có Phượng Hoàng thần âm đang minh hưởng, ở dưới lực phá hủy khổng lồ của Phượng Hoàng huyết dịch, thân thể của hắn cơ hồ bị phá nát toàn bộ, căn bản không ngăn cản nổi lực phá hoại này chút nào. Ông, không chỉ là Phượng Hoàng hỏa diễm chi lực, kim tàm Phật lực cùng thánh linh khí cũng không ngừng rèn luyện biến đổi trong thân thể. Kim sắc Phật quang trở nên càng thêm tươi sáng, vạn thiên Phật pháp hiện ra, phạm âm lác đác, Phật khí biến thành kim sắc tàm tử. Giống như từng cái phù văn thần khí xếp trên hư không. Thánh linh khí trong thân thể Phong Phi Vân hết sức thưa thớt, ban đầu chỉ có 9 tia, sau đó hội tụ thành một luồng, sau đó thánh linh khí ở trong phượng cốt cùng phượng huyết ngưng tụ ở trong thân thể hắn, không có biến mất, đang từ từ tăng lên. Mỗi một luồng thánh linh khí mặc dù mỏng manh nhưng lại uốn thành một đoàn, cuối cùng tạo thành một hạt châu trong suốt, giống như là một viên nội đan thật nhỏ chiếm cứ trong đan đi điếp của Phong Phi Vân. Lấy thánh linh khí ngưng tụ nội đan, đây quả thực là chuyện chưa từng nghe nói qua, coi như là thánh linh ở lúc còn trẻ cũng không cách nào làm được, đây quả thực là hành động nghịch thiên. Hơn nữa cũng chỉ có yêu, thú mới có thể ngưng tụ yêu nguyên cùng linh hạch, hình dáng tương tự với nội đan. Tu sĩ nhân loại đều là tu luyện đan điền, chỉ có thánh linh trong truyền thuyết mới có thể tu luyện ra thánh thai anh nhi, nhưng mà cũng hoàn toàn không giống với nội đan. Mà giờ phút này Phong Phi Vân lại dùng thánh linh khí ngưng tụ ra một viên nội đan. Thân thể của Phong Phi Vân cơ hồ biến thành huyết nhục, bị Phượng Hoàng huyết dịch luyện hóa đến kịch liệt, nếu không phải thể chất quá hắn khác với thường nhân, giờ phút này khẳng định đã hòn phi phách tán. Nhưng mà hắn như cũ đang kiên trì, không ngừng hấp thu Phượng Hoàng huyết dịch, đem Phượng Hoàng huyết dịch luyện hóa vào trong thân thể. Oanh long long, tam vị chân hỏa lô đang chấn động, không giống như là đang luyện đan. Không giống như là đang luyện khí, giống như là đang luyện một tôn yêu nghiệt. Nửa tháng trôi qua, hỏa diễm của tam vị chân hỏa càng tăng lên kinh khủng, giống như là biến thành một tòa hỏa diễm đại sơn, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng hót của Phượng Hoàng, thỉnh thoảng lại có phạm âm của Phật môn truyền ra, chấn động tâm linh người khác. Oanh! Một đạo hỏa quang từ trong tam vị chân hỏa lô lao ra, là một cỗ thân thể người, vô số ánh lửa ở trên người của hắn đang thiêu đốt, giống như là thiên hỏa phần thể. Bùm bùm cách cách,
Chung quanh thân thể của hắn có vô số Phật văn đang lưu chuyển, trên Phật văn cũng tràn đầy hỏa diễm. Hỏa diễm chậm rãi chảy vào trong thân thể của hắn, hoàn toàn thu liễm lại, Phong Phi Vân lần nữa lộ ra thân thể, mặc trên người long lân phượng bì y, trên tóc dài lưu động rất nhiều tia hỏa lực, da thịt trắng muốt mà nhẵn nhụi để cho nữ tử cũng phải ghen tị, một đôi mắt càng thêm câu hồn mang theo một cỗ yêu tính, đồng thời lại có Phật môn thánh giả trang nghiêm. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí thế lăng nhân, giống như là một đầu thần phượng tôn giả phủ xuống, đem địa ngục Diêm La ở một bên cũng dọa sợ lui về phía sau. Lực lượng của thánh linh phượng cốt đã bị ta hấp thu hoàn toàn, hiện tại ta đã có 63 khối phượng cốt. Hai tay Phong Phi Vân khoát ra một cái, vô số hỏa diễm ở trong thân thể hắn lưu động, tất cả phượng cốt cũng liên tiếp thành một mảnh. Đã luyện hóa được một khối thánh linh phượng cốt để cho phượng cốt trong thân thể hắn ước chừng nhiều hơn 20 khối. Ở trong dự tính của hắn, muốn tu luyện ra 63 khối phượng cốt ít nhất cũng phải đạt tới vũ hóa đệ nhất trọng mới có thể làm được, mà hiện tại đạt tới niết bàn đệ bát trọng liền làm được. Niết bàn đệ bát trọng. Trong truyền thuyết có rất nhiều thánh linh lúc còn trẻ cũng đạt đến niết bàn đệ thất trọng, niết bàn đệ bát trọng. Coi như là tinh anh trong Phượng Hoàng cùng Long tộc muốn đạt đến niết bàn đệ bát trọng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lấy thân thể bán yêu đạt tới cảnh giới này đã tương đối kinh người. Cư nhiên bị hắn chân chính đạt tới cảnh giới này rồi. Mao Ô Quy nhìn từ xa, vốn ngay cả nó đều cho rằng niết bàn đệ thất trọng đã là cảnh giới tối cao mà Phong Phi Vân có thể đạt tới, nhưng mà nó không nghĩ tới Phong Phi Vân lại phá vỡ cái gông cùm xiềng xích này, đạt đến niết bàn đệ bát trọng. Ở niết bàn đệ thất trọng là có thể một trưởng phách chết vũ hóa hiền giả, đạt đến niết bàn đệ bát trọng trong truyền thuyện lại sẽ kinh khủng bậc nào. Phong Phi Vân nói. Ta đã nghĩ tới phương pháp xông phá vũ hóa cảnh rồi, bất quá hiện tại ta cũng không vội đột phá, ta tính toán trước tiên trùng kích vào niết bàn đệ cửu trọng. Không thể nào, bán yêu không thể nào đạt tới vũ hóa cảnh, càng không có khả năng đạt tới niết bàn đệ cửu trọng. Mao Ô Quy quả quyết phủ nhận. Phong Phi Vân rất là bình tĩnh mà nói. Ta tu luyện ra nội đan, rất tương tự với yêu nguyên của yêu tộc tu sĩ, linh hạch của thú tộc tu sĩ, viên nội đan này. Chính là do thánh linh khí ngưng tụ mà thành. Cái gì, nội đan do thánh linh khí tụ tập thành, há không phải có thể được gọi là thánh linh yêu nguyên sao? Mao Ô Quy thiếu chút nữa bị hù dọa đến hôn mê bất tỉnh. Bán yêu tu luyện ra yêu nguyên, hơn nữa còn là có thánh linh chi khí ngưng tụ mà thành. Mao Ô Quy kiến thức rộng rãi, nhưng mà từ trước đến giờ đều chưa có nghe qua quái sự bậc này, quả thực có thể dọa cho người sợ đứt hơi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Bên trong mộ viên nội đan này có thánh linh chi khí trong thánh linh cho cốt, cũng có thánh linh chi khí trong phượng hoàng huyết dịch, cũng không tinh thuần, không thể được gọi là yêu nguyên. Nói nhảm, thánh linh chi khí tinh thuần đều rất cường thế, không thể nào ở trong thân thể ngươi hội tụ thành nội đan, cho dù hội tụ thành nội đan rồi cũng sẽ không ổn định, tùy thời đều có nguy hiểm bạo thể. Mao Ô Quy đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Ngươi nói ngươi nghĩ được phương pháp đột phá vũ hóa cảnh. Không phải là muốn sử dụng thủ đoạn của yêu tộc đến đột phá vũ hóa cảnh đi. Phong Phi Vân nói, nếu không cách nào mở ra hạ đan điền, vậy thì cũng không cần mở ra, thậm chí đan điền cũng có thể không cần, ta muốn dùng nội đan do thánh linh chi khí ngưng tụ thành tương dung với đan điền, ngưng luyện ra một loại phương thức tu luyện mới, chỉ có sáng chế ra một loại thể hệ tu luyện mới thì mới có thể đánh vỡ nguyền rủa bán yêu không qua được vũ hóa, mà hiện tại mục tiêu của ta là đạt tới niết bàn đệ cửu trọng. Niết bàn đệ cửu trọng không phải là dễ dàng liền có thể đột phá như vậy, từ xưa tới nay cũng chỉ có mấy người trong truyền thuyết làm được, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là suy hoán của hậu nhân, rốt cuộc bọn họ có đạt tới cảnh giới kia không kỳ thật căn bản là không có ai có thể chứng thực. Mao Ô Quy lại nói, người có thể đạt đến cảnh giới hiện tại này đã tương đối khó lường rồi, nếu như xông phá vũ hóa cảnh, nhất định chấn động cả đệ lục trung ương vương triều, trở thành bán yêu sáng tạo truyền kỳ đầu tiên trong lịch sử. Cần gì phải mạo hiểm đi sông niết bàn đệ cửu trọng? Bởi vì ta có nắm chắc trùng kích niết bàn đệ cửu trọng. Trong ánh mắt Phong Phi Vân tràn đầy kỳ thải, nhìn xích hồng hà quang nơi xa, nói. Trong truyền thuyết, Thái Cổ Thần Phượng đạt đến cảnh giới niết bàn đệ cửu trọng. Ở trong khoảng thời gian Phong Phi Vân trùng kích niết bàn đệ bát trọng này, Mao Ô Quy đều đang thu thập phượng hoàng huyết dịch, thu hoạch tương đối khá, trên người có không ít phượng hoàng huyết tinh, cho dù bị nó ẩn giấu đi. Bảo quang như cũ vẫn rạng rỡ, hà khí mờ mịt giống như là một đầu thần quy toàn thân hỏa diễm.
Phong Phi Vân có nắm chắc trùng kích vào Niết Bàn đệ cửu trọng cũng là bởi vì nơi này có vô số Phượng Hoàng Thánh Linh huyết dịch, có thể cung cấp huyết khí liên tục không ngừng cho hắn. Chỉ cần có thể tiếp tục hấp thu Phượng Hoàng huyết khí nơi này, đem số lượng Phượng cốt trong thân thể tăng lên đến 81 khối, như vậy bất tử Phượng Hoàng thân sẽ lần nữa đi lên một bước dài, tiến vào Đại Chu Thiên đầu tiên, đến lúc đó trùng kích Niết Bàn đệ cửu trọng sẽ có nắm chắc lớn hơn nữa. Một tháng tiếp đó Phong Phi Vân không ngừng luyện hóa Phượng Hoàng huyết dịch, cơ hồ mỗi ngày đều có 10 giọt Phượng Hoàng huyết dịch bị hắn luyện vào thân thể, tu vi mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Một tháng trôi qua, trong thân thể Phong Phi Vân đã có 81 khối Phượng cốt, bước vào Niết Bàn đệ bát trọng đỉnh phong, thân thể tựa như một tòa vũ trụ nhỏ, tùy thời đều có thể bộc phát ra uy năng chấn thiên động địa. Địa ngục Diêm La cũng đang đề thăng. Phong Phi Vân từng thử đem một giọt thánh linh Phượng Hoàng huyết dịch cho nó ăn, cái đầu Phượng Hoàng kia của nó lại có thể nuốt chửng Phượng Hoàng huyết dịch, cả người đều bốc cháy lên, phá ra tiếng cự minh. Sau đó nó lại đi uống tuyền thủy trong cự mộc, cùng Phượng Hoàng huyết dịch phát sinh giao hòa, thân thể khôi lỗi lần nữa ngưng luyện, trở nên càng thêm kinh khủng. Mao Ô Quy cũng trợn tròn mắt, cảm thấy một con địa ngục khôi lỗi này có tiền đồ không thể hạn lược, thế nhưng nó đem nhiệm vụ cho địa ngục khôi lỗi ăn chủ động nhận lấy. Mỗi ngày đều cho địa ngục khôi lỗi ăn một khối Phượng Hoàng huyết tinh, từ đó về sau đầu Ô Quy này liền trở nên quen thuộc với địa ngục Diêm La. Lại xuất hiện bình cảnh rồi, không cách nào ngưng luyện ra khối Phượng cốt thứ 81. Phong Phi Vân cau mày, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải bình cảnh. Có thể ở cảnh giới Niết Bàn đệ bát trọng tu luyện ra 80 khối Phượng cốt, chuyện như vậy trước kia hắn căn bản không dám nghĩ đến. Kiếp trước của hắn cũng là đạt đến vũ hóa đệ nhị trọng mới tu luyện ra 80 khối Phượng cốt. Chẳng lẽ nói Niết Bàn đệ bát trọng tu luyện ra 80 khối Phượng cốt đã là hết sức, không thể nào tu luyện ra Phượng cốt nữa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn vốn tính toán tu luyện ra 81 khối Phượng cốt để cho bất tử Phượng Hoàng thân đạt tới Đại Chu Thiên, thể chấn tiến thêm một bước mãnh liệt, sau đó liền đánh sâu vào Niết Bàn đệ cửu trọng. Nhưng mà chuyện này không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn, cho dù bên cạnh có bảo vật hiếm thế như Thánh Linh Phượng Hoàng huyết cũng không cách nào ở cảnh giới Niết Bàn đệ bát trọng luyện ra khối Phượng cốt thứ 81, trong minh minh tựa hồ cũng đã có chú định. Buông tha đi, ngươi không thể nào thành công, Niết Bàn đệ cửu trọng chính là cảnh giới vô thượng, chỉ tồn tại ở trong thần thoại truyền thuyết. Mao Ô Quy lại nói, ngươi có thể đạt tới Niết Bàn đệ bát trọng cũng đã là cơ duyên thiên cổ khó gặp. Đồ vật như thánh linh huyết dịch cũng không phải người nào có thể gặp được, đây là tiên duyên có thể giúp người đạt tới Niết Bàn đệ bát trọng cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới Niết Bàn đệ cửu trọng. Phong Phi Vân tự nhiên cũng không chịu thua, quyết định đi sông Phượng Hoàng huyết hà, muốn vượt qua huyết hà đi tìm cơ duyên lớn hơn nữa. Thái cổ thần Phượng được chân cất ở chỗ này, có lẽ có thể đi đến bên trong mộ táng của nàng tìm được phương pháp đột phá Niết Bàn đệ cửu trọng. Mao Ô Quy nói. Người tốt nhất là không nên đi sông huyết hà, đây chính là con sông do thánh linh huyết tụ tập thành, coi như là những nhân vật cấp bậc cảnh chủ kia đến đây cũng phải tránh lui. Người sở dĩ có thể luyện hóa thánh linh huyết dịch vào thân thể là bởi vì người có tam vị chân hỏa lô, lại có thể sử dụng âm tuyền nơi này đem thánh linh huyết dịch làm lạnh đến trình độ nhất định, chính là bởi vì như thế người mới có thể thừa nhận được cỗ lực lượng kia. Nếu không có cách loại nguyên nhân này chồng chất lên nhau, ngươi cho rằng chỉ bằng một tên tu sĩ Niết Bàn cảnh như ngươi liền có thể hấp thu thánh linh huyết dịch sao? Nếu như thời điểm thánh linh còn sống, máu huyết thịnh nhất, một giọt máu liền có thể đem ngươi đánh chết, không có chút hồi hộp nào. Phong Phi Vân tự nhiên biết lời của Mao Ô Quy đều là lời thực, đi sông qua một cái Phượng Hoàng huyết hà thật có chút mạo hiểm, nhưng mà không đi sông thì hắn lại không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu luyện ra 81 khối Phượng cốt, có cơ hội trùng kích Niết Bàn đệ cửu trọng. Dừng chân ở trước cửa làm cho người ta không cam lòng. Hắn đứng ở bờ huyết hà, nhìn sang bờ bên kia tựa hồ có thể thấy tư thái tuyệt thế oai hùng của thái cổ thần Phượng, cái tuyệt thiên hạ, tồn tại vô địch thủ từ xưa đến nay làm cho người ta hướng tới. Mao Ô Quy nói, ngươi tổng cộng hấp thu mấy trăm giọt thánh linh huyết dịch liền giống như hấp thu mấy trăm gốc cổ dược, ngay cả những cảnh chủ kia đều chưa hẳn có thể thừa nhận được nhiều năng lượng như vậy, hiện tại ngươi hấp thu được chỉ là một phần vạn. Tuyệt đại đa số năng lượng đều giấu ở sâu trong thân thể ngươi, không bị kích phát ra. Một khi ngươi đột phá vũ hóa cảnh, những lực lượng này đều nhanh chóng bộc phát ra, có thể khiến ngươi ở trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, có thể đạt tới một cái cảnh giới đáng sợ,
cho nên hiện tại ngươi cần nhất là phải đột phá vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân lắc đầu thật sâu, trong lòng cố định tín niệm, nói. Trùng kích vào niết bàn đệ cửu trọng thế tất phải làm. Mao Ô Quy lắc đầu lần nữa, nói. Thành thật mà nói ta thật hoài nghi nơi này đến cùng có phải là chỗ mai táng của Thái Cổ Thần Phượng hay không, loại tồn tại như Thái Cổ Thần Phượng đã đăng lâm tuyệt đỉnh, coi như là Thái Cổ Thiên Mộc cũng chưa chắc có thể mai táng được nàng, cho nên ngươi vẫn là bỏ đi ý niệm đi tìm di vật của Thái Cổ Thần Phượng, có lẽ ở bên bờ bên kia huyết hà căn bản là không có hài cốt của Thái Cổ Thần Phượng. Kỳ thật Phong Phi Vân cũng có hoài nghi, một đoạn cự mộc này mặc dù khổng lồ nhưng vẻn vẹn chỉ là một đoạn của Thái Cổ Thiên Mộc. Chưa chắc có thể mai táng được Thái Cổ Thần Phượng. Phong Phi Vân nói, lấy tu vi hiện tại của ta đi sông Phượng Hoàng huyết hà đúng là quá mạo hiểm, nhưng mà ta không thể nào buông tha cho việc trùng kích niết bàn đệ cửu trọng, chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp khác. Biện pháp gì? Mao Ô Quy nói. Phong Phi Vân nói, hiện tại ta chỉ thiếu một khối phượng cốt là có thể hoàn thành đại chu thiên thứ nhất của bất tử Phượng Hoàng thân, chỉ cần có thể tìm được một khối phượng cốt. Sau đó luyện hóa vào trong thân thể, nói không chừng liền có thể đạt tới cảnh giới kia. Ta nghe nói bên trong thánh đình bảo khố có một khối. Mao Ô Quy nói. Người đây cũng biết. Phong Phi Vân kinh ngạc. Mao Ô Quy nói. Đó cũng không phải là chuyện bí ẩn gì. Ở thời kỳ Trung Cổ, một vị tổ tiên của thánh đình Long Gia từng trợ giúp một vị cường giả của Phượng Hoàng yêu tộc. Sau khi cường giả này trở thành yêu hậu của Phượng Hoàng yêu tộc liền biếu tặng cho vị tổ tiên kia của Thánh Đình Long Gia một khối phượng cốt, công bố là nếu như Long Gia cần trợ giúp có thể phái người mang theo phượng cốt đi Phượng Hoàng yêu tộc tìm hậu nhân của vị yêu hậu này cầu trợ. Hơn 100 vạn năm trước, Long Gia chính là bởi vì giao hảo với một trong thất mạch của Phượng Hoàng yêu tộc, có Phượng Hoàng yêu tộc làm chỗ dựa nên mới trở thành chủ nhân của đệ lục Trung ương Vương Triều. Phong Phi Vân còn là lần đầu tiên nghe nói Phượng Hoàng yêu tộc có quan hệ như vậy với nhân loại, bất quá đó cũng là chuyện của thời Trung Cổ, đã qua hơn 100 vạn năm rồi, hắn không biết được cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là Mao Ô Quy lại biết, cái này lộ ra vẻ rất không bình thường rồi. Vương Bát ngàn năm này biết được nhiều lắm. Phong Phi Vân nói, vậy vì sao sau khi Thánh Đình thất thế không phái hậu nhân đi cầu trợ Phượng Hoàng yêu tộc? Chuyện này ngay cả lão phu ta cũng biết. Ngươi cho rằng thần thiên tước ra lại không biết sao, nhất định sẽ phái cường giả trông chừng phượng cốt, không thể nào để cho chút ít người nhiệt huyết phục quốc kia đen phượng cốt mang đến Phượng Hoàng yêu tộc. Nếu như sau khi chọc đến một vị Phượng Hoàng yêu hậu, cho dù thần thiên tước phủ lại cường thế như thế nào đi nữa khẳng định cũng không đủ nhìn, bất quá đã qua hơn 100 vạn năm, Phượng Hoàng yêu tộc có biết được chuyện này hay không cũng còn không nhất định. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Phượng Hoàng kiêu ngạo bậc nào. Nếu như làm ra hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện, chỉ là một cái thần thiên tước ra, Phượng Hoàng yêu tộc còn không để vào trong mắt, nếu Thánh Đình có một khối phượng cốt, như vậy khối phượng cốt này ta nhất định phải lấy được. Phong Phi Vân không đi sông Phượng Hoàng huyết hà, đó là Thánh Linh Chi Hà, coi như là nhân vật cấp bậc cảnh chủ đến cũng phải lui bước. Phong Phi Vân thối lui ra khỏi thanh đồng cổ thuyền, bên trong có rất nhiều bí ẩn, hiện tại hắn dò xét được vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Tựa như hạt gạo so với mặt trăng, chỉ có chờ sau này tu vi cường đại lại đến. Đã qua hơn 1 tháng rồi, cũng không biết tình huống bên ngoài trở nên như thế nào. Thủy Nguyệt Thánh Nữ giết Bát Thế Tử của thần thiên tước phủ tuyệt đối là một tràng chấn động, thần thiên tước phủ sẽ nhẫn nhịn cho qua sao? Kết quả đánh giá tước phủ đã có chưa? Phong Phi Vân ở trong thiên quốc dừng chân 3 ngày, hấp thu Phật khí tinh hoa trong thiên quan. Đem 1 vạn đầu linh thú chiến hồn đều đạt tới trình độ niết bàn đệ bát trọng mới từ trong thiên quốc đi ra. Phong Phi Vân mới từ trong thiên quốc đi ra, xuất hiện ở trong phòng của mình liền phát hiện trên mặt đất lại là một đống đá vụn, khôi lỗi phân thân mà hắn tế luyện ra nhưng là lại bị người đánh vỡ rồi. Hắn tế luyện khôi lỗi cũng là vì thay thế mình, có thể thi hành một chút chuyện đơn giản, nhưng mà chiến lực lại xa xa không bằng bản tôn. Tại sao lại là ngươi? Ngươi có phải hay không nhìn ta rất không vừa mắt, cho nên mỗi lần đều cầm khôi lỗi phân thân của ta xả giận. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Tử ở bên cửa sổ. Lưu Tô Tử đưa lưng về phía hắn, cũng không biết đã ngồi bao lâu rồi. Lần này nàng cũng không có nữ giả nam trang, buộc búi tóc, mang theo bạch chu châm, da thịt như vũ tuyết, bóng lưng cực đẹp, ánh đèn chiếu ở trên gương mặt nàng hiện ra ngọc huy, có một cỗ phong thái khác lạ, khiến người động tâm. Ngươi không phải là Lưu Tô Hồng đi. Phong Phi Vân cảm thấy Lưu Tô Tử có cái gì rất không đúng,
nàng chẳng bao giờ mặc đồ nữ, làm cho người ta rất khó tin tưởng người ở trước mắt này chính là nàng. Lưu Tô Tử thản nhiên nói. Nàng từng biến thành hình dạng của ta sao? Không. Phong Phi Vân lập tức lắc đầu, đã triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn quan sát qua, vị tuyệt sắc giai nhân này đích xác là Lưu Tô Tử, không phải là Lưu Tô Hồng biến ảo. Ta đã bỏ qua việc tranh giành người thừa kế cảnh chủ rồi, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục biểu hiện cường thế như vậy, trở về làm thân nữ nhi cũng thật không sai, bên cạnh lập tức có nhiều thanh niên tài tuấn theo đuổi, có tứ thế tử của Thái Nhạc cảnh, thập bát thế tử của Thiên Môn cảnh. Lưu Tô Tử Mỹ mâu kín đáo, mang theo vài phần tiếu dung, nói ra mấy cái tên liên tiếp đều là cử thế nhân kiệt, đều kinh diễm tuyệt luân, là bá chủ tương lai. Vậy thì thật chúc mừng, thất quận chúa nếu như không có chuyện gì cũng nhanh một chút rời đi thôi, trời đã khuya rồi, nếu để cho người khác gặp được ngươi ở chỗ của ta. Sợ là sẽ chọc đến lời ra tiếng vào. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Lưu Tô Tử trầm ngâm thật lâu, tựa như đang suy tư điều gì, nói. Cảm ơn ngươi lần trước xuất thủ, nhất nhất đều nói cho ta rồi. Phong Phi Vân có chút không có ý tứ, cười nói. Thánh nữ điện hạ chính là khách khí như vậy, kỳ thật ta cũng không có xuất thủ, nàng xuất lực tối đa, nàng đã nói gì với ngươi? Nàng nói ta cách xa ngươi một chút. Lưu Tô Tử nói. Phong Phi Vân nhất thời cười không được, rất hiển nhiên Thủy Nguyệt Thánh nữ cũng không nói cái gì tốt về hắn a. Chính mình nhưng là người tốt a. Làm việc đều là chuyện tốt cứu người, không nghĩ đến lại đổi lấy một cái đánh giá như vậy, để cho trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy chán ngán. Một trận hương phong nghênh mặt mà đến, một đạo hồng ảnh xinh đẹp uyển chuyển xuất hiện ở nơi cửa, mỉm cười nhìn vào hai người ở trong phòng, cười nói. Không nghĩ đến hôm nay tướng công xuất quan, Nga, thất muội cũng ở đây, thật là đúng dịp. Lưu Tô Hồng khoác một cái áo choàng màu đỏ, tóc dài đen nhánh, ánh mắt sáng ngời. Mang theo nụ cười nhợt nhạt vô tình hữu ý ngồi vào giữa Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử lập tức đứng lên, kéo tử quần dài dài, ôn nhu động lòng người, liền hướng bên ngoài phòng đi ra. Không nghĩ đến thất muội thân mặc đồ nữ lại xinh đẹp như thế, để cho đại tỷ đều mặc cảm. Lưu Tô Hồng lại cười nói. Lưu Tô Tử đã đi ra ngoài, đứng ở trong tuyết địa bên ngoài, tử y theo hàn phong mà bay lên, ói. Hiên Viên Nhất Nhất ở một tháng trước trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, lúc nàng rời đi đem một số việc nói cho ta biết, tỉ như. Chuyện của ngươi cùng Lưu Tô Hồng. Nói xong lời này nàng trực tiếp rời đi. Bên trong gian phòng, sắc mặt của Lưu Tô Hồng khẽ biến đổi, cảm giác được đại sự không ổn, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói. Nàng biết rồi, nàng nhất định là biết rồi, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, không thể để nàng rời đi. Nàng cùng Phong Phi Vân phát sinh qua quan hệ xác thịt, chuyện này nếu như truyền đến trước mặt trưởng lão trong tộc, hậu quả hết sức nghiêm trọng. Lưu Tô Hồng lập tức đuổi theo, muốn đem Lưu Tô Tử giết chết. Nhưng phía ngoài truyền đến một cỗ âm hàn chi khí, quỷ khóc thần hào, thiên địa đều phảng phất như toàn chuyển. Oanh! Phía ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động cả chú thiên phủ, mặt đất nứt ra thành từng mảnh, rất nhiều trận pháp bố trí ở trên mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Rất hiển nhiên đây không phải là Lưu Tô Hồng xuất thủ, có cường địch giết tới. Phong Phi Vân sinh lòng không ổn, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra thượng thiên đạo sát phạt chi khí, một trường vỗ ra đem vách tường đánh tan, lóe ra vô tận phi tuyết, đem một đạo hắc ảnh đánh lui về phía sau. Đây là một vị vũ hóa hiền giả cường đại, mới vừa rồi hắn đột nhiên xuất thủ đem Lưu Tô Hồng đánh ngã xuống đất, ôm lấy ngực, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Trên người Phong Phi Vân sát khí từng trận, thân thể vừa động, sau một khắc liền xuất hiện ở bên ngoài phòng. Oanh! Hắn đánh ra một chưởng oanh kích ở trên đỉnh đầu vị vũ hóa hiền giả này, đem người này đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành từng luồng âm khí, mưa ớt tươi vẩy ra xung quanh. Trong lòng Phong Phi Vân vô cùng đau đớn, chậm rãi đem hồng y nữ tử trên mặt đất ôm lên, ngón tay đang không ngừng run rẩy. Mi tâm của hồng y nữ tử này có một lỗ máu lớn nhỏ bằng đầu ngón tay, bên trong không ngừng chảy ra âm hàn chi khí, khuôn mặt vốn là tuyệt mỹ cũng bị hắc sắc hàn khí bao trùm, cả người đều là tử khí, đã hương tiêu ngọc vẫn. Âm, gian, giới. Phong Phi Vân nghiến răng nghiến lợi, lửa giận đằng đằng, trong đôi mắt sinh ra hỏa mang đỏ ngầu, ánh mắt hóa thành hai đạo quang trụ bắn thẳng vào trong bầu trời đêm. Lưu Tô Tử mới vừa rời đi lại trở về. Kinh ngạc nhìn Lưu Tô Hồng ở trong ngực Phong Phi Vân, có chút sững sờ nói.
đại tỷ nàng, đây là xảy ra chuyện gì? Nàng vừa mới rời đi, nghe được phía sau truyền đến tiếng nổ vang liền lập tức chạy về, nhưng mà Lưu Tô Hồng đã ngã trong vũng máu, được Phong Phi Vân ôm lại. Thân thể của Lưu Tô Hồng đã băng hàn, linh hồn tan biến, bị cướp đoạt đi sinh cơ, thân thể mềm mại uyển chuyển trở nên lạnh như băng. Nàng vốn là đi giết Lưu Tô Tử diệt khẩu, nhưng mà mới vừa ra khỏi phòng liền tao ngộ cường giả của âm gian giới. Phong Phi Vân đối với Lưu Tô Hồng mặc dù chưa nói tới tình cảm sâu đậm, nhưng mà lại cũng không phải quá chán ghét nàng, dù sao nàng cũng có một chút chỗ để cho Phong Phi Vân hân thưởng. Chút ít lão nhân kia của Diệp Hồng Cảnh đều bị kinh động, liên tục chạy tới, nhất tề sửng sốt, không dám tin vào hai mắt của mình, thảm kịch liền phát sinh ở dưới mắt bọn họ, nhưng mà bọn họ lại không phát hiện. Có cường địch đến tập kích. Nơi này chính là Thánh Đình, lá gan của người nào lớn như vậy dám ở Thánh Đình giết người. Rốt cuộc là người nào lại dám giết người thừa kế của Diệp Hồng Cảnh ta, đi nhận lấy cái chết. Tứ tổ đều muốn điên lên rồi, tức giận gào thét điên cuồng, đem rất nhiều tu sĩ còn đang yên lặng đều trấn bay ra ngoài. Cạc cạc, loại nữ nhân đê tiện như Lưu Tô Hồng chết chưa hết tội, vốn đã đáp ứng làm vị hôn thê của bản công tử lại cùng với một tiên bán yêu cấu kết, loại nữ nhân này để cho nàng sống quả thực chính là sỉ nhục của bổn vương. Trong bóng tối, âm phong phần phật. Một nam tử mặc huyền kim hắc bào đi ra, trên người tà văn vô số, mỗi đi một bước trên mặt đất sẽ xuất hiện dấu chân dài vài thước, để cho đại địa biến thành đông đông rung động. Có rất nhiều âm phong ở phía sau hắn tụ tập, tạo thành một mảnh sát vân, tạo thành một cái đầu lâu cự đại. Lão bát của Cố gia. Lưu Tô Tử nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, cảm giác trên người đối phương truyền đến một cỗ tà lực khổng lồ, để cho bông tuyết trên bầu trời rơi xuống đều biến thành màu đen. Chính là Cố bát thiếu gia. Bất quá hiện tại hắn không giống như trước kia, kinh mạch trên người biến thành màu đen, rất là tà dị, trên người có một cỗ khí thế bá tuyệt thiên hạ, giống như một vị vương giả phủ xuống. Lão bát của Cố gia sớm đã trở thành quá khứ, ta hiện tại tên là Chuyển Luân Vương, phía sau Cố bát thiếu gia xuất hiện một đám lão nhân trùm hắc bào, trên người tà khí lẫm nhiên, phát ra tiếng cười âm hàn. Cả chú thiên phủ đều bị cường giả của âm gian giới bao vây. Có bốn vị cường giả trấn thủ ở bốn phương của phủ đệ, riêng mình tế ra một cây bạch cốt nhân bì kỳ, phong tỏa một phiến đại điện này. Đại kỳ tung bay, huyết quang tịch thiên. Bọn họ phong tỏa bốn phương, đây là muốn đem tất cả mọi người đều giết chết. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều liên tục biến sắc, cảm giác được nguy cơ lớn lao, tựa như trong lúc đột nhiên rơi vào trong địa ngục. Người của âm gian giới các ngươi thật to gan, cư nhiên còn dám đi tới Thánh Đình. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị người của các đại tước phủ trấn sát? Lục Tổ trầm giọng mà nói. Âm gian giới từng ở Thánh Đình phạm phải sai lầm lớn, làm cho cả đệ lục Trung ương Vương Triều đều nhục nhã, hiện tại chỉ cần người của âm gian giới tiến vào đệ lục Trung ương Vương Triều liền sẽ bị vây công cùng chèn ép. Tựa như Cố gia phát hiện Cố bát thiếu gia cùng luân chuyển vương của âm gian giới hợp tác, liền lập tức đem hắn trục xuất gia môn, không được gia tộc dung nhẫn. Nếu như chúng ta dám đến, tự nhiên cũng đã làm tốt chuẩn bị rồi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Ánh mắt của Cố bát thiếu gia lạnh như băng, quét nhìn mọi người, uy thế vô song. Lão bát, người đã rơi vào tà đạo, đánh mất chính mình, quay đầu lại là bờ. Lần này đánh giá tước phủ, Cố gia cũng có một vị hiền giả thế hệ trước đi đến, mới vừa nói chuyện chính là một vị tiên hiền của Cố gia. Hừ, Cố bát thiếu gia hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi tính là thứ gì, có tư cách giáo dục ta, hiện tại ta đã không phải là người của Cố gia, ta là vương giả của âm giới. Ngươi thế nhưng ngay cả tổ tông cũng không nhận rồi. Vị tiên hiền của Cố gia kia nói. Cố bát thiếu gia cười một tiếng mỉa mai, tế ra một mai bát quái đạo ấn, che phủ trường không, bộc phát ra hai loại tà quang hắc bạch, đem vị tiên hiền kia của Cố gia đánh chết, hóa thành máu tươi trên mặt đất. Đây chính là kết quả của nói nhảm nhiều. Cố bát thiếu gia thu hồi bát quái đạo ấn, ánh mắt bế nghế, đem từng thiên kiêu trong cùng thế hệ của hắn đều trừng mắt thối lui. Tu vi hiện tại của hắn đã tương đối đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong phạm vương giả, sợ cố bát thiếu gia thanh toán bọn họ, hiện tại bọn họ nhưng là xa xa không phải đối thủ của bát cố thiếu gia. Bát cố thiếu gia nhưng từng là đệ nhất thiên kiêu của Diệp Hồng Cảnh, hôm nay tà công càng mạnh hơn trước, ngay cả vũ hóa hiền giả cũng bị hắn tiện tay áp chết. Lúc này có người nào dám đánh một trận với hắn? Không chỉ là những thiên kiêu tài tuấn kia,
ngay cả vũ hóa hiền giả thế hệ trước đều kinh hồn táng đảm, lão bát của Cố gia thế nhưng đã cường đại đến tình cảnh này, chẳng lẽ thật đã trở thành vương giả của âm gian giới? Âm gian giới là địa phương đáng sợ cỡ nào, được gọi là nơi hội tụ của ngoan nhân, tử nhân, tà nhân, các đại trung ương vương triều đều rất kiêng kỵ chỗ đó. Cố Bát thiếu gia khinh thường nhìn Phong Phi Vân một cái, nói. Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay cũng là được ngươi ban tặng, ngươi cho rằng ngươi đoạt nữ nhân của ta sẽ sống khá giả sao, ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần, ta muốn giết ngươi bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, bất quá cứ như vậy mà giết ngươi không khỏi quá tiện nghi cho ngươi, ta muốn cho ngươi sống trong sợ hãi, nhận lấy hành hạ sống không bằng chết. Phong Phi Vân ôm Lưu Tô Hồng, lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh, nhưng mà đôi mắt kia lại trở nên càng lúc càng đỏ, đỏ đến giống như hỏa diễm, ma khí ở trong huyết dịch không ngừng lưu chuyển. Tứ tổ hết sức tức giận, Lưu Tô Hồng là hậu bối ruột thịt của hắn, đã trở thành người thừa kế cảnh chủ, nhưng mà lại bị tai họa bất ngờ, đây là chuyện mà hắn không thể tha thứ. Đại quận chúa từ trước đến nay đều chưa đính hôn với ngươi, đây chẳng qua là một chuyện còn đang thương lượng, không có nửa điểm quan hệ với ngươi. Cố Bát thiếu gia có bá tuyệt thiên hạ chi khí, cười nói. Dù sao hiện tại nàng đã chết, chỉ bằng lão già ngươi đây cũng muốn trở thành kẻ địch của bổn vương, coi như là Diệp Hồng Cảnh cảnh chủ hồng chú nhân tước đến, hiện tại cũng phải cung kính hành lễ cho ta, đám ô hợp như các ngươi ở trong mắt âm gian giới chúng ta hoàn toàn không đủ gây sợ. Tiểu bối, ngươi đây là muốn chết. Tứ tổ giẫm một cước lên mặt đất, một đầu địa long từ dưới mặt đất bay lên, dương nanh múa vuốt, lệ khí xông tận trời. Cố Bát thiếu gia lộ ra vẻ khí định thần nhàn, định liệu trước, cũng không ra tay. Cạc cạc, để ta đến giết hắn. Phía sau Cố Bát thiếu gia có một vị cường giả âm gian giới đi ra, mọc ra bốn cái cánh tay, toàn thân bị hắc bào bao phủ, vũ hóa chi khí trên người rất cuộn trào, một quyền oanh trên mặt đất đem địa long chấn vỡ, lực lượng ngang với tứ tổ, thậm chí còn mạnh hơn một tia. Vị cường giả này của âm gian giới thuộc về Bát Tý nhân tộc. Vốn chính là nhân loại của đệ bát trung ương vương triều, du vi rất cường đại, có thể chống lại tứ tổ. Bát Tý nhân tộc là một mạch tương đối cường đại trong nhân tộc, dĩ nhiên cũng không phải là mỗi người của tộc này đều có thể mọc ra 8 cánh tay, ngược lại tuyệt đại đa số mọi người chỉ có 2 cánh tay, người có thể tu luyện ra 4 cánh tay đã ít lại càng ít, có thể trở thành bá chủ một phương. Nếu như có người có thể tu luyện ra 8 cánh tay trong truyền thuyết là có thể trực tiếp trở thành chúa tể của đệ bát trung ương vương triều. Vị cường giả này của âm gian giới có thể tu luyện ra 4 cánh tay, nói rõ thực lực của hắn tương đối đáng sợ, đại biểu cho một loại địa vị. Cổ Trát Tây, vị lão nhân gia này nhưng là tứ tổ của Lưu Ly gia tộc, người cũng không nên khinh thị hắn. Cố Bát thiếu gia trước kia đều chỉ có thể nhìn lên tứ tổ, nhưng mà bây giờ lại lộ ra vẻ rất đạm nhiên. Ha ha, một cái tiểu bối thôi, không đủ gây sợ. Bốn tay của Cổ Trát Tây huy động, thiên địa run rẩy. Trên mỗi một cánh tay đều cầm một kiện linh khí chiến binh cường đại, đồng thời đánh qua, chấn động khổng lồ, mặt đất trong nháy mắt tan vỡ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ sinh ra tiếng vỡ tan, sau đó ầm ầm sụp đổ. Chút ít vũ hóa hiền giả kia của Diệp Hồng Cảnh liên tục xuất thủ phòng ngự, đem đệ tử thiên tài của một vực chính mình bảo vệ lấy, nếu không lấy tu vi của bọn họ sẽ bị cỗ khí tức này đánh chết. Tứ tổ cùng Cổ Trát Tây đều là nhân vật phi phàm, thuộc về cường giả trong vũ hóa cảnh. Không phải là những vũ hóa hiền giả bình thường kia có thể so sánh được. Cuối cùng tứ tổ bại lui trở về, yếu hơn một bậc, bộ ngực đang có máu chảy ra, bị một chảo của Cổ Trát Tây đánh thủng. Cạc cạc, tiểu tử đi chết đi. Bốn tay của Cổ Trát Tây xoay tròn, nhấc lên một trận cương phong, muốn hoàn toàn đánh chết tứ tổ. Tứ tổ mặc dù sống mấy ngàn tuổi nhưng mà so với lão ma đầu vạn năm Cổ Trát Tây chỉ có thể coi là tiểu bối. Nơi này chính là địa phương của Hồng Chú Nhân Tước Phủ, không phải là nơi các ngươi có thể càn rỡ. Một tiếng giống giận già nua vang lên. Nhất tổ của Lưu Ly gia tộc tế ra một cái thần oản, bên trong bắn ra tiên mang dày đặc, giống như là một vầng thất thải nguyệt lượng treo cao trên bầu trời, đem Cổ Trát Tây đánh cho thương tích, đem hắn đánh lui. Cổ Trát Tây cũng tràn đầy kinh dị, đối phương xuất thủ bất phàm, chỉ một kích đã đánh cho hắn bị thương. Lưu Ly gia tộc quả nhiên lợi hại. Trừ Hồng Chú Nhân Tước ra vẫn còn có một nhân vật đáng sợ như thế. Cổ Trát Tây bị thương cũng không nặng, tà quang trên người thiểm thước, vết thương liền biến mất không thấy gì nữa. Nhất tổ của Lưu Ly gia tộc chậm rãi tiêu sái đi ra, cũng không già nua, đại khái là bộ dáng 40 tuổi,
một đôi ánh mắt lấp lánh hữu thần, đứng ở trên một chỗ tuyết động, mặc khai khâm đại sam, giống như là một văn sĩ. Đây là đệ nhất nhân của lão tổ Đoàn Lưu Ly gia tộc, đã sống hơn 7.000 tuổi, nhưng mà như cũ lộ ra vẻ có chút trẻ tuổi, huyết khí tràn đầy, có thể thấy được tu vi của hắn đáng sợ cỡ nào. Đám người tứ tổ, lục tổ cũng có mấy ngàn tuổi nhưng mà lại đã rất già nua, bởi vậy có thể thấy được cao thấp. Lão tổ đoàn của Lưu Ly gia tộc tổng cộng có 18 người, mỗi 8.000 năm thay đổi một lần, cũng không đại biểu người mạnh nhất của Lưu Ly gia tộc, vẻn vẹn chỉ là đại biểu cho người mạnh nhất của Lưu Ly gia tộc trong 8.000 năm. Bất quá nhật vật có thể ở trong cổ tộc khổng lồ như Lưu Ly gia tộc đi ra, tự nhiên đều là hạng người có thiên tư tuyệt đỉnh, tu hành mấy ngàn năm đủ để cho vũ hóa hiền giả bình thường theo không kịp. Ra mặt nhất tổ, người của âm gian giới khinh người quá đáng, đại quận chúa. Đại quận chúa đã gặp bất trắc rồi. Thị nữ của Lưu Tô Hồng quỳ rạp xuống trước mặt của nhất tổ, khóc nức nở. Mặc dù nhìn thấy nhất tổ rất văn tính, nhưng mà trên người hắn lại có một cỗ lửa giận hừng hực, khẽ nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Hồng một cái, sau đó ánh mắt lãnh lệ quét tới người của âm gian giới, nói. Lưu lại 10 tôn vũ hóa hiền giả chôn cùng, những người khác phế bỏ tu vi, chọn đời làm nô, lấy thân chuộc tội. Ha ha, Lưu Xuyên Hư, ngươi xem Lưu Ly gia tộc các ngươi là cái gì, coi như là thần thiên tước phủ của đệ lục trung ương vương triều cũng không dám làm gì âm gian giới chúng ta. Cố Bát thiếu gia thân có vương giả chi khí, căn bản không đem nhất tổ để vào trong mắt, gọi thẳng danh húy của hắn. Tiểu bối, ngươi dám bất kính với nhất tổ, hôm nay ngươi không có khả năng còn mạng. Một vị vũ hóa hiền giả của Diệp Hồng Cảnh giết ra, muốn lấy tính mạng của Cố Bát thiếu gia. Tiểu bối này thật sự quá kiêu ngạo, lấy tính mạng hắn tính ta là một người nữa. Tà nhân của âm gian giới người người đều được giết. Tổng cộng có 3 vị vũ hóa hiền giả bay ra ngoài, chia ra đi tới 3 tòa đại vực, bình thường đều là bế quan tu luyện, gặp được đại sự đánh giá tước phủ mới mời bọn họ ra ngoài. 3 vị hiền giả xuất thủ đều bày ra cái thế thần thông, hiển lộ thực lực phi phàm. Cố Bát thiếu gia lộ ra vẻ rất khinh miệt, bát quái đạo ấn trong tay, âm dương nhị khí từ phía trên rơi xuống, đem 3 vị vũ hóa hiền giả đều bắn bay ra ngoài, riêng mình đều hộc máu, căn bản không ngăn được một kích của Cố Bát thiếu gia. Trời ạ, người này thế nhưng đạt đến cảnh giới như thế, chẳng lẽ đã dung hợp với luân chuyển vương rồi, trở thành một vị tân vương giả của âm gian giới. Cố Bát thiếu gia đã không phải là Cố Bát thiếu gia kia nữa, hôm nay hắn không chỉ là vô địch ở thế hệ trẻ, hiền giả của thế hệ trước cũng sẽ bị hắn tiện tay đánh chết. Một tôn vương giả muốn quật khởi rồi. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều rất sợ hãi, lực lượng của âm gian giới thật sự quá cường đại. Cho dù tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh rất nhiều cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Không phải sợ, có nhất tổ ở chỗ này, chút ít tà nhân kia của âm gian giới không lật nổi sóng gió gì. Một cái quỷ ảnh cự đại hoành không thổi qua, ngồi ở trên một chiếu cửu long cốt y, thu oi vệ hài cốt của giao long, bất quá có thể dùng hài cốt của 9 đầu giao long làm ghế ngồi, người này cũng không phải bá đạo bình thường. Người nọ từ trong hư không hoành ngang mà đến, xuất hiện ở trong trận doanh của âm gian giới. Rất nhiều tu sĩ của âm gian giới đều hướng về phía quỷ ảnh kia quỳ xuống. Bái kiến Nghiêu Hồng đại nhân. Nghiêu Hồn. Nghe được cái tên này mọi người liền kinh hồn táng đảm, đặc biệt là mấy vị lão tổ kia của Lưu Ly gia tộc, sắc mặt càng biến đổi lớn, như gặp phải quỷ thần. Nghiêu Hồn này chẳng lẽ chính là thất đệ tử của Chuyển Luân Vương? 3 vạn năm trước, Chuyển Luân Vương tổng cộng thu 8 vị đệ tử, từng người đều trở thành hung nhân một phương. Nhưng mà 5 tháng không buông tha một ai, 7 vị khác đều đã vẫn lạc, chỉ còn một vị thất đệ tử này còn sống. Một ít lão bối nói ra thân phận của người mới đến này. Chuyển Luân Vương chết ở 3 vạn năm trước, bị một vị Phật môn cao tăng chấn sát, nếu như hắn lưu lại đệ tử chí ít cũng phải sống 3 vạn năm rồi, tuổi thọ có thể đạt tới trình độ này tuyệt đối là tồn tại hung tàn chí cực. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều đang lui về phía sau, bị lai lịch của đối phương hù sợ. Nhiều hồn trong truyền thuyết ngay cả lão tăng của Thái Cổ Thánh Phật Miếu cũng dám giết, hung tàn chí cực, sẽ ăn thịt người. Nhất tổ nói, đệ tử của Chuyển Luân Vương, ngươi lại thật không chết. 9 cái long cốt hội tụ thành ghế, một đạo quỷ ảnh ngồi ở trên đó, đen kịt một đoàn, cho dù ánh sáng tới gần đều bị hấp thu. Nhiều hồn cười lạnh một tiếng. Ngươi bất quá chỉ là một tiểu bối cũng dám ở trước mặt bản tọa đứng thẳng, còn không quỳ xuống cho ta. Nghiêu Hồn tiện tay điểm ra một chỉ, đầy trời đều là lôi điện,
những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều ngã quỵ một mảng lớn, ngay cả một ít vũ hóa hiền giả cũng không chịu nổi cỗ lực lượng kia, hai chân cong xuống, muốn quỳ rạp xuống đất. Đây thật sự là quá dọa người rồi, muốn giết chết vũ hóa hiền giả cũng không tính là quá khó khăn, nhưng mà muốn đem vũ hóa hiền giả chân áp quỳ xuống đất, đó quả thực là khó như lên trời. Nếu như hồn tiền bối khí thế lăng nhân như vậy, cũng đừng trách vãn bối không khách khí. Hai tay của Nhất Tổ mở ra, hai đạo hỏa vân ở sau lưng hiện lên, ngạnh sinh sinh đem lôi điện chi lực mà Nghiêu Hồn đánh ra chặt đứt. Lưu Ly gia tộc cư nhiên xuất ra nhân vật như ngươi, có thể chặt đứt thiên hồn vân điên của bản tôn, tốt, bản tọa hôm nay liền lấy thần hồn của ngươi, đoạt đạo cơ của ngươi, phệ hồn cốt của ngươi để cho ta trở nên mạnh hơn. Cánh tay của Nghiêu Hồn vung lên, một phiến âm sát bay ra, chín đầu bạch sắc giao long cốt giống như chín tòa sơn lĩnh áp tới. Nhất Tổ lộ ra vẻ rất chấn định, trong tay áo bay ra một đoàn kim sắc hỏa quang, là một tòa bảo luân, bên trong bao phủ một đầu kim ô, nhiệt độ cao vô cùng, luyện hóa đại địa, thôn phệ thương khung, thiên địa vạn vật đều muốn bị dung luyện. Đây là thần khí chấn tộc kim ô bảo luân trong Lưu Ly gia tộc, đạt tới cấp bậc thập ngũ phẩm linh khí. Kim ô bảo luân thể hiện ra thần uy minh mông cuồn cuộn, mỗi một tia lực lượng hạ xuống là có thể đem một vị vũ hóa hiền giả xuyên thủng. Chín đầu bạch sắc giao long cốt đều bị đánh nát, hóa thành từng khối toái cốt rơi xuống đất. Kim ô bảo luân, đây là một kiện thần binh thời trung cổ, bản tọa muốn nó. Nghiêu Hồn cũng cực kỳ giận dữ, không chỉ muốn chấn sát Nhất Tổ, càng muốn thu lấy chấn tộc thần khí của Lưu Ly gia tộc. Tu vi của Nghiêu Hồn cùng Nhất Tổ đều rất kinh khủng, nếu như bọn họ toàn lực chém giết, vô luận là tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh hay là âm gian giới đều sẽ chết thảm trọng. Hai người bọn họ đột nhập hư không, chiến đấu trong một phiến hỗn độn kia. Tu sĩ của âm gian giới nghe lệnh, tất cả tu sĩ tại chỗ một tên cũng không để lại. Cố Bát Thiếu ra hạ xuống một cái mệnh lệnh như vậy. Âm gian giới có chuẩn bị mà đến, có rất nhiều tà nhân từng danh chấn một phương xuất hiện. Ác đạo nhân, ngươi không phải là đã sớm chết ở thiên ngân cảnh rồi sao, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thượng Quan Thương, ngươi không phải là bị đạo môn phế bỏ tu vi sao lại xuất hiện? Rất nhiều đại ác nhân tưởng chừng như đã chết xuất hiện ở chỗ này, bọn họ đầu nhập vào âm gian giới trở thành một thành viên của nơi này. Tu vi bản thân của bọn họ rất cường đại, bất kỳ một người nào đều có thể tạo thành đại kiếp sinh linh đổ thán, giờ phút này cùng nhau đi tới, đại sát tứ phương. Âm gian giới có chuẩn bị mà đến, làm ra rất nhiều chuẩn bị, tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh sợ rằng không ngăn được. Lục Tổ mở ra một đạo lỗ hổng để cho chúng ta đi trước. Lưu Tô Tử theo gió mà đến, trên da thịt tràn đầy mồ hôi, vết máu dính đầy tử y. Phong Phi Vân ôm thân thể mềm mại lạnh như băng của Lưu Tô Hồng, không nhúc nhích, lệ khí trên người đang không ngừng dâng lên. Lưu Tô Tử đi kéo cánh tay của Phong Phi Vân, không muốn nhìn thấy hắn đem tính mạng để lại chỗ này. Phong Phi Vân đem thi thể của Lưu Tô Hồng giao cho nàng, sau đó vỗ vỗ bả vai của nàng, thản nhiên nói. Ngươi đi trước đi, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Ngươi muốn làm gì, đối phương không phải là nhân vật tuổi trẻ tài cao, đều là những lão ma sống trên vạn năm, nhóm lão tổ cũng hết sức cấp bách rồi. Lông nghi của Lưu Tô Tử chớp chớp, con ngươi trong suốt, lần nữa khuyên bảo Phong Phi Vân, không muốn nhìn thấy hắn đi chịu chết. Ha ha, Phong Phi Vân, ngươi chỉ là một tên bán yêu đe tiện mà thôi, cho dù là bám vào Lưu Tô Hồng liền có thể tăng lên địa vị của mình. Hiện tại nàng chết rồi, Lưu Ly gia tộc cũng sắp bị âm gian giới ta tiêu diệt, người hiện tại chính là một con chó nhà có tang. Cố Bát Thiếu ra sải bước đi tới, hắc sắc phi phong sau lưng bay múa, khinh thường nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, hôm nay lấy tính mạng của ngươi, ngày sau ta muốn làm cho cả âm gian giới đều chìm xuống lòng đất. Cố Bát Thiếu ra hết sức tức giận, cùng Phong Phi Vân đối mắt tranh phong, hắn đã bước vào vũ hóa cảnh. Là vương giả âm gian giới, không sợ hãi một tên bán yêu. Đại chiến hết sức căng thẳng, muốn giết đến hôn thiên ám địa. Một tên bán yêu lại có khẩu khí lớn như vậy, chuyển luân vương ra, ta đi đánh phế hắn. Một tên vũ hóa hiền giả của âm gian giới bay ra, hắc bào trên người rơi xuống, hóa thành một phiến hắc sắc vân thiên, thu nạp thiên địa. Đây là một tấm da người, thuộc về một vị bá chủ cái thế, bây giờ lại bị tế luyện thành linh khí. Uy lực không thể coi thường. Cánh tay của Phong Phi Vân rung lên, một đạo kim sắc quang hoa từ trên cánh tay bay ra. Phốc, thân thể của vị vũ hóa hiền giả kia bị cắt thành hai khúc,
máu chảy trên mặt đất thành vũng, đỏ ngầu chói mắt. Trong lúc giơ tay nhấc chân chạm vũ hóa, đem không ít tu sĩ của âm gian giới đều làm cho khiếp sợ. Phong Phi Vân nhặt lấy nhân bì linh khí ở trên mặt đất, đem nhân bì triển khai, hóa thành một phiến hắc sắc thiên không, đem hơn 10 vị cường giả của âm gian giới thu vào bên trong. Oanh long long. Khi nhân bì linh khí lần nữa triển khai, từ bên trong liền đổ ra mấy chục cỗ bạch cốt. Hơn 10 vị cường giả cứ như vậy bỏ mình. Sắc mặt của Cố Bát thiếu gia càng lạnh lại. Lúc trước ngược lại là xem nhẹ ngươi, không nghĩ đến ngươi lấy thân thể bán yêu cũng có thể tu luyện tới một bước này. Phong Phi Vân nói, ta cũng xem nhẹ ngươi, không nghĩ đến lấy thể chất của ngươi lại có thể tiếp nhận được tà lực cường đại như vậy của Chuyển Luân Vương, sớm biết như thế nên đem ngươi hoàn toàn mạt sát. Đáng tiếc là ngươi hiểu ra đã quá muộn, hôm nay ngươi nhất định chôn xương ở chỗ này. Cố Bát thiếu gia nói, cũng không coi là muộn. Phong Phi Vân ra vẻ tự tin cường đại, hai tay chắp sau lưng, từng bước hướng Cố Bát thiếu gia đi tới. Mỗi một bước đi ra thì khí thế trên người sẽ mạnh hơn một phần. Một vị tu sĩ đạt tới cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong xuất thủ với Phong Phi Vân, nhưng mà lại bị hắn tiện tay bỏ vào trong nhân bì linh khí, dùng tam vị chân hỏa luyện hóa thành một đống toái cốt, trực tiếp ném ra ngoài. Muốn giao thủ với Chuyển Luân Vương gia, người còn chưa đủ tư cách. Một tôn tà nhân cầm lấy ô kim chiến qua, quét quang mà đến. Đây là một vị ác nhân hết sức nổi danh ở đệ lục Trung ương Vương Triều, tu hành hơn 5.000 năm, từng tu hành ở trong một tòa nhân tổ động thiên phúc địa, sau đó bị trục xuất động thiên, chính là cường của dưới trướng Nhiêu Hồn Tà Tôn. Mặc dù so sánh với những lão ma vạn năm kia thì hắn còn kém một phần, nhưng mà cũng đã tương đối mạnh. Phong Phi Vân tế ra nhân bì linh khí, đem hắn thu vào trong nhân bì, nhưng mà lại bị tôn tà nhân này đục thủng, từ bên trong giết ra, chiến thương chém ngược mà đến. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Phong Phi Vân thật sự nổi giận, trên người xông ra vạn đạo Phật quang, vô số kim mang bạo xạ, đem ánh mắt của rất nhiều tu sĩ âm gian giới chọc mù. Bàn tay của hắn mở ra, lòng bàn tay hiện ra sơn hà đại địa, kim sắc vân vụ, phạm âm giải rác. Trưởng ấn hạ xuống, trực tiếp đem vị tà nhân này bắn bay ra ngoài, thân thể bị phách đến máu tươi lâm ly. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi truy sát mà tới. Lần nữa oanh kích ra một đạo Phật ấn, đem thân thể của vị tà nhân này bắn xuống dưới lòng đất, mặt đất bị oanh ra một cái rãnh to đường kính 10 thước, vô số tiếng nứt vỡ hướng ra bên ngoài lan tràn. Mí mâu của Lưu Tô Tử gợn sóng, kinh ngạc không nói nên lời, tên bán yêu chết tiệt này làm sao trở nên càng mạnh rồi, đây chính là một tôn lão tà ma, đã bước vào vũ hóa đệ nhị trọng, thế nhưng như cũng bị hắn đè mà đánh. Oanh! Vị tà nhân kia từ dưới đất xiết ra. Trên chiến thương lao ra tia máu, lửa giận ngút trời, chính mình ở âm gian giới cũng là bá chủ, cư nhiên bị một tên bán yêu chấn xuống dưới lòng đất, điều này làm cho hắn còn có thể diện gì. Nộ thần thứ. Huyết khí trên chiến thương nở rộ, ma âm không dứt, một đạo khí tức sắc bén bộc phát ra, đem đại địa chung quanh hóa thành nham tương. Chiến thương giống như tia chớp, cách không đánh đến, xuyên thấu tận trời. Phong Phi Vân đem tam vị chân hỏa lô triệu hồi ra. Hỏa lô huyền phù ở trên đỉnh đầu hắn, hà quang vạn đạo, nóng cháy vô cùng. Đây là thần vật mà Thái Cổ Thần Phượng tế luyện, có thể đem thiên địa linh khí chuyển thành tam vị chân hỏa, có thể tế luyện thánh linh khí mãnh. A, à, tôn tà nhân kia bị Phong Phi Vân thu vào trong lô, tiến hành luyện hóa. Bính bính, một tôn tà nhân này đang ở trong tam vị chân hỏa lô kêu rên, thanh âm rất thê lương, cánh tay lại đánh vào lô phát ra tiếng động chấn thiên. Thả hắn ra, lưu ngươi toàn thây. Cố Bát thiếu gia đem bát quái đạo ấn tế ra ở trong tay, vô số đạo kình lực quấn quay cánh tay của hắn, hóa thành một cái ma thủ. Được rồi, vậy thì cho ngươi. Phong Phi Vân mở ra tam vị chân hỏa lô, bên trong lao ra hỏa diễm đầy trời, trong nháy mắt đem đại địa biến thành nham tương, đem thương khung biến thành biển lửa, hư không vặn vẹo, ở trong thời gian cực ngắn có gần trăm vị tu sĩ của âm gian giới bị tam vị chân hỏa đốt chết cháy. Hóa thành kiếp hôi. Tôn tà nhân vũ hóa đệ nhị trọng kia đã bị tam vị chân hỏa lô luyện chết, ngay cả xương cũng không lưu lại. Là tam vị chân hỏa, mau lui lại. Cố Bát thiếu gia tế ra bát quái đạo ấn ngăn chặn ở trước người, hắc bạch hai loại quang mang bao phủ thân thể của hắn, ngăn cản hỏa diễm phần thiên phệ địa kia. Phong Phi Vân cầm tam vị chân hỏa lô trong tay, chung quanh thân thể có 8 đầu hư ảnh phượng hoàng hiện ra, đều cao vài chục thước, do hỏa diễm hội tụ mà thành.
Tam vị chân hỏa lô nhoáng lên một cái liền có thể đem mấy vị vũ hóa hiền giả bắn bay ra nguyếp, căn bản không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng kinh khủng kia, rất nhiều người bị tam vị chân hỏa dính vào liền lập tức liền giấy lên, phát ra tiếng kêu thê thảm. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều đã trợn mắt há hốc mồm, bị sự hung hãn của Phong Phi Vân hù sợ, cảm thấy hắn mới thật sự là lão ma vạn năm. Hắn thật không có đột phá vũ hóa cảnh. Dù Tử Lăng thân thể tinh tế, ngọc thẻ mềm mại, trên người có tiên hà liễu nhiễu, trong lòng rung động khó có thể nói rõ, nàng tự hỏi ở trong thế hệ trẻ đã rất khó gặp được địch thủ, nhưng mà so sánh với Phong Phi Vân thì tựa hồ cách biệt quá xa. Người này đến cùng chiếm được cái kỳ ngộ gì, lại có thể lấy thân thể bán yêu đại sát tứ phương, ngay cả vũ hóa hiền giả cũng không đỡ nổi. Mấy vị lão tổ kia của Lưu Ly gia tộc đều rất kinh dị, bọn họ biết rõ Phong Phi Vân mới tu luyện mấy chục năm mà thôi, nhưng mà lại có thể tùy ý đánh chết lão quái tu luyện mấy ngàn năm, quả thực có chút thái quá. Phong Phi Vân hôm nay đúng là động sát tâm, ma khí trong lòng dâng trào, muốn đại sát tứ phương, giải đi muộn khí trong lòng. Hắn đối với người bên cạnh một mực đều rất xem trọng, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ các nàng, nhưng mà Lưu Tô Hồng chết ở trước mặt của hắn, điều này làm cho hắn nghĩ tới cảnh tượng lúc Nam Cung Hồng Nhan chết. Đều là trơ mắt nhìn các nàng bỏ mình, liền chết ở trước mắt, loại đau đớn này khó có thể nói rõ, chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được. Đây là muốn luyện tâm của hắn a. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Phong Phi Vân đem Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, Vạn Thú Chiến Vực, Kim Tàm Phật Vực đều mở ra, bao trùm một khu vực này, đem tất cả mọi người bao phủ vào bên trong. Oanh! Oanh! Hắn triển khai luân hồi tật tốc, liên tiếp đuổi giết 12 vị vũ hóa hiền giả, đều là cường giả của âm gian giới, bình thời được vạn người kính ngưỡng, nhưng mà ở trước mặt Phong Phi Vân lại là heo chó chờ đợi giết thịt. Liên tiếp vẫn lạc 12 vị vũ hóa hiền giả, tựa như trời đổ mưa, mỗi một tôn vẫn lạc đều khiến cho đại địa biến thành tà địa, hỏa diễm không cách nào dập tắt. Phong Phi Vân đi xuyên qua thi hỏa, tóc dài xóa tung, ánh mắt bế nghế, trong tay mang theo chiến mâu do thiên tủy binh mật biến thành, đem một vị ác đạo nhân của âm gian giới đâm xuyên, đóng đinh ở trên mặt đất. Quả thực quá mãnh liệt, quả thực chính là một tôn huyết thủ tu la, tối nay đánh xong một trận này sợ rằng không còn ai dám xem thường bán yêu. Xem ra Phong Phi Vân đối với đại quận chúa là yêu thật lòng a, nếu không cũng sẽ không tức giận giống như hiện tại, ta cảm giác hắn phảng phất đều muốn hóa thân làm một vị ma thần rồi. Đây là đau đến cực hạn, những người như các ngươi chưa từng trải qua căn bản là không hiểu. Trước kia đều nói đại quận chúa lựa chọn một tên bán yêu làm vị hôn phu là mắt bị mù, nhưng mà ta cảm thấy đại quận chúa mới là nữ tử thông minh nhất, Phong Phi Vân này thật sự rất có mị lực, đây mới là nam nhân thực sự có thể phó thác chung thân. Rất nhiều thiên chi kiêu nữ đều rất cảm động, chẳng những không ghét lệ khí quá nặng, hai tay tràn đầy máu tươi trên người Phong Phi Vân, ngược lại bị một cỗ khí tức bá đạo trước nay chưa từng có trên người hắn hấp dẫn. Một đám phế vật, một tên bán yêu mà thôi, lại có thể giết nhiều cường giả của âm gian giới ta như vậy. Cổ Trác Tây từ trên trời hạ xuống, trong tay mang theo một cỗ thi thể ném ở trên mặt đất. Đó là thập nhất tổ của Lưu Ly gia tộc, đã bị hắn chém giết. Cổ Trác Tây chính là một tôn lão ma đầu vạn năm, thân mọc bốn tay, trên người mặc áo giáp, nói. Thập nhất tổ của Lưu Ly gia tộc đã bị ta đánh chết, một vị lão tổ cũng chỉ bất quá là như vậy. Cái gì, thập nhất tổ lại bị hắn giết chết? Đây là phải làm sao bây giờ, âm gian giới rất kinh khủng, sẽ ăn thịt người, nếu như là thiên chi kiêu nữ xinh đẹp bị bọn họ bắt được, kết quả lại càng bi thảm. Rất nhiều đệ tử của Lưu Ly gia tộc đều bị dọa đến chân mềm nhũn, đây chính là lão tổ, ở trong mắt bọn họ chính là tồn tại vô địch, nhưng mà bây giờ lại chết ở trước mặt, tựa như một tòa núi cao bị sụp đổ. Ngay cả sơn nhạc cũng sụp đổ, người phương nào còn có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Ngay sau đó lại có hai vị lão tổ chết trận, chết ở trong tay hai vị lão ma vạn năm khác nhau, huyết nhục đều bị ăn mất, chỉ còn lại hai cỗ bạch cốt. Những lão bối cường giả đến từ các đại vực cũng vẫn lạc rất nhiều, thi thể xếp thành một tòa núi nhỏ, máu tươi tụ tập thành dòng suối nhỏ. Cố Bát Thiếu gia cười nói. Các ngươi cũng không cần kinh hoàng, chỉ cần thành tâm đầu nhập âm gian giới, ta nhưng có thể bảo đảm cho các ngươi tuyệt đối không chết. Ở thời khắc này rất nhiều người đều động tâm, đặc biệt là những tài tuấn trẻ tuổi không có quá nhiều kinh nghiệm kia, đều bị thủ đoạn của âm gian giới hù sợ, cảm thấy chỉ có gia nhập âm gian giới mới có đường sống. Lưu Tô Tử lạnh giọng mà nói.
Các ngươi đừng nghe hắn đầu độc, coi như các ngươi gia nhập âm gian giới cũng chỉ có thể sống như đầy tớ. Chung quy so sánh với chết còn tốt hơn. Có người thấp giọng nói. Chết đi thì cái gì cũng không còn nữa, sống thì ít nhất còn có hy vọng. Lại có người đang do dự. Nụ cười trên mặt của Cố Bát thiếu gia càng tươi hơn, cười nói. Thất quận chúa, nếu ngươi gia nhập âm gian giới, ta nhất định để ngươi làm vương phi của ta, vì đại quận chúa đền bù sai lầm. Oanh! Một đạo ôn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đem đại địa oanh thành một cái rãnh to, một tôn tà thần ba đầu sáu tay đứng ở trong đó, cao chừng năm thước, cả người đều là tà khí băng hàn, so sánh với tà khí trên người của một số lão ma kia càng mạnh hơn. Ba đầu của nó phân biệt là ác tăng, long, phượng, đều trợn mắt dữ tợn, giống như là hung linh từ địa ngục phủ xuống, để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh dị, không ngừng lui về phía sau. Địa ngục diêm la ngang trời xuất thế, trên người tà khí lẫm liệt, miệng phun ô quang, trên người có từng điểm hỏa tinh đang chớp động, khí tức hết sức khiếp người. Một cỗ tà khí kia làm cho người ta toát ra hàn khí. Đây là thứ gì? Vô luận là tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh hay là tà nhân của âm gian giới đều rất kinh ngạc, chưa từng thấy đồ vật có tà khí nặng như vậy, giống như là một tôn tà thân từ trên trời rơi xuống. Đây là hung nhân đến từ nơi nào, làm sao mà tà khí so với tu sĩ của âm gian giới chúng ta còn nặng hơn? Không giống như là người. Cố Bát thiếu gia triển khai thiên nhãn, con người hóa thành huyết sắc, nói. Đây là một con khôi lỗi, không đủ gây sợ. Chuyển Luân Vương ngồi xếp bằng ở trong thân thể của Cố Bát thiếu gia, mở mắt ra, bắn ra hỗn độn quang hoa, nói. Đừng xem thường nó, trên người nó có khí tức của Diêm Vương. Diêm Vương cùng Chuyển Luân Vương đều từng là vương giả của âm gian giới, biết rõ lẫn nhau. Ánh mắt của Cố Bát thiếu gia híp lại, bát quái đạo ấn trong tay toát ra hắc bạch nhị khí, lấy một loại quy tắc đặc thù mà xoay tròn. Cổ Trát Tây cười vang, nói. Nguyên lai chỉ là một con khôi lỗi, để ta đi đánh tan nó. Hắn là một vị lão ma đã tu luyện vạn năm, tu vi sâu không lường được, có tự tin rất lớn, chiến ý trên người đằng đằng, áo giáp trên cánh tay toát ra hắc quang, một quyền oanh ra ngoài. Ngao! Địa ngục diêm la giống như là một tôn nộ Phật, tà khí trên người càng thêm bưu hãn, nhảy lên đánh một quyền đem Cổ Trát Tây đánh bay ra ngoài. Cổ Trát Tây lão đảo thối lui, tà khí trên người thiếu chút nữa bị đánh tan. Một tôn lão ma vạn năm thế nhưng không địch lại một tôn khôi lỗi. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Cổ Trát Tây nhưng là nhân vật có thể giết chết thập nhất tổ, là lão ma bá tuyệt một phương, nhưng mà lại bị một tôn khôi lỗi đánh lui, đây quả thực là không thể tin nổi. Tuyệt đối là một vị khôi lỗi đại tông sư mới có thể khống chế khôi lỗi chiến tướng đáng sợ như thế, có thể ngồi ngang hàng cùng tước phủ lão tổ. Hồng chú nhân tước phủ chúng ta cư nhiên có một vị khôi lỗi đại tông sư cường đại như thế. Lưu Tô Tử như có điều suy nghĩ, hướng nam tử ở trong biển lửa cách đó không xa nhìn lại, cả người sát khí từ trong biển lửa đi ra. Trên chiến mâu trong tay hắn còn treo một cỗ thi thể huyết nhục đầm đìa, song mục đỏ bừng, sát ý lạnh lùng, cánh tay rung lên, thi thể trên chiến mâu chia năm xẻ bảy. Địa ngục diêm la, một tên cũng không để lại. Địa ngục diêm la nghe được mệnh lệnh của Phong Phi Vân, gào to một tiếng, giết vào trong trận doanh của âm gian giới, sáu cánh tay giống như là máy xay gió chuyển động đem hơn 10 vị vũ hóa hiền giả đánh chết, nó há mồm khẽ hấp một cái, đem hài cốt của hơn 10 vị vũ hóa hiền giả này đều hút vào trong cơ thể, trực tiếp cắn nuốt. Ngay cả chút hít cường giả kia của âm gian giới đều bị hù sợ, một tôn khôi lỗi này cũng quá tà dị rồi, lại dễ dàng chấn sát hơn 10 vị vũ hóa hiền giả, còn đem bọn họ ăn mất. Còn có thiên lý hay không? Đã sớm nghe nói Phong Phi Vân là một vị khôi lỗi sư, thành tựu cực cao, không nghĩ tới lại có thể tế luyện ra khôi lỗi đáng sợ như vậy, quả thực quá khó lường. Ta liền nói đại quận chúa làm sao lại gả cho một tên bán yêu, nguyên lai bán yêu này không thể so sánh như bình thường, thành tựu về khôi lỗi thuật cao như thế, giá trị tự nhiên mà nói đủ để sánh ngang với lão tổ của một tòa tước phủ rồi. Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy. Tiềm lực còn chưa hoàn toàn khai thác hết, thành tựu tương lai ở trên khôi lỗi thuật khó có thể lường được. Địa ngục diêm la giống như là một cái cối xay thịt, lệ khí rất nặng, một ngụm hạ xuống, một vị lão nhân đã bị nó gặm mất nửa người dưới bị nó tát một cái nát bét. Oanh! Phong Phi Vân đem tôn khôi lỗi thứ hai tế ra, đây là hải thần vệ mà lúc ở Cửu Uyên Tiên Thành thu phục được,
chiến lực ở mức vũ hóa đệ nhị trọng đỉnh phong, thi khí trên người cường thịnh, có nhất nguyên tinh hồn, đang không ngừng cắn nuốt những tu sĩ kia của âm gian giới, tiêu hóa huyết nhục của bọn hắn, cường đại tự thân. Tát đậu thành binh, bổ thiên thạch nhân. Phong Phi Vân vung cánh tay lên, mấy ngàn tôn tác nhân do bổ thiên thạch tế luyện bay ra ngoài, những thứ này đều là từ trong di chỉ của Cửu Nguyên Tiên Thành lấy được, là khôi lỗi thuộc về khôi lỗi đại sự Niếp Hải tế luyện ra, thân thể cứng rắn vô cùng, ẩn chứa đạo vận, truyền thừa một loại ý niệm của khôi lỗi sư. Hải thần vệ dẫn theo mấy ngàn tôn khôi lỗi thạch nhân đem hơn 10 vị hắc bào nhân đánh cho băng ly ích, hóa thành một mảnh huyết vũ. Bọn họ tựa như thần binh thiên hàng, đại sát tứ phương, đem chút ít lão bối tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh làm cho kinh động, lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của một vị khôi lỗi sư cường đại, quả thực có năng lực tiêu diệt một thế gia trung cổ. Những tu sĩ kia của âm gian giới đều bị giết đến có chút choáng váng, chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ bị một khôi lỗi sư đánh cho thảm như vậy. Âm gian giới vô luận tới chỗ nào đều sẽ khiến cho người ta sợ hãi, nhưng mà hiện tại có một vị khôi lỗi sư so với bọn họ lại càng đáng sợ hơn, đem bọn họ giết đến người ngã ngựa đổ, đây quả thực là để cho bọn họ không thể tiếp nhận. Một đống đá tảng mà thôi, có cái gì đáng sợ? Cổ Trát Tây thân thể khôi ngô, tiến vào trong thạch nhân khôi lỗi, đem một tôn thạch nhân khôi lỗi oanh vào trong lòng đất. Ngao! Địa ngục Diêm La ba đầu sáu tay lần nữa đánh với cổ Trát Tây. Lực lượng chạm vào nhau, đại địa dưới chân bọn họ lập tức băng liệt ra, từ chiều rộng một thước biến thành hai thước, ba thước. Cổ Trát Tây chính là lão ma tu luyện trên vạn năm, tu vi cực kỳ tinh thâm, ngay cả thập nhất tổ của Lưu Ly gia tộc cũng bị hắn áp chết, thể hiện ra chiến uy vô cùng. Địa ngục Diêm La chính là do địa ngục vụ ngưng tụ mà thành, trong thân thể có đầu cùng trái tim của Diêm Vương, lại ăn không ít thánh linh phượng hoàng huyết tinh, uống thiên mộc thánh tuyền. Có thể nói là thể chất đỉnh cấp trong khôi lỗi, lực lớn vô cùng, có thể tay không đánh nát một góc đại địa. Liền ở trên lực lượng mà nói, địa ngục Diêm La thậm chí vượt qua Phong Phi Vân hiện tại. Oanh! Cổ Trát Tây bị đánh đến liên tiếp bại lui, xương trên cánh tay đều muốn gãy lìa, huyết nhục đang không ngừng phá mở, hộc máu từng ngụm. Ngao! Địa ngục Diêm La càng đánh càng mạnh, lực lượng của Thánh Linh Phượng Hoàng huyết dịch trong thân thể bị kích phát ra. Trong thân thể truyền đến một tia thánh linh khí nhàn nhạt, ở trên khí thế đem lão ma vạn năm cổ Trát Tây áp xuống dưới. Cả người nó đều là hỏa diễm, trong đầu phượng phun ra phượng hoàng nhiệt hỏa, có khí thế thiên hỏa liêu nguyên. Sắc mặt của cổ Trát Tây đại biến, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà những tu sĩ âm gian giới kia lại không có vận khí tốt như vậy, bị phượng hoàng nhiệt hỏa đốt chết một mảng lớn, hóa thành phấn vụn. Lực lượng thật là khủng khiếp. Cổ Trát Tây ổn định cước bộ, điều động linh khí trên người, khôi phục thương thế. Không cần phải để ý đến những khôi lỗi này, chém giết Phong Phi Vân, chỉ cần hắn chết đi, những khôi lỗi này đều phải hóa thành vật chết. Sắc mặt của Cố Bát Thiếu gia hết sức khó nhìn, lần này đi đến đổ diệt tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh, vốn cũng đã làm tốt sách lược vẹn toàn, nhưng mà kết quả so với dự trù lại cách quá xa, có hơn 100 vị vũ hóa hiền giả bỏ mình tại chỗ, tổn thất thật sự quá lớn. Đây là lời nói từ trong miệng Cố Bát Thiếu gia nói ra, nhưng mà lại đại biểu cho ý chí của Chuyển Luân Vương. Thình thịch, một lão ma đầu vạn năm đi ra từ trong hư không, một đầu tóc đỏ, hai mắt như chuông đồng, giống như là một hỏa đầu đà, hai chân trần trụi, một cước hướng Phong Phi Vân đạp xuống, bàn chân đã biến dài 10 trượng. Lão ma đầu vạn năm đồ thương tử. Lão ma đầu này từng liên tiếp đồ sát 17 cổ tộc, có hơn ức sinh mệnh chết ở trong tay của lão. Từng chấn động tứ phương, sau đó bị một vị thế ngoại cao nhân đánh chết. Trên thực tế hắn cũng không bị chết thật, được người của âm gian giới cứu, trở thành một thành viên của âm gian giới. Lúc này Phong Phi Vân đã trở thành hy vọng cứu mạng của những tu sĩ Diệp Hồng Cảnh, tự nhiên không hy vọng tính mạng của hắn bị uy hiếp, có hai vị vũ hóa hiền giả cường đại xuất thủ, đồng thời vận dụng chấn vực bảo binh, hướng đồ thương tử oanh tới. Hắc hắc! Chỉ bằng hai tiểu lão nhi các ngươi cũng muốn giao thủ với bổn tọa, lúc bổn tọa tung hoành thiên hạ, các ngươi còn chưa ra đời. Đồ thương tử cười lạnh một tiếng, bàn chân không có chút dừng lại mà hạ xuống. Oanh long long, chân của hắn tựa như là kim thiết đúc luyện mà thành, hết sức kinh khủng, đem hai kiện chấn vực bảo binh đều đạp xuống dưới đất, về phần hai vị vũ hóa hiền giả này tự nhiên là bị một cước của hắn đạp thành bùn máu. Đây vẻn vẹn chỉ là lực lượng một cước của hắn. Cho dù ngăn cản trước mặt hắn là một tòa núi lớn, sợ rằng cũng sẽ bị một cước của hắn đạp thành vực sâu.
Trong đôi mắt của Phong Phi Vân toát ra hỏa diễm, ánh mắt trừng về phía Đồ Thương Tử, ánh mắt đặc biệt sắc bén, giống như một thanh đao. Đồ Thương Tử vội vàng lùi về phía sau ba bước, bộ ngực đau đớn muốn nứt ra, cảm giác tuổi thọ của mình mất mấy trăm năm. Ánh mắt của tiểu tử này có cổ quái, vẻn vẹn chỉ là trợn mắt nhìn một cái thế nhưng để cho ta mất đi hơn 200 năm dương thọ, đây là lực lượng gì? Mọi người ồ lên, một ánh mắt của Phong Phi Vân thế nhưng đem một vị lão ma xương hùng vạn năm khiến cho sợ đến lui về phía sau, chuyện này nếu truyền đi sợ rằng cả đệ lục trung ương vương triều đều phải oanh động. Cho dù ta đem chuyện này nói ra ngoài, sợ rằng cũng không có ai tin tưởng, sẽ cảm thấy là ta đang khoác lác. Dù Tử Lâm cũng cảm thấy Phong Phi Vân thật sự quá trâu rồi, một cái ánh mắt dọa lui lão ma vạn năm, đây chính là lão tổ của vô thọ tinh cung bọn cũng không trâu bò như vậy. Đồ Thương Tử, ngươi làm sao vậy, nếu như ngươi khiếp đảm liền đổi cho lão tử đến lấy tính mạng của hắn. Một vị vạn cổ lão ma khác giễu cợt nói. Không cần, một cái bán yêu trẻ tuổi thôi, ta đem hắn bắt lại là được. Đồ Thương Tử biết Phong Phi Vân có cổ quái, trở nên cẩn thận, chung quanh thân thể khởi động một tòa kim sắc vực thổ, vô số hư ảnh của Phật tháp quanh xung quanh thân thể của lão, phát ra từng luồng quang mang đen tối. Thần Tiêu Vô Cực, Toái Địa Nhất Cước. Thân thể của Đồ Thương Tử huyền phù ở giữa không trung, một cước đạp xuống, trên bàn chân hiện ra ấn ký từng phiến địa mạch hẹp dài, tổng cộng có 9 phiến. Đây cũng không phải là địa mạch giả. Đồ Thương Tử hành tẩu nghìn vạn dặm cùng Sơn Ác Thủy, tìm được 9 cái đồng nguyên địa mạch cường đại, đem 9 cái địa mạch này luyện vào trong bàn chân phải, một cước đạp xuống giống như là 9 tòa sơn mạch cự đại áp tới. Trong thân thể của Phong Phi Vân lao ra một vạn đầu dị thú chiến hồn. Mỗi một đầu đều giống như thái cổ cự thú, hướng thiên gầm thét, đem cước trưởng cự đại của Đồ Thương Tử ngăn lại. Phốc, ông tay áo của Phong Phi Vân vung lên, thiên tủy binh mật hóa thành một thanh trường mâu xuyên thấu bàn chân của Đồ Thương Tử bay ra ngoài, đâm thẳng vào mặt của hắn. Bàn chân của Đồ Thương Tử bị đâm xuyên, thần thông bị phá, chân lập tức biến thành nguyên hình, vội vàng lui lại, không dám đụng vào thiên tủy binh mật. Tam vị chân hỏa lô, thu cho ta. Phong Phi Vân lần nữa đánh ra tam vị chân hỏa lô, thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực, từ trên màn trời đảo áp sống, đem Đồ Thương Tử thu vào bên trong lô. Ta là vạn cổ chi ma, không có bất kỳ vật nào có thể vây khốn được ta. Đồ Thương Tử ở trong tam vị chân hỏa lô gầm thét, lấy sức lực oanh kích phách lô, muốn đánh nát hỏa lô, từ bên trong chạy ra. Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết một vị lão ma vạn năm không phải dễ dàng trấn áp như vậy. Cho nên thi triển ra càn khôn trưởng ấn thiên địa trấn áp tam vị chân hỏa lô, trầm giọng nói. Ngươi trốn không thoát rồi, ta muốn đem ngươi tế luyện thành một viên vũ hóa huyết đan, lấy máu tươi của ngươi đến giúp tu vi của ta đột phi mãnh tiến. Oanh! Tam vị chân hỏa lô đang mãnh liệt trùng kích, bên trong giống như là có một đầu man thú đang ngủ, ngay cả càn khôn trưởng ấn thiên địa cũng rất khó trấn áp. Đồ Thương Tử chính là lão ma vạn năm, tu vi tinh thâm, thần thông pha tạp. Có rất nhiều thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, tam vị chân hỏa lô cũng rất khó ở trong nhất thời nửa khắc đem lão luyện chết. Dĩ nhiên cũng không phải là nói tam vị chân hỏa lô không đủ cường đại, nguyên nhân xét đến cùng vẫn là tu vi của Phong Phi Vân còn chưa đạt tới trình độ điều động thiên địa tinh hỏa, nếu đổi lại là yêu hậu của Phượng Hoàng yêu tộc tế ra tam vị chân hỏa lô tuyệt đối có thể đem bán thánh đều luyện chết. Thình thịch, tam vị chân hỏa lô chấn động, một cỗ lực lượng cuộn trào truyền ra. Đem mặt đất chấn đến chia năm xẻ bảy, toàn bộ kiếm trong chú thiên phủ đều bị biến thành phấn vụn. Nếu không phải là có 4 vị cường giả của âm gian giới lấy chấn hồn kỳ chấn thủ tứ phương, định trụ đại địa, như vậy lực phá hoại tạo thành sẽ lớn hơn nữa. Còn muốn chạy trốn ra, làm sao dễ dàng như vậy, đại diễn thuật, tinh thần diễn quang. Phong Phi Vân lấy tay chỉ thiên, vạn thiên đạo tắc vận hành trên người, đầu ngón tay có một đạo quang hoa nghịch hướng bay lên. Đâm phá thương khung, thẳng tới Vân Hà Tinh Hải. Trên thương khung, 49 viên đại diễn tinh thần bắt đầu cấp tốc vận chuyển, giáng xuống 49 đạo tinh thần quang hoa, oanh kích ở trên tam vị chân hỏa lô, đem bảo lô này của Phượng Hoàng yêu tộc hoàn toàn định trụ. Tinh quang rơi vào trong lô, thúc dục khiến cho tam vị chân hỏa thiêu đốt càng thêm tràn ngập, cuối cùng đem lão ma vạn năm Đồ Thương Tử luyện hóa. Lạc lạc, tam vị chân hỏa lô mở ra. Bên trong bay ra một viên huyết đan chói lọi, lớn chừng trứng chim bồ câu, giống như một viên huyết hồng bảo thạch, trong suốt lóng lánh, có vô số thiên đạo văn lộ quấn quanh ở trên đó. Đồ Thương Tử đã bị luyện hóa xong, biến thành một viên vũ hóa huyết đan.
Phong Phi Vân nắm vũ hóa huyết đan, sau đó cất vào. Năng lượng ẩn chứa trong viên đan dược này thật sự là quá khổng lồ, hắn tính toán ở thời điểm trùng kích Niết Bàn đệ cửu trọng thì lại phục dụng, gia tăng huyết khí trong thân thể. Hàn phong đang thổi, trên trời bay xuống tuyết đen. Bông tuyết ở trong thiên địa bay múa, sắc bén giống như một thanh phi đao. Một vị lão ma vạn năm cứ như vậy bị trấn áp, biến thành một viên huyết đan, quả thực làm cho người ta không thể tin hết thảy đây đều là sự thật, nhưng mà vũ hóa huyết đan trong tay Phong Phi Vân lại đỏ thắm như vậy. Một bán yêu lại có thể đạt tới trình độ bực này, từ cổ đến nay sợ rằng cũng không có mấy người. Phong Phi Vân, sẽ không đột phá vũ hóa cảnh rồi đi. Lại có người phát ra nghi vấn như vậy. Nếu như không đột phá vũ hóa cảnh thì làm sao có thể trấn áp được lão ma vạn năm? Lão ma vạn năm a. Còn chưa, trên người hắn không có vũ hóa chi khí. Một vị lão tổ bị trọng thương của Lưu Ly gia tộc nói. Lưu Ly gia tộc tổng cộng có 7 vị lão tổ đi đến Thánh Đình, tối nay đã chết mất 3 vị, vị lão tổ này chính là Lục Tổ, đã bị trọng thương, được một đám lão giả thủ hộ ở chính giữa. Là Niết Bàn đệ bát trọng. Du Tử Lăng mặc mạch y không tì vết, thánh khiết động lòng người, thanh tú xinh đẹp. Mi tâm có một cái pháp tướng bảo nhãn, trong bảo nhãn ẩn tàng vô vọng hàng yêu đăng, có thể nhìn thấp hết thảy hư vọng của thế gian. Nàng nói ra lời này lần nữa dấy lên một mảnh xôn xao, để cho rất nhiều người đều sinh ra kinh sợ, cho dù trước mặt đang đứng là một bán yêu nhưng mà hắn lại đã bước vào Niết Bàn đệ bát trọng, đủ khiến cho những vũ hóa hiền giả kia đều ngưỡng mộ. Chỉ cần tin tức Phong Phi Vân đạt tới Niết Bàn đệ bát trọng truyền đi. Có thể liền sẽ không có ai còn dám bởi vì hắn chính là bán yêu mà coi thường hắn. Điều này đại biểu cho người mạnh nhất trong bán yêu rồi, không ai dám khinh thị. Du Tử Lăng lại nói. Mới vừa rồi hắn sử dụng thật giống như là đại diễn thuật một trong thái cổ bát thuật, đồng thời điều động lực lượng của 49 viên tinh thần ở vực ngoại để cho mình dùng, chỉ có đại diễn thuật mới có thể làm được. Tinh thần quyết của vô thọ tinh cung chúng ta tu luyện tới đại thừa cũng chỉ có thể điều động được lực lượng của 18 viên tinh thần. Lần này mọi người toàn bộ im lặng rồi. Sắc mặt của Cố Bát thiếu gia rất âm lãnh, đứng ở phía trước chúng tu sĩ âm gian giới, ánh mắt vô cùng tà tính, trong mi tâm có một đạo thiểm điện huyết văn hiện lên. Tốt, không hổ là người dám đem di hài của Diêm Vương ra đều luyện thành khôi lỗi, hiện tại liền để cho bổn vương đến thử xem bán yêu ngươi có phải muốn nghịch thiên thật hay không. Chờ một chút. Phong Phi Vân nói. Ngươi sợ. Khí thế của Cố Bát thiếu gia cường ngạnh. Oanh. Lão ma vạn năm cổ trác tây cùng địa ngục Diêm La đã phân ra thắng bại. Vị lão ma vạn năm này đã bị địa ngục Diêm La xé đứt bốn tay, sau đó ném vào trong tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân lần nữa điều động lực lượng của vực ngoại tinh thần đem cổ trác tây luyện thản viên vũ hóa huyết đan thứ hai. Trong lúc này có hai vị cường giả của âm gian giới đến ngăn cản nhưng mà lại đều bị địa ngục Diêm La chém nát, cắn nuốt vào trong bụng, biến thành lực lượng tự thân. Viên vũ hóa huyết đan thứ hai ra đời, quang mang rất chói mắt, tựa như là ngôi sao đỏ như máu. Lần này âm gian giới tổng cộng có 6 vị lão ma vạn năm đi đến, đều là hung nhân uy danh chấn thế, hiện tại đã vẫn lạc 2 vị. Đi chết đi! Cố Bát thiếu ra đem bát quái đạo ấn đánh ra ngoài. Hắc bạch nhị khí xoay tròn trên bầu trời, xé nát âm dương, chém giá vực lực, đem thiên địa phân thành hai màu hắc bạch, tựa như đêm tối và ban ngày cùng tồn tại. Một kiện bát quái đạo ấn này chính là sát thế bảo vật của chuyển luân vương, chính là thập ngũ phẩm linh khí, hung uy hiển hách, không biết đã từng luyện chết qua bao nhiêu người. Một kiện sát thế chi binh này có lực lượng điên đảo âm dương, đảo ngược càn khôn, đặc biệt là đối với lực lượng của vực có lực khắc chế rất lớn. Đây là thập ngũ phẩm linh khí, chỉ sợ là một đạo quang mang cũng tương đối khó lường, có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể vũ hóa hiền giả. Phốc phốc, hơn 10 vị tu sĩ thế hệ trước bị oanh bay ra ngoài, thân thể hóa thành huyết vụ. Phong Phi Vân mở ra hai tay, sau lưng hiện ra bóng dáng của một vạn đầu cự thú, mỗi một đầu đều giống như man thú thực thể, một chưởng đánh ra, oanh ra lực lượng của một vạn vị tu sĩ Niết Bàn đệ bát trọng. Hư không bị oanh toái. Phong Phi Vân cùng Cố Bát thiếu gia trực tiếp nhảy vào trong hỗn độn hư không, quấy lên vô tận phong vân. Trong hư không có một ít bí cảnh cấp thấp nhưng mà lại đều bị bóp nát dễ dàng, biến thành không gian toái phiến. Thái cực âm dương, bát quái càn khôn. Trong một đạo điện văn kia ở mi tâm của Cố Bát thiếu gia bắn ra một đạo huyết sắc thiểm điện, bát quái đạo ấn chợt trở nên càng thêm cường đại, uy năng càng thêm đáng sợ,
đường kính biến thành chừng 500 thước dài, giống như là một cái thất bầm thây. Phong Phi Vân phủ lên người Long Lân Phượng Bì Y, lực lượng trên người lần nữa kéo lên một đoạn, đem lực lượng của tam vị chân hỏa điều động, dẫn đến lực lượng của vực ngoại tinh thần, khiến cho tam vị chân hỏa cao lên chừng 300 thước, giống như là một tòa hỏa diễm thần sơn. Bát quái đạo ấn cùng tam vị chân hỏa lô cách không đối oanh, bộc phát ra vô số hủy diệt chi quang, đem toàn bộ bí cảnh cấp thấp bên trong hư không 300 vạn dặm nổ nát. Phong Phi Vân, ta đã bước vào vũ hóa cảnh, phẩm cấp linh khí của ta so với ngươi còn cao hơn, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Cố Bát thiếu gia đứng ở trong hư không, trong thân thể lao ra từng đạo huyết sắc khí lưu, hóa thành một phiến huyết sắc đại dương, da thịt trên người cũng biến thành huyết sắc, sinh ra vô số kỳ lân lân phiến. Cố Bát thiếu gia không chỉ chiếm được lực lượng của chuyển luân vương, càng nhận được truyền thừa của huyết kỳ bán thánh, uống qua bán thánh kỳ lân huyết, cường độ thân thể không phải là chuyện đùa, giờ phút này thân thể của hắn cũng muốn hóa thành một tôn kỳ lân cổ xưa. Ngươi là ở Niết Bàn Đệ thất trọng bước vào vũ hóa cảnh, mà hiện tại ta chính là Niết Bàn Đệ bát trọng, ta cũng chưa chắc không địch lại ngươi. Phong Phi Vân khoác lên Long Lân Phượng Bì Y, trên lưng sinh ra một đôi phượng hoàng vũ rực. Trong tam vị chân hỏa lô có từng đầu hỏa long do tam vị chân hỏa ngưng tụ thành bay ra. Bán yêu như người vĩnh viễn đều sẽ không hiểu, vũ hóa cảnh cùng niết bàn cảnh có bản chất khác nha, chênh lệch giữa chúng ta không phải là đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Cố Bát thiếu gia cười lạnh, hiển lộ ra tự tin cường đại, ở một khắc kia khi hắn bước vào vũ hóa cảnh liền đã không đem Phong Phi Vân xem thành đối thủ của mình. Phong Phi Vân cũng rất cuồng ngạo, nói: "Đáng tiếc tư chất của ngươi quá kém. Chênh lệch với ta quá xa, cho dù ngươi có bước vào vũ hóa cảnh cũng chỉ sẽ trở thành một viên vũ hóa huyết đan mà thôi." "Hừ, bây giờ ngươi nói lời này không khỏi quá sớm đi." Cố Bát thiếu gia vung cánh tay lên, một mảnh huyết sắc đại dương liền bay ra ngoài, huyết lãng sôi trào, trời rung đất chuyển, huyết hải ngưng tụ thành một đầu huyết kỳ lân khổng lồ gầm thét xông ra. Đây là một loại cảnh tượng kinh người, huyết kỳ lân kia thật sự quá khổng lồ rồi. Vẻn vẹn chỉ là cái đầu liền so sánh với sơn thể phải khổng lồ hơn mấy chục lần, một con mắt đều như một tòa huyết đầm, huyết khí trên người cực thịnh. Đây là bản tôn hình thể của huyết kỳ bán thánh, thân thể dài đến 800 dặm, dậm chân một cái, một tòa vực thổ đều phải chấn động, trường khiếu một tiếng, yêu thú cả nghìn vạn dặm hoang lâm dã sơn đều phải gục trên mặt đất. Dĩ nhiên một tôn kỳ lân này chẳng qua là Cố Bát thiếu gia dùng kỳ lân huyết ngưng tụ thành hư ảnh. Cũng không phải là bản tôn huyết kỳ bán thánh chân chính. Một đầu bán thánh kỳ lân đạt tới Niết Bàn Đệ thất trọng mà thôi. Long Lân Phượng Bì Y trên người Phong Phi Vân khởi động, thân thể trở nên vô cùng khổng lồ, hóa thân thành một đầu Phượng Hoàng. Mở cánh ra chính là 9.000 dặm. Đây là bản thể của Phượng Phi Vân, Phượng Hoàng Niết Bàn Đệ cửu trọng. Một cỗ khí tức khổng lồ kia đem Cố Bát thiếu ra đánh bay ra ngoài, căn bản không ngăn cản nổi cỗ lực lượng này. Sắc mặt cuồng biến, bị khí tức của Phượng Hoàng Niết Bàn Đệ cửu trọng khiến cho sợ đến run rẩy, khí tức so với huyết kỳ bán thánh khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Một đầu huyết kỳ lân hư ảnh dài đến 800 dặm trực tiếp bị Phượng Hoàng nuốt vào trong miệng. Một màn này hết sức kinh khủng, huyết kỳ bán thánh được xưng là Bách Thú Chi Vương, thân thể bán thánh, hiệu lệnh yêu thú thập phương không ai dám không nghe, nhưng mà gặp gỡ với Phượng Hoàng lại bị một ngụm nuốt trọn. Cho dù huyết kỳ bán thánh chưa chết, Phượng Phi Vân cũng không chết, hai người gặp gỡ, chỉ sợ kết cục cũng là như vậy, tựa như lão ưng ngậm gà con, huyết kỳ bán thánh căn bản không thể nào có bất kỳ sức phản khác gì. Đệ lục trung ương vương triều. Thánh đình, ngũ đại tinh thần đồng thời tao ngộ công kích. Đại quân âm gian giới tập kích, đem chọn cả thánh đình đều vây quanh, 10 vị vương giả của âm gian giới đến một nửa, chú thiên phủ Diệp Hồng Cảnh vẻn vẹn chỉ là một chỗ chiến trường trong đó. Dẫn đội chính là chuyển luân vương vừa mới trở về. Thế tử cùng quận chúa của các đại cảnh đệ lục trung ương vương triều đều ở thánh đình, chỉ cần chúng ta nắm giữ thánh đình, như vậy đệ lục trung ương vương triều coi như là bị âm gian giới chúng ta nắm trong tay. Trên 9 tầng trời lơ lửng một cây thần bút, thô to như cây cột, do thanh đồng luyện thành, như một cây thiên trụ. Thiên hạ mọi người biết đây là Bình Đẳng Vương một trong thập đại vương giả của âm gian giới đến, đây là vô thượng thần binh của hắn. Sinh tử bút. Bình Đẳng Vương đến. Đây nhưng là một tôn vương giả chân chính, đang ở vào thời kỳ cường thịnh, những thành chủ kia của thiên thành, gia chủ của trung cổ thế gia nhìn thấy vị ma đầu này đều phải nhượng bộ lui binh. Đây là một tràng đại kiếp đột nhiên mà đến, để cho mọi người đều hoảng sợ,
sắc mặt mỗi một người đều thay đổi, đối với âm gian giới vô cùng e ngại, giống như là nhìn thấy quỷ thần. Thánh đình chúa tể, âm gian giới chúng ta lại tới, ha ha. Một tiếng trường khiếu chấn phá hư không, chiến hỏa không ngừng lan tràn, âm gian giới lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà đến, gặp người liền giết, chỉ có thế tử cùng quận chúa mỗi một cảnh mới có thể may mắn thoát khỏi. Thánh đình tự nhiên có rất nhiều cường giả, nhưng mà âm gian giới càng cường đại hơn, có rất nhiều lão ma vạn năm từ trong hư không giết ra, quả thực không người nào có thể ngăn chặn. Thiên cương trận của thánh đình tại sao không khởi động, thống lĩnh thánh vệ quân của thánh đình hổn hển mà nói. Thiên cương trận của thánh đình vốn đã mở ra, nhưng mà lại bị bình đẳng vương dùng sinh tử bút đâm xuyên, căn bản không ngăn được. Địa sát trận cũng bị phá. Thống lĩnh thánh vệ quân nói. Tu sĩ của âm gian giới trước tiên tiềm nhập thánh đình, đã sớm nắm địa sát trận trong tay. Thật là một đám phế vật. Thống lĩnh thánh vệ quân đứng ở trên một tòa chiến đài, trong tay mang theo một thanh trường thương đỏ ngầu, một đôi mắt hổ nhìn ra xa vòng trời, chỉ thấy chi chít tất cả đều là tu sĩ của âm gian giới, số lượng vô cùng nhiều, trong đó còn có vài cỗ lực lượng cường đại đến dọa người, để cho thiên khung tinh thần đều đang run rẩy. Thánh vệ quân mặc dù đều là cường giả ngàn dặm mới có một, nhưng mà bị giết đến liên tiếp bại lui, máu tươi tụ thành sông, thi thể chồng chất thành từng tầng. Báo, cổ trận đi thông các đại cảnh đều bị tu sĩ của âm gian giới phá hư, hư không của cả thánh đình tất cả đều bị phong tỏa, hiện tại tin tức căn bản không truyền ra được. Thống lĩnh thánh vệ quân nói, thế tử cùng quận chúa của các đại cảnh đều rui lui đến Trung Đình Tinh rồi đi. Đều ở trước đó đã lui về Trung Đình Tinh rồi, nơi đó có thiên đấu vô cực đại trận, coi như là thánh linh đến cũng chưa chắc có thể công phá, chắc chắn là không có việc gì, chỉ là tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh ở chú thiên phủ lại ở lúc bắt đầu đã bị phong tỏa, đoán chừng hai vị quận chúa đã gặp bất trắc. Hiện tại không thể chú ý nhiều đến như vậy rồi, tuyệt đại đa số người không có chuyện gì thì ta cũng là có thể khai báo với thần thiên tước phủ rồi. Thống lĩnh thánh vệ quân nói, Tây cực tinh, Bắc cực tinh, Nam cực tinh, Đông cực tinh của thánh đình đều đã bị tu sĩ của âm gian giới công phá, bốn viên chủ tinh giết đến hôn thiên ám địa. Những quyền quý kia của thánh đình đều cuốn vào trong tràng chiến đấu sinh tử này. Các lão thiên cung, thánh cảnh cảnh chủ trên Nam cực tinh cũng đều gặp phải vây công, có đại lượng cường giả giết đến hai chỗ này. Trận pháp trong các lão thiên cung hoàn toàn mở ra, có núi non di động trong trận pháp, có ngôi sao huyền phù trong hư không, có linh thú chiến hồn xuyên qua ở trong trận pháp. Tu sĩ của âm gian giới công lâu không được, ngược lại bị chết thảm trọng. Ngay cả một chút lão ma vạn năm xông vào trong trận đều không thể ngăn cản được lực lượng của trận pháp, chỉ trong chốc lát liền bạo liệt ra, biến thành huyết vụ. Ha ha, nghe tiếng đã lâu lâm các lão chính là đệ nhất nhân trận pháp của đệ lục trung ương vương triều, bổ thiên các chủ khiến người ta ngưỡng mộ. Một vị văn sĩ tay cầm thiết quyển đi tới bên ngoài các lão thiên cung, dưới chân đạp lên một mảnh tường vân, trong tay nắm lấy một kiện thanh đồng bút. Lâm các lão đứng ở cha thiên cung huyền phù ở bầu trời. Ăn mặc hết sức mộc mạc, ảo vải, dày vải, mũ vải, giống như là một lão nông, đứng xa xa nhìn vị văn sĩ kia, cười nói. Bình đẳng vương ra giá lâm thánh đình, lão hủ vốn nên đi ra tiếp đón, đáng tiếc hiện tại không thuận tiện. Văn sĩ tay cầm thiết quyển này cư nhiên chính là một trong 10 thiên tử âm gian giới đại danh đỉnh đỉnh, bình đẳng vương. Đây nhưng là nhân vật cấp bậc đại ma đầu, dám tự lập một giới, không thuộc về bất kỳ một cái trung ương vương triều nào. Không sao, không sao, bị nhân tự mình đến làm khách là được. Trung niên văn sĩ vốn là đứng ở bên ngoài hơn 10 dặm, vừa sải bước một cái, thân thể liền đã đi vào bên trong trận pháp, chân đạp giữa không trung, bộ pháp rất chậm chạp, nhưng mà mỗi bước lại có thể bước ra xa 10 dặm. Oanh long long, những sơn nhạc, tinh thần kia còn chưa tới gần thân thể của hắn liền tự động vỡ vụn ra. Những trận pháp uy lực kinh khủng kia ở dưới chân của hắn không ngừng vỡ vụn. Chỉ trong một cái sát na trôi qua, 37 tòa đại trận đã bị hắn dẫm nát. Lâm các lão vươn ra một ngón tay chỉ về phái bình đẳng vương, 30 vạn khối linh thạch liền rơi xuống chung quanh thân thể của bình đẳng vương, kết thành một tòa trận pháp, giống như là 30 vạn điểm sáng đem bình đẳng vương khốn ở trung ương. Ha ha, thành tựu của các lão ở trên đạo trận pháp thật lợi hại, điểm thạch thành trận, họa địa thành lao, ta cũng không bằng được. Bình đẳng vương hắng giọng cười một tiếng. Lâm các lão cũng không thoải mái, cười nói. Có thể giao thủ với nhân vật như bình đẳng vương gia, lão hủ tuy bại mà vinh.
Oanh! Bình đẳng vương đem thiết quyển cầm trong tay mở ra, một tấm sơn hà đồ quyển hiện lên, bên trong hiện ra một cái âm gian giới, đem 30 khối linh thạch đều thu vào bên trong thiết quyển. Sắc mặt của Lâm Các Lão hơi đổi, có thể trở thành một trong 10 thiên tử của âm gian giới, bất kỳ một người nào cũng đều cường đại vô cùng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bình đẳng vương từ trong trận pháp đi ra, một cước bước vào Các Lão thiên cung, chân của hắn vừa mới đặt lên trên mặt đất. Một cỗ lực lượng hủy diệt liền từ dưới chân của hắn lan ra ngoài, Lâm Thai Lâu Các, cung tường điện vũ trong Các Lão thiên cung toàn bộ sụp đổ, biến thành phế tích, những tu sĩ ở bên trong toàn bộ chết hết, hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Bình đẳng vương, ngươi làm việc thật quá đáng. Thủ trưởng của Lâm Các Lão vừa nhấc, cả đại địa giống như được nâng lên, trời và đất giống như đảo lộn hướng bình đẳng vương áp xuống. Lâm Các Lão lúc bình thời nhìn rất bình thản. Nhưng mà vừa ra tay liền thể hiện ra thực lực cường đại. Bình đẳng vương lộ ra vẻ rất bình tĩnh, cũng là bàn tay lật lại, lập tức đem thiên địa áp lại, một chưởng đem Lâm Các Lão chụp xuống, thân thể bị xé tan ra, biến thành từng đạo quang điểm. Những tu sĩ kia của âm gian giới đều giết vào, quỳ dạp xuống dưới chân của bình đẳng vương. Bình đẳng vương ra, bách chiến bách thắng. Bình đẳng vương lắc đầu nói. Đây vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân của Lâm Các Lão mà thôi. Lão gia hỏa này nổi danh giảo hoạt, nhất định trước đó đã cảm giác được nguy hiểm, đem cường giả tinh anh trong Các Lão thiên cung chuyển đến trung đình tinh rồi. Người có tu vi cường đại, linh giác cũng rất lợi hại, cho dù không suy tính ra được hỏa phúc nguy cơ nhưng cũng có thể bằng vào cảm giác bản năng biết trước một chút nguy hiểm. Thánh đình trừ trung đình tinh ra, tứ đại chủ tinh ở chung quanh đều đang phát sinh chiến đấu, cục diện trên căn bản đều bị âm gian giới khống chế được, chỉ có cục bộ là còn có cường giả đang chiến đấu. Chiến đấu trong chú thiên phủ rất thê thảm, tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh cùng tu sĩ của âm gian giới đều chết rất nhiều. Nam cực tinh đã bị âm gian giới chúng ta khống chế, tu sĩ Diệp Hồng Cảnh các ngươi vẫn là buông tha cho việc chống cự đi. Một vị lão ma vạn năm cuồng tiếu nói. Không thể nào, nơi này chính là thánh đình, tà nhân của âm gian giới các ngươi làm sao có thể chiếm lĩnh nơi này. Không ai tin tưởng đây là sự thật. Coi như là tam đại vương giả của âm gian giới từng bắt đi thánh đỉnh chúa tể, đó cũng là tam đại vương giả lén lẻn vào thánh đỉnh chúa tể cung mới làm được, trong lịch sử còn chưa có ai có thể chân chính phá được thánh đỉnh. Ha ha, tứ đại phong sử triệt hồi chấn hồn kỳ, để cho bọn họ biết một chút về phong thái của âm gian giới chúng ta. Một vị lão ma vạn năm nói, chấn hồn kỳ bốn phía bị thu lại, không gian phong tỏa được giải trừ, một cỗ tà khí cuộn trào trùng kích tới. Một bộ cảnh tượng sơn hà tan nát hiện lên trước mắt, cả nam cực tinh khắp nơi đều là tà nhân của âm gian giới, tước phủ quý ộc vốn là cao ngạo ở bên kia giờ phút này đều tay mang xiềng xích, tựa như là đầy tớ, có người đang cầm lấy roi quất vào bọn họ. Có rất nhiều người bị bắt làm tù binh, có tài tuấn, thiên chi kiêu nữ thế hệ trẻ, có vũ hóa hiền giả, trưởng lão, tông sư của thế hệ trước đều quỳ rạp trên mặt đất. Trên bầu trời, hắc vân trầm trầm, âm phong nổi lên bốn phía. Nam cực tinh vốn là tiên khí nồng đậm trở nên giống như địa ngục. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều cảm thấy tuyệt vọng, sắc mặt của mỗi người đều sinh ra một tầng cho tàn, âm gian giới quá cường đại, căn bản không cách nào chống cự. Đã thấy chưa, đây chính là sự cường đại của âm gian giới chúng ta, chỉ có buông tha cho việc chống cự mới có thể thành đầy tớ cho âm gian giới chúng ta, nếu không chỉ có một con đường chết. Một vị lão ma vạn năm thấy bộ dáng tuyệt vọng của mọi người. Hắn liền cảm thấy hết sức mừng rỡ, đột nhiên một cái quyền đầu cự đại oanh ở trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn oanh bay ra ngoài. Ngao!